Chương 965 cho ta gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Từng điều tin tức không ngừng từ di động chung truyền ra. Tôn Nghiêu sắc mặt từ lúc ban đầu đắc ý, đã bắt đầu trở nên trắng bệch. Không có khả năng, sao có thể, một cái Ngân Châu tiểu công ty, một đám nhà giàu mới nổi, dựa vào cái gì tìm tới nhiều như vậy cao thủ, dựa vào cái gì còn sẽ có khác tài chính rót vào. Tôn Nghiêu nằm liệt ngồi ở trên sofa, nhìn trước mắt màn hình máy tính, đó là thật khi thị trường chứng khoán, mỗi vài giây, đều sẽ đổi mới một lần. Tôn Nghiêu trơ mắt nhìn, chấn cản thực nghiệp mặt sau màu đỏ tươi con số, chậm rãi giảm xuống, cho đến biến thành màu xanh lục, nguyên bản đang ở lợi nhuận thế cục, đã biến thành hao tổn, thả cái này hao tổn kim ngạch, đang ở chậm rãi mở rộng. Đối với chấn cản thực nghiệp tới nói, đêm nay Tôn Nghiêu làm những chuyện như vậy, tuyệt đối có thể nói là có tính chất hủy diệt, nhưng đối với Trương Huyền mà nói, này bất quá là tùy tay làm một sự kiện mà thôi, chấn cản nếu không chọc hắn, cũng sẽ không phát sinh như vậy sự, chọc hắn, bất quá là một câu, liền đủ để đem chấn cản hoàn toàn hủy diệt, thậm chí Trương Huyền đến bây giờ, cũng không biết vừa mới công kích Lâm Thị, là chấn cản thực nghiệp. Hiện tại Trương Huyền, chính cầm trong tay bình rượu, có một loại hét lớn tứ phương tư thế, giống như là muốn báo tối hôm qua thủ giống nhau. Mọi người cũng đều bồi Trương Huyền uống phá lệ tận hứng, bọn họ biết, đây cũng là phát tiết cảm xúc một loại phương thức, mà Trương Huyền hiện tại, vừa lúc yêu cầu như vậy cảm xúc phát tiết. Này một hồi rượu, uống có thể nói là long trời lở đất, mọi người cũng không biết chính mình đã uống lên nhiều ít. Chỉ có thể nhìn đến đầy đất bình rượu ném nơi nơi đều là. Nhìn chung đô thành này đó tứ hợp viện, cũng chỉ có bọn họ như vậy hào phóng uống. Ở khoảng cách tứ hợp viện cách đó không xa, một người thân hình cao lớn, nhìn như nho nhã trung niên nam nhân khoanh tay đứng ở nơi này. Đại nhân, nơi này hẳn là cấm minh hỏa đi, bọn họ làm như vậy, không hợp quy củ. Một nam nhẹ nam nhân đi theo nho nhã trung niên phía sau. Này nho nhã trung niên, đúng là Trương Huyền ban ngày ở hội sở nhìn thấy cự kiếm. Cự kiếm nhìn mắt phía sau người, cười cười, vậy ngươi cảm thấy như thế nào làm? Đương nhiên là làm cho bọn họ tuân thủ chúng ta quy củ, nơi này là đô thành, không phải Quang Minh đảo. Tuổi trẻ nam nhân vẻ mặt trịnh trọng nói. Tùy tiện đi, cự kiếm nhún vai, dù sao nơi này người phụ trách là ngươi, ngươi có cái này quyền lợi xử lý sở hữu sự. Cự kiếm nói xong, đôi tay bối ở sau đầu, nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt, những việc này, các ngươi người trẻ tuổi nhọc lòng đi thôi, ta lão lạc. Cự kiếm nói, lảo đảo lắc lư tránh ra. Tuổi trẻ nam nhân nhìn mắt tứ hợp viện phương hướng, lấy ra di động, bắt thông cái dãy số, mệnh lệnh nói, cho ta điều chiếc xe chở nước tới. Điện thoại cắt đứt sau, tuổi trẻ nam nhân trong miệng lẩm bẩm, cái gì Quang Minh đảo chủ, tới rồi đô thành, người chính là một người bình thường. Tứ hợp viện nội, Trương Huyền đám người uống hứng khởi, đột nhiên một đạo cột nước từ ngoài tường phun tiến vào, chuẩn chuẩn phun ở bạch trì trước người nướng lò thượng, theo tư lạp thanh âm, một trận khói trắng mạo khí, nướng lò tức khắc tắt. Ngay sau đó, tứ hợp viện đại môn bị người từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra. Liền thấy vừa mới đi theo cự kiếm phía sau tên kia thanh niên, bước đi tiến vào, ánh mắt nhìn quét trong viện mọi người, theo sau lớn tiếng quát lớn nói, ai cho các ngươi ở chỗ này dùng minh phát hỏa. Trương Huyền bọn họ vị trí cái này tứ hợp viện, nói là nơi ở, kỳ thật đã nạp vào văn vật một loại, phía chính phủ đã sớm cấm ở trong viện sử dụng minh hỏa, giống Trương Huyền bọn họ loại này lộ thiên nướng BBQ phương thức, càng là nghiêm lệnh cấm. Bạch Trì sắc mặt biến đổi, vừa muốn phát hỏa. Trương Huyền cánh tay duỗi ra, ngăn lại Bạch Trì, hắn biết Bạch Trì tính tình, vọt vào môn thanh niên nói, xin lỗi, nhất thời hứng khởi, đem cái này quy củ cấp xem nhẹ. Hứng khởi, thanh niên nhìn chằm chằm Trương Huyền, nơi này là đô thành, không phải ngươi hứng khởi địa phương. Muốn chơi bộ tịch lăn địa phương khác chơi đi. Ách, Trương Huyền quay đầu lại nhìn nhìn tương lai đám người, nói tiếp, chúng ta giống như không có chơi cái gì bộ tịch đi. Các ngươi chính mình nghĩ như thế nào, các ngươi chính mình rất rõ ràng. Thanh niên tiến lên hai bước, đi đến Trương Huyền trước mặt, cùng Trương Huyền cách xa nhau không đến một mét, khẩn nhìn chằm chằm Trương Huyền hai mắt, mở miệng nói, ta cảnh cáo ngươi, ta mặc kệ ngươi là người nào, cái gì thân phận, nơi này là đô thành, là long, ngươi tại đây cho ta bàn, là hổ, ngươi tại đây cho ta nằm, bằng không ta tùy thời có thể làm ngươi cút đi, minh bạch sao. Tương lai từ Trương Huyền phía sau đi tới. Các ngươi cửu cục người trẻ tuổi, hiện tại đều là làm như vậy sự sao? Kêu điểm quản sự ra tới. Thanh niên phiết tương lai liếc mắt một cái, ta có cùng ngươi nói chuyện sao? Đắn đo rõ ràng chính ngươi vị trí, còn có, ở đô thành, nơi này sự,
về ta quản. Ok, ok, Hải Thần khoa tay múa chân cái thủ thế, nguyên lai là vị lãnh đạo, chúng ta nhất định thủ quy củ, thủ quy củ. Hải Thần một bên cười mở miệng, một bên duỗi tay sờ hướng chính mình sau eo. Ở Hải Thần sau eo chỗ, kia đem thiên lam sắc lưỡi dao sắc bén, tùy thời đều có thể ra khỏi vỏ. Trương Huyền âm thầm cấp Hải Thần đánh cái thủ thế, ngăn lại Hải Thần động tác, nói, chúng ta chỉ là tại đây tụ một chút mà thôi, đã lâu chưa đi đến đều, quy củ ta cũng không rõ ràng lắm, lần này sự là chúng ta không đúng. Lại cho các ngươi nói một lần, làm rõ ràng chính mình định vị. Thanh niên lại lần nữa cảnh cáo một tiếng sau, xoay người nghênh ngang mà đi. Ngươi, Bạch Chỉ bước chân một vượt, liền phải hướng quá truy. Trương Huyền duỗi tay ngăn lại Bạch Chỉ. Lão đại, ngươi khiến cho hắn như vậy kiêu ngạo, một cái cửu cục tân nhân mà thôi, hiển nhiên là biết thân phận của ngươi, còn tại đây không lớn không nhỏ. Bạch Chỉ vẻ mặt tức giận. Trương Huyền cười cười nói, ta có cái gì thân phận, bất quá là một người bình thường mà thôi, lần này thật là chúng ta sơ sẩy. Vừa vặn này rượu cũng uống không sai biệt lắm, có người giúp chúng ta dập tắt lửa, cũng là một chuyện tốt. Hảo Bạch Trì, lão đại hiển nhiên là không nghĩ cùng hắn giống nhau so đo, này đó tân nhân A, tổng cảm thấy chính mình thượng vị, liền muốn khống chế hết thảy. Phí Lôi Tư đi tới vỗ vỗ Bạch Trì bả vai, lão đại uống không sai biệt lắm, buổi tối còn có đêm xuân một lần, chúng ta những người này nột, liền đổi cái địa phương tiếp tục uống đi. Không uống, vô tâm tình, Bạch Trì vẻ mặt khói mù nói. Được rồi, nhìn xem ngươi này tiểu gia đình dạng, tương lai đi tới, một phen nắm Bạch Chỉ lỗ tai, chiều viện ngoại túm đi, đi, uống rượu. Ta dựa, ngươi đừng túm ta lỗ tai a, ngươi cho ta buông tay. Buông tay, chặt đứt. Lâm Thanh Hạm đứng ở một bên, nhìn Bạch Chỉ trong tương lai thủ hạ ăn mệt bộ dáng, che miệng cười. Lão đại, xe cho ngươi an bài hảo, này cũng không còn sớm, mau đưa tẩu tử trở về nghỉ ngươi đi. Tóc đỏ đi tới mở miệng. Đại viện ngoài cửa, một chiếc Rolls Royce Gusto đã ngừng ở nơi đó. Hành, các ngươi chơi vui vẻ. Trương Huyền kéo qua Lâm Thanh Hạm tay nhỏ, cùng mọi người chào hỏi, ngồi trên xe. Khoảng cách đại viện không xa địa phương. Vừa mới tên kia thanh niên nhìn viện môn khẩu sôi nổi rời đi mọi người, cười lạnh một tiếng, chó má quang minh đảo chủ, cho ta an bài vài người gắt gao nhìn chằm chằm hắn, một khi có cái gì khác người hành động, lập tức cho ta hội báo. Chương 966 Tần lão tiên sinh bị giết. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hai người dựa vào này chiếc Rolls Royce Gusto ghế sau, hưởng thụ này chiếc đỉnh cấp siêu xe sở mang đến thoải mái cảm. Hiện tại đã là hơn 10 giờ tối, chung quanh sắc thái sặc sỡ cảnh sắc xẹt qua, Lâm Thanh Hạm di động đột nhiên vang lên. Lâm Thanh Hạm nhìn mắt điện báo người, từ Huyền điện thoại, đã trễ thế này. Lâm Thanh Hạm mới vừa đem điện thoại chuyển được, trong điện thoại liền vang lên từ Huyền nôn nóng thanh âm. Tỷ, các ngươi ở đâu a? Có thể nghe được, Từ Huyền thanh âm giữa, mang theo một cổ khóc nức nở. Lâm Thanh Hạm trong lòng nhảy dựng, một loại dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng, nàng vội vàng hỏi, Tiểu Huyền, ngươi đừng vội, làm sao vậy, chậm rãi nói. Các ngươi mau tới Tần ra đi, ra ra đã xảy ra chuyện. Ra xảy ra chuyện. Lâm Thanh Hạm chỉ cảm thấy oanh một chút, trong óc trống rỗng. Trương Huyền thấy thế. Vội vàng tiếp nhận Lâm Thanh Hạm di động, hướng Tự Uyển hỏi, phát sinh cái gì? Ta cũng nói không rõ. Tự Uyển nức nở nói, tỷ phu, các ngươi mau tới đi. Trương Huyền lập tức làm tài xế đem xe dừng lại, hắn ngồi trên chủ điều khiển, bằng mau tốc độ, đuổi tới Tần gia đại viện. Đương Trương Huyền đi vào Tần gia đại viện thời điểm, nhìn đến Tần gia ngoài đại viện, vây quanh từng điều cảnh giới tuyến, mười mấy chiếc tuần bộ xe ngừng ở ngoài đại viện. Đại viện giữa, không ngừng xuyên qua tuần bộ thân ảnh. Một chiếc lao tư Gusto đã đến, cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý, rốt cuộc Tần gia đại viện nội bãi đỗ xe, giống như là một cái xa hoa xe triển. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm vừa xuống xe, liền thấy Từ Huyền chạy mau lại đây, có thể nhìn đến, Lâm gia người, cũng đều ở Tần gia ngoài đại viện đứng. Tiểu Huyền, đây là làm sao vậy? Lâm Thanh Hạm nỗ lực làm chính mình trấn định xuống dưới. Tự Uyển khuôn mặt nhỏ trắng xanh, hoa lê dính hạt mưa, tỷ, ra ra hắn bị tuần bộ mang đi. Cái gì, Lâm Thanh Hạm thanh âm đột nhiên đề cao, bị tuần bộ mang đi. Sao lại thế này? Ra ra, hắn bị, chảo, ta, không, đến. Tự Uyển vẫn luôn ở nức nở, nói chuyện cũng là đứt quãng, Lâm Thanh Hạm nghe xong nửa ngày cũng nghe không rõ Tự Uyển rốt cuộc là muốn nói gì.
Lâm Kiến Vũ từ một bên bước nhanh đi tới, hắn biểu hiện còn tính chấn định, nhíu mày nói, vừa mới Tần gia đã xảy ra án mạng, Tần gia vẫn luôn bồi hộ lão Lục Tần Phong cùng Tần lão tiên sinh, toàn bộ đã chết, lúc ấy ngươi gia gia liền ở Tần lão tiên sinh trong phòng bệnh, bất qua chúng ta phát hiện hắn thời điểm, ba hắn đã hôn mê, hiện tại bị liệt vào đệ nhất hiểm nghi người, đã bị toàn bộ khống chế điều tra. Không có khả năng, Lâm Thanh Hạm đương trường hét lớn ra tiếng, ông nội của ta hắn sao có thể đối Tần lão tiên sinh xuống tay, hắn nhất kính trọng, chính là Tần lão tiên sinh. Lâm Kiến Vũ lắc lắc đầu, đạo lý này chúng ta đều minh bạch, nhưng toàn bộ sẽ không quản này đó, hiện tại Tần gia người đã chạy đến, bọn họ tất cả đều cho rằng ta ba hiểm nghi lớn nhất. Vì cái gì? Trương Huyền đột nhiên ra tiếng, đơn giản là ra ra hắn lúc ấy tại hiện trường vụ án sao? Không, Lâm Kiến Vũ ra tiếng giải thích nói, vừa mới toàn bộ tra được, có trong hồ sơ phát tiền tam tiếng đồng hồ, có một bút khách sù khoản tiền, đánh vào Lâm thị tài khoản, tổng cộng 800 triệu, này bút khoản tiền nơi phát ra không rõ, là thông qua mấy cái con đường quay vòng đến Lâm thị tài khoản nội, hiện tại quay vòng tài khoản đã hoàn toàn bị gạch bỏ, căn bản tra không đến nơi phát ra. Nhưng là, Tần gia có 800 triệu tài sản, không cánh mà bay. Nghe Lâm Kiến Vũ nói xong này đó, Trương Huyền mày đã gắt gao nhíu lại, hắn ánh mắt nhìn quét một vòng, phát hiện Tần gia người xem bọn họ ánh mắt, liền giống như xem tặc giống nhau. Trương Huyền mở miệng nói, hiện tại thi thể ở đâu? Không có thi thể, Lâm Kiến Vũ lắc đầu, phòng nội nơi nơi đều là vết máu, pháp y nói hiện trường có tách rời dấu vết, người chết thi thể hẳn là bị người phân giải, sau đó vận đi ra ngoài. Đã là người quen gây án, lại là đoàn đội gây án sao? Trương Huyền đôi mắt nheo lại. Đang ở lúc này, Lâm Thanh Hạm điện thoại vang lên, là tài vụ bộ người phụ trách đánh tới. Lâm Tổng, về ngài chuyển ra kia 800 triệu vốn lưu động sự, ngân hàng người phụ trách Thuyết Minh Thiên sẽ đưa tới hai phân đại ngạch ký tên văn kiện, ngài cho ta cái vẽ chuyển thần dãy số, ta gửi đi cho ngài. Ta chuyển ra 800 triệu, Lâm Thanh Hạm chỉ cảm thấy một trận nghi hoặc. Ta khi nào chuyển ra 800 triệu? 3 giờ trước, ngài tư nhân tài khoản ở nội bộ thao tác A. Tài vụ bộ người phụ trách đáp. Lâm Thanh Hạm vội vàng mở ra di động thượng về Lâm thị công ty tài chính app, đăng nhập chính mình tư nhân tài khoản. Quả nhiên, thấy chính mình tư nhân tài khoản chung, có một cái đại ngạch chuyển khoản ký lục. Lâm Thanh Hạm trong lòng giật mình, đương nàng mở ra cái này chuyển khoản ký lục thời điểm, phát hiện thu khoản phương đã biến thành chưa tồn tại 3 chữ. Nói cách khác, đối phương thu lần này chuyển khoản sau, liền bằng mau tốc độ, đem tài khoản hoàn toàn gạch bỏ. Này, Lâm Thanh Hạm nhìn di động thượng chuyển khoản ký lục, cái này tư nhân tài khoản, vẫn luôn là Lâm thị người cầm lái sử dụng, trừ bỏ nàng, không ai có thể đi lên, chẳng lẽ nói là tài khoản bị hack. Một cái lại một cái vấn đề theo nhau mà đến, Lâm Thanh Hạm quải điểm điện thoại, tinh tế lũ thành ý nghĩ, nàng có phí lôi tư liên hệ phương thức, trực tiếp liền đem điện thoại đánh tới phí lôi tư kia. Làm phí lôi tư tìm người hỗ trợ cha cha có hay không người hắc nhập quá Lâm thị tài khoản. Phí lôi tư cha ra kết quả không đến 5 phút liền phản hồi đến Lâm Thanh Hạm nơi này, Lâm thị tài khoản phi thường an toàn, không có bất luận cái gì bị hắc nhập dấu vết. Lão công, sự tình thực không thích hợp, có người muốn làm chúng ta Lâm thị. Lâm Thanh Hạm đã dần dần chấn định xuống dưới, nàng rốt cuộc là gặp qua đại trường hợp người, không giống Tự Uyển như vậy, gặp được sự tình đã có vẻ có chút hỏng mất. Trương Huyền đôi mắt nheo lại, không cần phải gấp gáp, hiện tại sốt ruột chỉ biết tự loạn đầu trận tuyến, trước rời đi nơi này. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, Lâm Chính Nam không ở, nàng nghiễm nhiên trở thành Lâm gia tại đây nhất có quyền lên tiếng người, kêu tới Lâm gia mọi người, trước rời đi nơi này. Đoàn người ngồi trên ngày hôm qua lại đây khi kia chiếc đừng khắc thương vụ, đến nỗi kia chiếc Rolls Royce Gusto, Trương Huyền đã làm rời đi. Đang lúc Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm chuẩn bị lên xe thời điểm, liền thấy một đám người bước nhanh đi tới, cầm đầu, đúng là vừa mới ở tứ hợp viện chung, dùng súng bắn nước tưới diệt Trương Huyền bọn họ nướng lò thanh niên. Các ngươi đây là muốn đi đâu a? Thanh niên đi vào Trương Huyền trước mặt, từ dưới lên trên đem Trương Huyền đánh giá một lần. Trương Huyền cười cười, như thế nào, vị này quan đại nhân, chúng ta muốn đi nào, còn phải hội báo một chút. Thanh niên gật gật đầu, ta đương nhiên muốn rõ ràng các ngươi là muốn đi nào, đừng quên. Hiện tại này đó họ Lâm, tất cả đều cùng giết người hung thủ có quan hệ, lần này sự không điều tra rõ trước, các ngươi nhất cử nhất động, đều phải ở chúng ta giám thị dưới. Ngươi không cần nói lung tung, Lâm Thanh Hạm gầm lên một tiếng, ông nội của ta không phải tội phạm giết người, hiện tại sự tình cũng không có điều tra rõ, ngươi nếu là phía chính phủ người,
liền không nên như vậy vọng có kết luận. A, thanh niên khinh thường cười, vị này nữ sĩ, thỉnh ngươi chú ý ngươi cùng ta nói chuyện thái độ. Chương 967 nên thêm tiết giáo dục khóa. Lâm Thanh Hạm nhìn chằm chằm thanh niên, ra tiếng nói, ta có thể vì ta nói chuyện thái độ xin lỗi, nhưng ngươi, thân là phía chính phủ người, ở hiện tại sự tình cũng không có trong sáng dưới tình huống, tùy ý hướng ông nội của ta trên người bát nước bẩn, ta cũng muốn cầu ngươi lập tức xin lỗi, lấy một cái nộp thuế người thân phận. Lấy một cái hẻ oi bức công dân thân phận. Thanh niên cười lạnh một tiếng, vị này nữ sĩ, ta biết ngươi tự tin đến từ chính nơi nào, nhưng ta nói cho ngươi, vô luận ngươi nam nhân có cái dạng nào thân phận, nơi này là hẻ oi bức, nơi này là đô thành. Thanh niên nói xong, lại lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, vị này Trương tiên sinh, ta nếu là ngươi, nên hảo hảo quản giáo chính mình nữ nhân, ta nghe qua rất nhiều về ngươi nghe đồn, cũng nghe có người nói, ngươi là vô địch tồn tại, ha ha, ta không ủng hộ cái này cách nói, là ngươi, liền có nhược điểm của hắn, ta biết ngươi nhược điểm là cái gì, phàm là ngươi dám làm ra một kiện chuyện khác người, ta bảo đảm, ngươi sẽ nhìn đến làm ngươi hối hận cả đời kết quả, minh bạch sao? Trương Huyền hơi hơi mỉm cười. Theo sau bỗng nhiên giò ra tay phải, tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp tạp trụ thanh niên cổ, đem thanh niên ấn ở trước mặt này chiếc đừng khắc thương vụ trên thân xe. Trương Huyền lực lượng rất lớn, làm thanh niên một khuôn mặt, tức khắc trướng thành màu gan heo. Cảm giác hít thở không thông từ yết hầu chỗ truyền đến, thanh niên dùng sức muốn dọn khai Trương Huyền tạp trụ chính mình yết hầu bàn tay to, lại là một chút dùng đều không có. Trương Huyền bàn tay to, giống như một con cự kiềm, vô luận thanh niên như thế nào làm. Đều không thể lay động mảy may. Những cái đó đi theo thanh niên phía sau cùng tới người, cơ hồ ở cùng thời gian, lấy ra súng lục, toàn bộ nhắm ngay Trương Huyền đầu. Một màn này, sợ tới mức ngồi ở trong xe mấy người hít hà một hơi, trừ bỏ Tự Huyền biểu hiện còn tính chấn định điểm ngoại, còn lại người, ai gặp qua loại này trận trưởng. Nhưng thật ra Tự Huyền, cùng Trương Huyền ở chung vài lần, càng huyết tinh cũng đều xem qua. Hơn nữa đối với Trương Huyền, Tự Huyền có một loại phá lệ tự tin. Ở nàng xem ra, bất luận cái gì sự tình, đều không làm khó được chính mình cái này tỷ phu. Đối mặt chung quanh mấy cái tối om, tản ra hàn khí họng súng, Trương Huyền xem đều không xem một cái, hắn như cũ dùng tay gắt gao tạp thanh niên yết hầu, người giống như ở uy hiếp ta. Thanh niên sắc mặt đỏ lên, đi dọn Trương Huyền tay, đều có vẻ có chút sử không thượng lực, bị người tạp trụ yết hầu, cùng chính mình bế khí, là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Buông tay, ta làm người buông tay. Hét lớn một tiếng từ Trương Huyền bên tai vang lên, một người cầm thương, đỉnh Trương Huyền sau nháo tay. Buông tay, có phải hay không nghe không thấy lời nói của ta? Đối với bên tai truyền đến hét lớn, Trương Huyền mắt điếc tai ngơ, hắn nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên, lại lần nữa ra tiếng, có biết hay không, thượng một cái lấy nhà ta người uy hiếp người của ta là cái gì hậu quả? Buông tay, tin hay không ta tế ngươi, một bên người lại lần nữa hét lớn ra tiếng. Oa nga oa nga oa nga, một đạo nhàn nhã thanh âm, từ bên cạnh vang lên, cự kiếm đôi tay cắm túi, chậm gì gì đã đi tới, đây là làm sao vậy, ta mới đi ăn cái ăn khuya, liền đánh nhau rồi. Trương Huyền cười cười nói, các ngươi cửu cục người trẻ tuổi, giống như có chút khí thịnh. Ha ha, cự kiếm cười lớn một tiếng, người trẻ tuổi sao, khó tránh khỏi khí thịnh, không khí thịnh nào còn có tuổi trẻ người bộ dáng, bọn họ buổi tối còn có trực đêm. Ngươi không nghĩ hắn đêm nay ở bệnh viện vượt qua đi, hơn nữa hôm nay buổi tối, đối mọi người đều rất quan trọng. Cự kiếm nói hình như có sở chỉ. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, tạp trụ thanh niên cổ cánh tay dùng sức phung lên, trực tiếp đem thanh niên vứt ra mấy mét xa, làm này hung hăng ngã trên mặt đất. Trương Huyền giống như mới vừa vứt bỏ một túi rác rưởi giống nhau, vỗ vỗ tay, hướng cự kiếm nói, các ngươi nên tăng mạnh một ít tư tưởng giáo dục huấn luyện. Cự kiếm nhún vai. Ta sẽ cho mặt trên kiến nghị. Trương Huyền không có nói nữa, giữ chặt Lâm Thanh Hạm tay nhỏ, đi lên xe, theo sau đừng khắc thương vụ chậm rãi xử khai. Bị Trương Huyền ném tới trên mặt đất thanh niên, ở người khác nâng hạ gian nan bỏ lên, đừng nhìn Trương Huyền chỉ là tùy tay vung, nhưng đối với thanh niên tới nói, giống như ăn cùng cấp bậc cao thủ một cái trọng quyền giống nhau. Thanh niên nhìn chằm chằm Trương Huyền bọn họ rời đi phương hướng, hung hăng cắn răng. Sớm muộn gì có một ngày. Ta muốn cho ngươi trả giá đại giới. Cự kiếm chiều thanh niên bên này nhìn thoáng qua, sau đó liền huýt sáo, lảo đảo lắc lư rời đi. Trương Huyền đám người rời đi Tần gia đại viện, đi trước trụ địa phương, tuy đã là đêm khuya, nhưng không ai sẽ có buồn ngủ,
tụ ở một gian phòng trong, tất cả đều một bộ nôn nóng bộ dáng. Tiểu Trương, đối chuyện này ngươi thấy thế nào? Lâm Kiến Vũ hỏi hướng Trương Huyền, đồng thời, Lâm gia mọi người tất cả đều đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người. Trương Huyền đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, trầm mặc sau một lúc lâu, ra tiếng, từ giờ trở đi, các ngươi mọi người, không cần đối ngoại đánh ra bất luận cái gì một chiếc điện thoại, mỗi ngày nên làm cái gì, liền làm cái đó, Lâm gia bên kia, còn có gia gia bên kia, ta sẽ đi xem. Cái gì đều không cần làm, Lâm Kiến Vũ lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, việc này ra đột nhiên, sau lưng người, hoặc là nhằm vào Lâm Thị, hoặc là chính là nhằm vào ta, nếu là nhằm vào Lâm Thị, việc này còn hảo thuyết, đơn giản chính là một cái tiền vấn đề, nếu là nhằm vào ta, việc này liền tương đối phiền toái, cho nên từ giờ trở đi, các ngươi ai đều không cần đối ngoại liên hệ, ta muốn làm rõ ràng, đối phương lần này mục đích, rốt cuộc là cái gì. Lâm Kiến Vũ đám người cũng nghe không hiểu Trương Huyền theo như lời nhằm vào hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng nghe Trương Huyền nói như vậy, đều gật gật đầu. Lâm Thanh Hạm há miệng, không nói gì. Dàn xếp hảo Lâm ra người sau, Trương Huyền một mình rời đi khách sạn. Đêm nay đối với Trương Huyền tới nói, chú định lại là một cái không miên muộn rồi. Trương Huyền bên này mới ra khách sạn, liền thấy được khách sạn ngoài cửa đứng tương lai đám người. Lão đại! Nghe nói tàu tử gia đã xảy ra chuyện, chúng ta muốn làm cái gì? Bạch Chỉ đi lên trước tới. Bạch Chỉ đám người, ở Trương Huyền trước mặt, liền cùng cái người thường giống nhau, đại gia hi hi ha ha, chơi đùa, nhưng muốn cho người khác tới bình luận, Quang Minh đảo sở hữu vương giả, mỗi một cái, kia đều là mánh khóe thông thiên nhân vật, Tần gia phát sinh sự, ở trước tiên, Bạch Chỉ đám người cũng đã biết. Có tra được sau lưng là ai sao? Trương Huyền hỏi. Bạch Chỉ lắc lắc đầu. Không phải cái gì đã biết thế lực, sự tình phát sinh trước tiên, rất nhiều thế lực cũng đã làm người liên hệ, nói chuyện này cùng bọn họ không quan hệ, lão đại, có thể hay không là phản tổ minh đám người kia. Rốt cuộc lữ thần sự mới vừa kết thúc. Sẽ không, Trương Huyền phủ định nói, nếu là bọn họ, không cần thiết làm ra loại chuyện này, ta muốn làm khi ở kia trong viện người, không một cái có thể tồn tại đi ra ngoài, sau lưng người đơn giản là tưởng hãm hại chúng ta mà thôi, chuyện này các ngươi không cần tham dự. Ta sợ hãi đối phương là muốn mượn ta lần này tiến đều, khơi mào chúng ta cùng cửu cục chi gian mâu thuẫn, sở hữu sự giao cho ta. Minh Bạch, Bạch Chỉ gật gật đầu. Ta đi tranh Tần gia, các ngươi tiếp tục giúp ta hỏi thăm, có cái gì tin tức, nói cho ta. Trương Huyền nói xong, chiều Tần gia phương hướng mà đi. Chương 968 đêm thăm Tần gia. Đêm khuya 2 điểm. Tần gia đại viện trước tuần bộ xe chỉ còn 2 chiếc. Bốn gã tuần bộ ngồi trên xe trực ban, còn có bốn gã tuần bộ, phân biệt lưu tại Tần gia đại viện góc, bảo hộ hiện trường. Trương Huyền tự tường vây chỗ vượt qua tiến vào, đi ở Tần gia đại viện nội, không có kinh động bất luận kẻ nào. Trương Huyền ở trong viện tùy ý nhìn quét một vòng, liền thẳng đến kia đống tân kiểu Trung Quốc trang hoàng phong cách biệt thự mà đi. Này căn biệt thự trước cửa, hai gã trông coi tuần bộ hoàn toàn không biết, giờ phút này tại đây biệt thự mặt trái, đã có người sờ soạng đi lên. Trương Huyền tiến biệt thự, đã nghe đến một cổ gai mũi mùi máu tươi, phòng trong đèn đều sáng lên, một cái lại một cái cảnh giới mang đem một ít gia cụ cách ly, tuần bộ nhóm sẽ từ này đó bị cách ly gia cụ mặt trên tới tìm kiếm một ít có thể coi như manh mối đồ vật, tỉ như vân tay. Đại sảnh lầu 1 đi thông lầu 2 thang lầu, thành xoắn ốc trạng. Trương Huyền ước chừng ở thang lầu thượng đi rồi 3 cái xoay tròn, mới đến lầu 2. Giờ phút này... Lầu 2 đồng dạng bị một cái lại một cái cảnh giới tuyến cách ly mở ra, chỉnh gian phòng trong gai mũi mùi máu tươi, chính là từ một gian tràn đầy màu trắng giữa phòng ngủ truyền đến. Biệt thự lầu 2 tuy rằng đèn sáng, nhưng có vẻ quá mức trống trải, Trương Huyền chân đạp lên mặt đất, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, truyền lại tiếng Trương Huyền trong tai, trước mặt màu trắng phòng ốc, gai mũi mùi máu tươi hòa đàm nói nước sát trùng vị dung hợp ở bên nhau, nếu đổi cái người thường một mình đi ở nơi này, chỉ sợ không có lá gan lại nhiều đi một bước. Trương Huyền nện bước nhẹ nhàng, một đường đi đến kia gian tràn ngập màu trắng phòng ngủ giữa, này gian phòng ngủ rất lớn, nhưng trang hoàng phong cách lại rất đơn giản, một trương phô màu trắng khăn trải giường giường lớn, một chiếc giường đầu quầy, một cái tiếp khách sofa, một cái bàn trà, chỉ thế mà thôi. Trên mặt đất, Trương Huyền nhìn đến dùng màu trắng bột phấn phác họa ra tới các loại đồ án, Trương Huyền biết, đây là lúc ấy án phát sau tuần bộ chỗ đã thấy đệ nhất hiện trường. Căn cứ này đó đồ án. Trương Huyền phân tích ra, ở tuần bộ đã đến thời điểm,
Lâm Chính Nam là nằm ở khoảng cách giường bệnh cách đó không xa trên mặt đất, hơn nữa căn cứ địa thượng sở phác họa ra đồ án, có thể nhìn ra Lâm Chính Nam trong tay còn cầm cùng loại với chủy thủ giống nhau đồ vật. Ở Lâm Chính Nam sở hôn mê địa phương, còn có mấy chỗ vết máu. Trương Huyền vòng giường đi rồi một vòng, cuối cùng đứng ở đầu giường, nhìn trên tủ đầu giường phóng còn thừa nửa bình nước sát trùng, nheo lại hai mắt. Lại đi đến bên cửa sổ, Trương Huyền chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, này cửa sổ phía sau, là một tảng lớn đất trống, không tồn tại từ trên cửa sổ nhảy ra có thể trốn tránh lên cách nói, thả này cửa sổ đại khái chỉ có 60cm cao, hình vuông, ở cửa sổ thượng, là có một tầng thanh hôi, nếu ngày hôm qua có người từ cửa sổ rời đi, tầng này thanh hôi tuyệt đối sẽ không lưu lại, này cũng đã nói lên, này cửa sổ tuyệt đối không có người chạm qua, trừ phi kẻ giết người có được cùng Trương Huyền tương đồng duỗi tay. Có thể không lưu một chút dấu vết nhảy ra cửa sổ, nhưng hiển nhiên, loại này cao thủ quá ít. Có thể khống chế chính mình, từ biên trường vì 60cm cửa sổ nhẹ nhàng nhảy ra, thả sẽ không ảnh hưởng đến cửa sổ thượng hơi mỏng một tầng nhẹ hôi, này yêu cầu đối tự thân cực cường lực khống chế. Đang lúc Trương Huyền tính toán lại nhìn cái gì đó khi, liền nghe một trận giày đặc tiếng bước chân ở biệt thự lầu một vang lên. Ngay sau đó, một đạo tiếng quát truyền tiến Trương Huyền trong tai. Đều đem nơi này hảo hảo nhìn, đừng làm bất luận kẻ nào tiếp cận chính mình, đặc biệt là cùng chuyện này có liên hệ người, tuyệt đối không cho phép tới gần, ai muốn dám sấm, trực tiếp tế. Trương Huyền một chút liền nghe ra tới, thanh âm này chủ nhân, đúng là hôm nay bị hắn tạp trụ cổ, lại giống như rác rưởi giống nhau ném văng ra cửa cục thanh niên. Trương Huyền khóe miệng hơi hơi mỉm cười, lẩm bẩm một tiếng, thật đúng là cái lòng dạ hẹp hòi người a. Thanh lạc, Trương Huyền đã một cái lắc mình. Từ bên kia trường vì 60cm cửa sổ nhảy đi ra ngoài, vững vàng rơi xuống trên mặt đất, kia cửa sổ mỏng hôi, văn ti chưa động. Đương Trương Huyền rơi xuống đất nháy mắt, liền đem chính mình hoàn mỹ giấu ở này đen nhánh bóng đêm hạ, đồng thời, Trương Huyền nghe được phòng trong truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, thanh âm kia dày đặc, làm biệt thự vách tường đều phát ra thùng thùng tiếng vang. Này thùng thùng thanh một vang, Trương Huyền một sửng sốt, lại lần nữa quay đầu lại nhìn mắt biệt thự. Ánh mắt lộ ra trầm tư thần sắc. Rời đi hiện trường vụ án sau, Trương Huyền cũng không có trực tiếp rời đi, hắn vẫn luôn đều giấu ở Tần gia ngoài đại viện mặt, ý đồ tìm được một ít hữu dụng tin tức, nhưng mãi cho đến bình minh, trừ bỏ những cái đó tuần bộ cùng với cửu cục thanh niên mang đến người ngoại, không còn có còn lại người xuất nhập. Trương Huyền duỗi người, giãn ra một chút có chút mỏi mệt cơ bắp, lảo đảo lắc lư chiều khách sạn phương hướng đi đến, kết quả mới vừa đi hai bước, đã bị người ngăn chặn. Nơi này hẳn là không cho người không liên quan xuất nhập đi. Ai làm ngươi tiến vào? Cửu cục thanh niên, mang theo hai người, đi nhanh chiều Trương Huyền đi tới, vừa đi một bên chất vấn nói. Tới tản bộ A lãnh đạo, Trương Huyền đôi tay cắm túi, bĩu môi, đến nỗi ngươi nói không cho người xuất nhập, ta không có nhìn đến minh xác cảnh giới tuyến cùng bảng hướng dẫn. Thanh niên phía sau một người lập tức quát lớn nói, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Tính, làm hắn mạnh miệng. Ta xem hắn có thể kiêu ngạo bao lâu. Thanh niên trong mắt hiện lên thù hận thần sắc, ngày hôm qua sự, đã làm hắn ghi hận trong lòng, ta lại lần nữa cảnh cáo ngươi, nơi này là đô thành, không phải các ngươi quang minh đảo, thu hồi ngươi diễn xuất. Trương Huyền nhe răng cười, bước đi khai. Hắn là người nào, chúng ta muốn hay không? Thanh niên phía sau một người khác ra tiếng. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, phái vài người, đi đem Lâm thị những cái đó từng cái mang về điều tra, có thể hỏi toàn hỏi. Hỏi xong liền quan 24 giờ. Minh Bạch, này liền an bài. Trương Huyền ở trên phố mua 2 phân nước đậu xanh, 2 phân tiêu vòng, lảo đảo lắc lư đi đến khách sạn. Vừa đến khách sạn cửa, Trương Huyền liền thấy 3 chiếc màu vàng biển số xe, quải có đặc biệt giấy thông hành màu đen nhã các ở khách sạn cửa dừng lại. Trương Huyền chỉ nhìn thoáng qua, liền xác định, này 3 chiếc xe, thuộc về cửu cục. Đương 3 chiếc nhã các ở khách sạn cửa dừng lại nháy mắt, cửa xe mở ra. Vài tên cửu cục thành viên nhanh chóng chiều khách sạn bên trong cánh cửa phóng đi. Nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu, toàn bộ mang đi, nếu có phản kháng, giống nhau áp dụng cường ngạnh thủ đoạn. Vài tên cửu cục thành viên nhanh chóng vọt vào khách sạn giữa. Thực mau, Trương Huyền liền thấy Lâm Xuyên bị một người cửu cục thành viên áp đi ra. Buông ra, buông ta ra, các ngươi là người nào? Lâm Xuyên đôi tay bị khấu ở sau thắt lưng, hắn không ngừng vặn vẹo thân mình, trong miệng gào thét lớn. Thành thật điểm, hiện tại hoài nghi ngươi cùng nhau mưu sát án có quan hệ, cùng chúng ta trở về. Lâm Xuyên bị người áp ra tới, nhìn thấy Trương Huyền,
vội vàng hô to một tiếng, "Muội phu, cứu ta! Bọn họ tới bắt nhà của chúng ta người." Lâm Xuyên vừa dứt lời, Trương Huyền liền nhìn đến, Lâm Thanh Hạm, Lâm Kiến Vũ đám người, tất cả đều bị cửu cục người áp lại đây, bất quá trừ bỏ Lâm Xuyên ở ngoài, còn lại người, cũng không có bị khảo trụ. "Lão bà," Trương Huyền bước đi tiến lên đi, "người không sao chứ?" "Không có việc gì," Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, đường cửu cục người tìm tới nàng mặt sau, nàng thực quang côn đồng ý cùng đối phương đi, cũng không có phản kháng. Một người cửu cục thành viên đi tới, nhìn nhìn di động thượng một chương ảnh chụp, lại nhìn nhìn Trương Huyền, ra tiếng nói, "còn có cái này, cùng nhau mang đi." Chương 969 hảo hảo hưởng thụ đi. Tên này cửu cục thành viên tiếng nói vừa dứt, vung tay lên, hắn phía sau lập tức đi ra hai người, một trước một sau đem Trương Huyền vây quanh lên. Trương Huyền giơ giơ lên trong tay hai ly nước đậu xanh cùng mới vừa mua tiêu vòng, "các vị, ta tưởng các ngươi nơi đó hẳn là không cung cấp bữa sáng đi. Không ngại ta ăn chút bữa sáng. Ít nói nhảm, sẽ để lại cho ngươi ăn bữa sáng thời gian, đi." Một người bắt lấy Trương Huyền bả vai. Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm đám người lộ ra một cái an tâm tươi cười, theo sau quay người, chiều khách sạn bên ngoài đi đến. Mang đi Trương Huyền đám người, vẫn là kia mấy chiếc nhã cát. Đương Trương Huyền đám người lên xe sau, mỗi người, đều bị mang lên một cái bịt mắt, từ giờ trở đi, bọn họ liền chính mình sắp đi đâu cũng không biết. Nhã các xe ở đô thành trên đường phố chạy nhanh. Trương Huyền ngồi ở ghế sau, bịt mắt che đậy hắn tầm mắt, ở Trương Huyền bên cạnh các ngồi một người nhìn hắn. Cắm một câu miệng a, bị che lại hai mắt Trương Huyền đột nhiên ra tiếng, "nếu các ngươi muốn đi cửu cục tổng bộ nói, phía trước giao lộ rẽ trái sẽ gần một chút, lấy đô thành hiện tại tình hình giao thông cùng thời gian tới nói, sau giao lộ sẽ tương đối đổ, chiếu áp giải phạm nhân góc độ tới nói, kẹt xe sẽ gia tăng rất nhiều không xác định nhân tố. Cái này các ngươi hẳn là chú ý một chút." Ngồi ở Trương Huyền bên cạnh hai người bỗng nhiên cả kinh, lẫn nhau liếc nhau, sau đó cơ hồ là đồng thời, đi kiểm tra mông ở Trương Huyền trước mắt miếng vải đen. "Không cần nhìn," Trương Huyền dựa vào hàng phía sau ghế dựa thượng, chậm gì gì nói, "từ các ngươi xuất phát đến bây giờ, tổng cộng tốn thời gian 17 phút, trong lúc từng có 3 lần quẹo trái, 2 lần quẹo phải, motor vận tốc quay thanh ở tiếp cận 2600 xoay chuyển thời điểm liền sẽ giảm xuống. Cái này quá trình tổng cộng tiến hành rồi 5 lần, đây là tự động chắn đổi tốc độ dương tự động đổi chắn quá trình, nói cách khác, các ngươi trong khoảng thời gian này cũng không có giảm bớt tốc độ, bảo trì ở 5 nương, căn cứ đô thành giao thông tình huống. Tốc độ hẳn là bảo trì ở 80 tả hữu, từ chúng ta xuất phát khi phương hướng tới xem, chúng ta hiện tại, hẳn là ở số 2 trên đường." Trương Huyền nói, làm bên cạnh hắn hai người đều lộ ra một bộ chấn động biểu tình, bởi vì Trương Huyền theo như lời, một chút cũng chưa sai. Hai người bọn họ vừa rồi cẩn thận kiểm tra quá, che ở Trương Huyền trước mắt miếng vải đen, phi thường kín mít, có thể 100% che đậy Trương Huyền tầm mắt. "Không cần kinh ngạc," Trương Huyền như là nhìn đến hai người biểu tình giống nhau, "các người hiện tại chỉ là trải qua một ít sơ cấp huấn luyện, dựa theo cửu cục huấn luyện cường độ tới nói, lại cao một cấp bậc huấn luyện, liền sẽ cho các người huấn luyện mấy thứ này." "Ít nói nhảm," trong đó một người hừ lạnh một tiếng, "ai làm ngươi nói nhiều như vậy, đem miệng nhắm lại." Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, không nói chuyện nữa. Trương Huyền sở ngồi này chiếc xe, cũng không có dựa theo Trương Huyền theo như lời như vậy rẽ trái, mà là vẫn như cũ thẳng hành, đương nhiên, thẳng hành hậu quả, liền giống như Trương Huyền vừa mới theo như lời giống nhau, ở trên đường đổ thật lâu, 3 km lộ, ước chừng khai 15 phút, xe mới chậm rãi dừng lại. Trương Huyền nghe được một trận ngắn ngủi máy móc đại môn dâng lên thanh âm, theo sau dưới thân xe lại lần nữa phát động. Đi phía trước chậm rãi xử mấy mét sau, lại một lần dừng lại. Ngay sau đó, cửa xe bị mở ra. Xuống dưới. Một con bàn tay to đem Trương Huyền từ trên xe túm đi xuống. Theo sau, Trương Huyền liền cảm giác trước mắt không còn, kia che ở trước mắt hơn nửa giờ miếng vải đen bị gỡ xuống, thình lình xảy ra ánh sáng cũng không có làm Trương Huyền không thích ứng. Trương Huyền chiều chung quanh nhìn thoáng qua, phát hiện Lâm Thanh Hạm chờ một chúng Lâm ra người. Tất cả đều vẻ mặt mờ mịt tại đây đứng, đương nhìn đến Trương Huyền khi, bọn họ cơ hồ theo bản năng liền chiều Trương Huyền bên này đi tới, nghiễm nhiên đã đem Trương Huyền trở thành người tâm phúc. Bọn họ hiện tại vị trí hoàn cảnh, là một cái thật lớn đại sảnh, bốn phía đều là từ bạch gạch men sứ phô thành vách tường, mấy chiếc nhã các xe hơi liền ngừng ở đại sảnh giữa. "Cho các ngươi động sao, đều cho ta chạm hảo," một đạo tiếng quát vang lên. Liền thấy cửu cục tên kia thanh niên từ một cái dấu ở gạch men sứ vách tường ám môn giữa đi ra.
Lâm Thanh Hạm hít sâu một hơi, mở miệng nói, chúng ta là trở về phối hợp các ngươi điều tra, cũng không phải phạm nhân, ngươi không có tư cách hạn chế chúng ta tự do thân thể. À, cửu cục thanh niên cười lạnh một tiếng, các ngươi không cần tại đây cho ta phô trương, ở sự tình điều tra rõ trước, các ngươi mọi người, đều có hiểm nghi. Từ giờ trở đi, các ngươi muốn trả lời chúng ta yêu cầu ra hết thảy vấn đề, minh bạch sao? Ta yêu cầu tìm luật sư, Lâm Thanh Hạm nhị cô hét lên một tiếng. Ngượng ngùng, nơi này không phải làm ngươi tìm luật sư địa phương, đều cho ta mang đi. Cửu cục thanh niên bàn tay vung lên, đưa bọn họ phân biệt nhốt lại, hảo hảo thẩm, hảo hảo hỏi. Thành thật điểm, đi, đứng ở đằng trước Lâm Xuyên bị người xô đẩy một phen, đưa tới một cái ám môn giữa. Lâm Kiến Vũ đám người, cũng đều là như thế, phân biệt bị mang đi. Trương Huyền Triều Lâm Thanh Hạm nơi phương hướng nhìn lại, ra tiếng nói, lão bà, muốn nói cái gì liền nói, không nghĩ nói cái gì liền không nói, dựa theo cửu cục quy định, bọn họ có thể giam chúng ta 24 giờ, nhưng 24 giờ lúc sau, cần thiết đến phóng rớt chúng ta, trong lúc này, phàm là ngươi bởi vì bọn họ rớt một cây tóc, đều phải nói cho ta sẽ tìm bọn họ hảo hảo tâm sự. Uy hiếp ta, thanh niên lông mày một hoành, đi đến Trương Huyền trước mặt, khẩn nhìn chằm chằm Trương Huyền. Ngươi cho rằng ngươi là người nào? Hiện tại, ngươi bất quá là một cái tù nhân, có biết hay không thượng một cái uy hiếp ta người, là cái gì kết cục? Thanh niên học Trương Huyền ngày hôm qua ngữ khí. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, thượng một cái gì kết cục ta không muốn biết, ta chỉ muốn biết, tiếp theo cái sẽ là cái gì kết cục? Ngươi thực mau liền sẽ biết đến. Thanh niên sắc mặt trầm xuống, đi, đem hắn cho ta khấu hảo, hảo hảo chiếu cố chiếu cố. Quang! Một tiếng trọng vang, Trương Huyền bị nhốt ở một gian bốn phương tám hướng đều từ thuần cương chế tạo phòng nội, trừ bỏ vào cửa phương hướng bên ngoài, địa phương còn lại, đều là từ chỉnh khối sắt thép hạn thành, không có lưu một chút hít khe hở, này gian phòng, là cửu cục chuyên môn dùng để giam giữ trọng phạm sở chuẩn bị. Trong phòng, chỉ có một trương soát nhiễm đến cùng vách tường hòa hợp nhất thể ghế gỗ, toàn thân một màu trống vắng phong kín phòng, ở nhìn đến ánh mắt đầu tiên, liền sẽ cho người ta một loại sắp tuyệt vọng cảm giác. Trương Huyền đi đến phòng góc giữa, nhàn nhã ngồi ở ghế gỗ thượng, dựa thượng vách tường. Ở một cái phòng điều khiển chung, cửu cục thanh niên nhìn phòng nội Trương Huyền bộ dáng, trên mặt che kín hận ý, cho ta đun nóng phòng. Thêm đến 6 đương. 6 đương, ngồi ở theo dõi màn hình trước người hơi hơi sửng sốt, 6 đương khả năng sẽ xảy ra chuyện a. Yên tâm, thanh niên khóe miệng lộ ra một mà tàn nhẫn tươi cười, hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, thêm, có bất luận cái gì sự tình, ta phụ trách. Đối phương nghe thanh niên nói như vậy, cũng liền không nói thêm nữa cái gì, ngón tay ở trước mặt bàn điều khiển thượng liền điểm. Một phút sau, liền thấy Trương Huyền sở đãi kia gian phòng, trên dưới tả hữu sở hữu vách tường, đều bắt đầu có chút phiếm hồng, sắt thép, là có thể dẫn nhiệt. Thanh niên nhìn phòng nội biến hóa, trong miệng lẩm bẩm nói, là sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, nhưng cũng sẽ không làm ngươi chuyện gì đều không có, hảo hảo hưởng thụ đi, giống như là con cua bị ném đến trong nồi hấp như vậy tuyệt vọng. Chương 670 thẩm vấn. Trương Huyền sở đãi trong phòng, nhiệt độ không khí đang ở dần dần lên cao, này nhà ở hoàn toàn phong kín, không có một chút thông khí địa phương, đường độ ấm bay lên đến một cái điểm sau, nơi này thật giống như là một cái thật lớn lồng hấp. Bốn phía vách tường trở nên càng thêm đỏ bừng. Cửu cục thanh niên đứng ở theo dõi màn hình trước, vẻ mặt cười lạnh nhìn chằm chằm trước mắt màn hình máy tính, hắn phảng phất đã nhìn đến Trương Huyền xin tha bộ dáng. Đang ở trong phòng Trương Huyền, đích xác có thể cảm nhận được trong phòng độ ấm đang ở thêm cao, bất quá này có thể làm người thường điên cuồng khó có thể chống cự độ ấm. Đối với Trương Huyền tới nói, thật giống như là khai tắm bá giống nhau, chỉ cho hắn một loại ấm áp cảm giác. Một đêm không ngủ Trương Huyền, tại đây loại độ ấm hạ, lại là sinh ra một trận buồn ngủ, ngồi ở mộc chế băng ghế thượng, dựa vào vách tường, nhắm hai mắt, còn cảm thấy có điểm hưởng thụ. Đứng ở máy theo dõi trước cửu cục thanh niên. Nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình chuẩn bị khổ hình, thế nhưng là cho Trương Huyền tăng thêm chút thoải mái cảm mà thôi, hắn không hiểu khí, không ngự khí, tự nhiên không rõ, khí đối nhân thân thể, sẽ có một loại cực đại lực ảnh hưởng, làm người đối khốc nhiệt giá lạnh sinh ra cực đại kháng thể. Nhìn Trương Huyền kia dựa vào trên tường nhắm mắt giả ngủ bộ dáng, thanh niên cười lạnh, ta làm ngươi trang, ta xem ngươi có thể nhẫn bao lâu, có ngươi cầu ta thời điểm. Sáu đường vẫn luôn duy trì. Không có mệnh lệnh của ta, ai đều không được quan. Thanh niên lưu lại này mệnh lệnh sau, đi nhanh rời đi. Ngồi ở bàn điều khiển trước người, mắt lộ ra lo lắng chi sắc, sáu đường vẫn luôn mở ra.
Làm thao tác viên, hắn biết rõ, này 6 đường đại biểu cho cái gì, khai thượng vài phút, người còn có thể kiên trì, nhưng một khi vượt qua 15 phút, bên trong người, tùy thời sẽ có hít thở không thông khả năng, phải biết rằng, cực nóng chẳng những có thể bốc hơi nhân thể nội thủy, liền không khí đều có thể bốc hơi rớt. Cửu cục, là một cái đặc thù tổ chức quần thể, bọn họ ở thể chế trong vòng, lại áp đảo rất nhiều đồ vật phía trên. Trên thế giới có rất nhiều ngầm thế lực, đều đã từng tìm hiểu quá cửu cục cái này tổ chức, kết quả cuối cùng là, bọn họ lại liền cửu cục căn cứ ở đâu cũng không biết. Ở đô thành một cái thực bình thường khu nhà phố ngầm, có như vậy một tòa sắt thép thành lũy, có thể hoàn toàn cách trở tín hiệu, bất luận cái gì vệ tinh trinh chắc đều không thể phát hiện nơi này tín hiệu sóng ngắn, ngầm mấy vạn mét vuông địa phương, bị hoàn toàn cách trở, chỉ là ngẫu nhiên sẽ truyền ra một ít sóng tần tới chế tạo biểu hiện giả dối, nơi này, chính là hè oi bức cửu cục tổng bộ. Ở chỗ này, có được thế giới đỉnh cấp vũ khí, tỏa chấn đại lượng cường giả, mỗi ngày, sẽ có vô số điều tin tức, đến từ chính toàn thế giới, hội tụ tại đây, không chút nào khoa trương nói, nơi này tình báo viên, có thể tùy thời tùy chỗ khống chế trên thế giới phát sinh bất luận cái gì một sự kiện, lớn đến còn lại quốc gia bên trong tranh bá, nhỏ đến ngàn dặm ngoại lão vương đầu hôm nay làm cái gì, sở hữu muốn biết đến tin tức, đều có thể từ nơi này tra rành mạch. Cửu cục nội có nghiêm khắc cấp bậc phân chia, bọn họ chấp hành một ít không bị phía chính phủ sở thừa nhận nhiệm vụ, dưới mặt đất thế giới, đảm đương hè oi bức bảo hộ thần. Ở một gian gian trông coi nghiêm mật phòng thẩm vấn chung, Lâm gia mọi người, bị phân biệt nhốt lại. Có thể bị nhốt ở cửu cục người, không có một cái là bình thường nhân vật, Lâm gia mọi người, có thể nói là nhóm đầu tiên bị quan đến cửu cục người thường. Lâm nữ sĩ, chúng ta tra được ngươi công ty chướng thượng nhiều ra 800 triệu tiền mặt, có không giải thích một chút. Lâm Xuyên tiên sinh, xin hỏi các ngươi cùng Tần gia là cái gì quan hệ? Lâm Kiến Vũ tiên sinh, Lâm thị có phải hay không có muốn gồm thâu Tần gia ý tưởng, theo ta được biết, Tần gia ở vài thập niên trước, cho các ngươi Lâm thị rất lớn trợ giúp, các ngươi lần này ăn tướng, không khỏi có chút quá khó coi đi. Ở giam giữ Lâm gia mọi người phòng thẩm vấn chung, mỗi một cái Lâm gia người trước mặt, đều ngồi có vài tên cửu cục đàm phán chuyên gia, bọn họ sẽ dùng phi thường cao thâm đàm phán thủ pháp, tới đánh tan người nội tâm nhất bạc nhược địa phương, làm người thổ lộ chân tướng. Tự Uyển, Lâm Xuyên bọn họ, đều không có trải qua phương diện này huấn luyện, tại đàm phán chuyên gia nói mấy câu chung, liền đem chính mình biết đến tất cả đều nói. Hơn 10 phút sau, này đó đàm phán chuyên gia phân biệt từ phòng thẩm vấn chung đi ra, thống nhất đi vào một gian trong đại sảnh. Trong đại sảnh, cửu cục tên kia thanh niên khoan thai bưng lên một ly nhiệt cà phê, thế nào, hỏi ra tới sao? Vài tên đàm phán chuyên gia, cơ hồ đồng thời lắc lắc đầu. Bọn họ đối này cái gì cũng không biết. Kia họ Lâm nữ nhân vẫn luôn đều không có nói chuyện, chúng ta còn tra được, Lâm thị ở mấy ngày trước, tài khoản thượng có 800 triệu không cánh mà bay, cái này tiền, vừa vặn cùng Tần gia mất đi số lượng là tương đồng, bọn họ rất có thể là muốn mượn này che giấu Tần gia kia 800 triệu sự tình. Thanh niên nghe được lời này, ánh mắt lộ ra một cổ khói mù, không muốn nói đúng không, vậy tiếp tục thủ sẵn bọn họ. Thanh niên nói xong, đem trong tay cà phê hướng bên cạnh một phóng, phất tay áo rời đi. Lưu lại đàm phán chuyên gia hai mặt nhìn nhau, bọn họ thực nghi hoặc, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy người thường bị đưa tới cửu cục, lấy bình thường lưu trình tới nói, những người này, là nên giao cho tuần bộ, hiện tại làm như vậy, hiển nhiên đã hỏng rồi quy củ, nhưng hạ này mệnh lệnh người, là đô thành tân nhiệm đối ngoại người phụ trách, thả bối cảnh phá lệ cường đại, này bậc cha chú ở cửu cục, đều có rất cao địa vị, bọn họ liền tính biết này phá hủy quy củ, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể làm theo. Lâm Thanh Hạm đám người, bị nhốt ở trống vắng phòng thẩm vấn chung, chỉnh gian phòng thẩm vấn, sắc thái hoàn toàn giống nhau, trống trải phòng, sẽ làm nhân tâm trung dâng lên một loại mạc danh sợ hãi, này vốn chính là một loại tâm lý thế công. Bất quá đối với như vậy tâm lý thế công, Lâm Thanh Hạm đã sớm không bỏ ở trong mắt, đối với nàng mà nói, ở lúc trước biết được Trương Huyền chết đi tin tức khi, nàng đã gặp phải quá chính mình nội tâm giữa lớn nhất cô độc cùng sợ hãi. Lâm Thanh Hạm là không sợ. Nhưng đối với còn lại Lâm gia người mà nói, loại này tâm lý thế công, liền có vẻ phá lệ đáng sợ. Ngồi ở thẩm vấn ghế Tử Uyển, cơ hồ lúc nào cũng ở nức nở. Bên kia, Trương Huyền ở liên tục 6 đương cực nóng trong phòng, đã đãi gần 20 phút, ngồi ở video theo dõi trước thao tác viên, cơ hồ mỗi cách mười mấy giây, đều sẽ chuyên môn đi kiểm tra đo lường một chút Trương Huyền tim đập, đồng thời tăng lớn phòng nội thua oxy suất, hắn sợ xuất hiện vấn đề gì, rốt cuộc chính mình ở chỗ này.
nhưng không có gì cường đại bối cảnh, nếu ra cái gì vấn đề, khẳng định là muốn chính mình đi bối nồi. Thao tác viên nhìn xem thời gian, lại thỉnh thoảng nhìn xem ngoài cửa, hắn nghĩ tên kia thanh niên như thế nào đều khả năng muốn tới, chính là đối phương chậm chạp không có xuất hiện, hắn cũng không dám tự tiện hạ thấp phòng nội độ ấm. Cửu cục tên kia thanh niên cũng không có ở cửu cục căn cứ nhiều đãi, đương từ Lâm gia mọi người này không chiếm được cái gì hữu dụng tình báo sau, hắn trước tiên đi tới đô thành tuần bộ cục. Đi vào tuần bộ cục sau, thanh niên đưa ra chính mình giấy chứng nhận. Tấn Hàng tiên sinh, người muốn tra cái gì? Ở biết được thanh niên thân phận sau, tuần bộ cục người chủ động đảm nhiệm khởi phụ trợ công tác. Tấn Hàng nhìn quét tuần bộ cục một vòng, ra tiếng nói, ta hỏi các ngươi, kia họ Lâm lão Đông Tây tỉnh rồi sao? Chương 971 muốn trách thì trách nhà ngươi con rể. Đô thành nhân dân bệnh viện, một gian ngoài phòng bệnh, vài tên y phục thường tuần bộ qua lại không ngừng đi lại tuần tra, thời khắc nhìn chằm chằm trong phòng bệnh. Ở phòng bệnh chung, Lâm Chính Nam nằm ở trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Tấn Hàng ở vài tên tuần bộ cùng đi hạ bước đi tới. Vị này chính là Tấn Hàng đồng chí, chuyên môn tới điều tra lần này án kiện. Một người tuần bộ cấp phòng bệnh trước y phục thường giải thích. Tấn Hàng đẩy ra phòng bệnh môn, đi vào phòng bệnh giữa, nhìn chằm chằm còn nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Lâm Chính Nam. Lâm Chính Nam trước mũi, còn cắm dưỡng khí cơ, một bên tâm suất kiểm tra đo lường nghi, tỏ vẻ Lâm Chính Nam lúc này trạng thái đã khôi phục bình thường, tỉnh lại chỉ là sớm hay muộn vấn đề thôi. Tấn Hàng nhìn mắt ngoài cửa sổ tuần bộ, theo sau đi đến bên cửa sổ, kéo lên cửa chớp. Phòng bệnh ngoại một người y phục thường tuần bộ đương trường sắc mặt biến đổi, này cửa chớp bị kéo lên. Bọn họ liền nhìn không tới tình huống bên trong, đang muốn ra tiếng, kết quả bị mang theo Tấn Hàng tới tên kia tuần bộ ngăn lại. Cấp Tấn Hàng dẫn đường tuần bộ hướng y phục thường tuần bộ lắc lắc đầu, tùy tay duỗi tay chỉ trên lầu, ý tứ nói Tấn Hàng là mặt trên phái xuống dưới người. Y phục thường tuần bộ há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì. Phòng bệnh chung, Tấn Hàng vẻ mặt âm ngoan nhìn chằm chằm còn ở hôn mê giữa Lâm Chính Nam, lão gia hỏa, muốn trách, liền trách các ngươi ra cái kia con rể đi. Tấn Hàng nói xong, trực tiếp tiến lên, nhẹ nhàng rời đi Lâm Chính Nam trước mũi cung oxy quản, hắn động tác rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra cung oxy cơ đã bị hắn nhổ, đường cung oxy cơ bị nhổ nháy mắt, một bên tâm suất kiểm tra đo lường nghi đồ án, dao động chậm rãi trở nên bằng phẳng, này chứng minh Lâm Chính Nam tim đập tốc độ, ở bắt đầu giảm bớt. Ngay sau đó, Tấn Hàng từ trong túi móc ra một phen từ bao ni lông đóng gói tốt chủy thủ, hắn mang lên bao tay. Đem chủy thủ từ bao ni lông lấy ra, theo sau chiều Lâm Chính Nam trên tay phóng đi, làm Lâm Chính Nam đem vân tay lưu tại chủy thủ nắm đem thượng sau, lúc này mới một lần nữa đem chủy thủ thu lên. Tấn Hàng vừa mới đem chủy thủ thu hảo, phòng bệnh môn đã bị người đột nhiên từ bên ngoài đẩy ra. Tấn Hàng lộ ra bất mãn thần sắc, chiều cửa phòng bệnh chỗ nhìn lại. U, ngươi không phải ở Ngân Châu chấp hành nhiệm vụ sao? Bạch bào khách trưởng kiếm sử, Tấn Hàng nhìn cửa phòng bệnh. Dùng một loại rất là ngạo mạn ngữ khi nói. Xuất hiện ở cửa phòng bệnh, đúng là bạch bào khách. Ở cửu cục bên trong, có như vậy một cái đặc thù quần thể, bọn họ không tham dự cửu cục bên trong tranh chấp, là cửu cục vũ lực hệ thống, chuyên môn chấp hành một ít đối ngoại nhiệm vụ, nhóm người này người, bị gọi cửu cục chấp kiếm người. Ở chấp kiếm người giữa tối cao lãnh tụ, đó là trưởng kiếm sử. Cửu cục giữa, cùng sở hữu 9 tên trưởng kiếm sử, này 9 người. Tương đương với là cửu cục đối ngoại tối cao vũ lực đại biểu, mỗi một người trưởng kiếm sử, đều có ngưng khí thực lực, phá lệ mạnh mẽ. Cho tới nay, chấp kiếm đám người thể, cùng cửu cục bên trong quan chính quần thể, đều phi thường không đối phó. Ở Tấn Hàng xem ra, chấp kiếm người, đơn giản chính là một đám mãng phu, bọn họ có thể làm, chỉ là đánh đánh giết giết, mà ở đại sự mặt trên, đánh đánh giết giết trước nay đều không thể chân chính giải quyết vấn đề. Từ hệ thống tới giảng, Tấn Hàng cùng bạch bào khách, cũng không thuộc về một cái hệ thống, cho nên Tấn Hàng nói khí lời nói tới, cũng không khách khí. Phòng bệnh trước cửa bạch bào khách không có trực tiếp trả lời Tấn Hàng vấn đề, hắn đầu tiên là ở trong phòng bệnh nhìn quét một vòng, theo sau chất vấn nói, ngươi tại đây làm gì? Lần này Tần gia sự, hẳn là không về ngươi xử lý đi. Ha ha, Tấn Hàng cười lạnh một tiếng, bạch bào khách, chú ý ngươi nói chuyện phương thức, khi nào đến phiên ngươi tới chất vấn ta tới. Muốn ta nói, ngươi lần này tự tiện hồi đô, còn không có báo bị đi. Loại sự tình này không cần ngươi tới nhọc lòng. Bạch bào khách ngữ khí không tốt nói, ngươi tự tiện nhúng tay lần này sự,
giống nhau không có thông báo, này không ở ngươi quyền lực trong phạm vi. Vốn dĩ không ở ta quyền lợi trong phạm vi, nhưng lần này sự, liên lụy đến nào đó người, ta tự nhiên liền phải quản quản. Tấn Hằng tay, theo bản năng sờ sờ chính mình túi áo, nơi đó còn phóng kia đem dính vào Lâm Chính Nam vân tay chủy thủ, bạch bào khách, ta hiện tại đang ở làm việc, ngươi hẳn là đi ra ngoài. Ngươi làm ngươi, ta đến xem trưởng bối mà thôi. Bạch bào khách đi vào phòng bệnh, tùy tay kéo qua một chương ghế ngồi xuống, hay là ngươi Tấn Hằng là đang làm cái gì nhận không ra người sự, sợ ta nhìn đến không thành. Tấn Hằng sắc mặt đã xảy ra điểm rất nhỏ biến hóa, hắn nhìn chằm chằm bạch bào khách, thấy bạch bào khách một bộ hôm nay liền phải ngồi ở này bộ dáng, tay áo vung, vậy ngươi liền tại đây hảo hảo nhìn, dù sao xem lão già này bộ dáng, cũng không mấy ngày hảo sống. Tấn Hằng nói xong, đi nhanh rời đi phòng bệnh, dùng sức đóng lại phòng bệnh môn. Tấn Hằng mới vừa đi, bạch bào khách liền lấy điện thoại di động ra, bắt thông bạch chỉ điện thoại, sư đệ, ta đã tới rồi, liền ở lão gia tử trong phòng bệnh. Bạch bào khách sở dĩ từ Ngân Châu tới rồi, chính là nhận được bạch trì tin tức, bạch trì sợ hãi có người là dùng lần này sự châm ngòi cửu cục cùng Trương Huyền chi gian quan hệ, chuyên môn làm bạch bào khách lại đây một chuyến. Điện thoại kia đầu bạch trì lên tiếng, đa tạ ngươi sư huynh, hiện tại lão đại bọn họ tất cả đều bị cửu cục mang đi, xem tình huống kế tiếp phiền toái không ít, người kia có cái gì tiểu đạo tin tức sao? Không có, bạch bào khách lắc lắc đầu, hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào? Cửu cục bên trong đều là một đoàn sương mù. Bạch trì lại hỏi, kia người kia là chuyện như thế nào? Ai làm hắn đem lão đại bọn họ mang đi? Ngươi là nói Tấn Hằng. Ta không biết hắn là cái gì điều đồ vật. Bạch trì bĩu môi, hắn như vậy trực tiếp đem lão đại mang đi, hẳn là không phải các ngươi cửu cục bên trong an bài đi. Không phải, bạch bào khách trả lời, Tấn Hằng người này, tuổi trẻ, khí ngạo, hắn là cửu cục trong lịch sử tuổi trẻ nhất người cầm quyền. Từ biết được sư thúc đến Đô Thành trước tiên, Tấn Hằng cũng đã theo dõi Đô Thành. À, bạch trì khẽ cười một tiếng, náo loạn nửa ngày, là cái lăng đầu thanh. Đúng vậy, bạch bào khách nói, lại bổ sung một câu, bất quá lại là một cái rất có bối cảnh lăng đầu thanh, cho nên có chút phiền phức, chúng ta không thuộc về một hệ thống, ta cũng không thể nói cái gì. Lão đại bên kia, không cần chúng ta nhọc lòng, hiện tại liền sợ hãi đại tẩu người một nhà chịu cái gì ủy khuất, người biết lão đại tính cách. Thật muốn bị cái kia lăng đầu thanh làm ra cái gì xúc phạm tới đại tẩu sự, chỉ sợ cái này năm, ai đều quá không hảo. Bạch bào khách gật đầu, ta minh bạch, chờ hạ ta liền sẽ đi theo mặt trên thông báo, ở sự tình kết thúc trước, ta sẽ vẫn luôn đãi ở Đô Thành. Hảo, bên kia sự liền giao cho ngươi, có cái gì tiến triển, chúng ta tùy thời liên hệ. Hai người một phen giao lưu sau, cắt đứt điện thoại. Bạch bào khách ở trong phòng bệnh tùy ý nhìn thoáng qua liền rời đi phòng bệnh. Về trước cửu cục tổng bộ báo bị đi, cũng không có chú ý tới Lâm Chính Nam trước mũi dưỡng khí cơ đã khởi không đến cung oxy tác dụng. Cửu cục nội, Trương Huyền ở liên tục 6 đương cực nóng phòng giữa, đã đãi gần 1 giờ. Chương 972 ta phải chậm rãi xem. Nhìn cực nóng phòng nội vẫn không nhúc nhích Trương Huyền, ngồi ở video theo dõi trước thao tác viên, đã mồ hôi đầy đầu, đều không phải là trong phòng độ ấm ảnh hưởng tới rồi hắn. Mà là hắn hiện tại phi thường lo lắng, trong phòng người sẽ có cái gì vấn đề. Từ cửu cục sáng lập đến nay, 6 đương cực nóng không phải không có khai quá, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể ở bên trong kiên trì thời gian dài như vậy. Còn nhớ rõ rất nhiều năm trước một cái trọng phạm, thực lực mạnh mẽ, cuối cùng tại đây độ ấm hạ chịu đựng hơn 20 phút, cả người liền hoàn toàn hỏng mất. Thử nghĩ một chút, đem một người ném tới thật lớn trưng thế bên trong, này nội độ ấm có thể sống sờ sờ đem người trưng thục. Thậm chí ở người sắp chết đi, thần chí không rõ thời điểm, đều có thể ngửi được một cổ thịt hương vị, đến từ chính mình trên người, cái loại cảm giác này, có bao nhiêu tuyệt vọng. Đã khẩn trương đến đầy đầu là hãn thao tác viên hoàn toàn không biết, bên trong Trương Huyền vẫn không nhúc nhích, là bởi vì hắn đã ngủ rồi. Loại này đủ để đem người trưng thục cực nóng, đối với Trương Huyền tới nói, chính là cái bình thường tắm bá mà thôi, trừ bỏ làm hắn cảm thấy ấm áp thoải mái bên ngoài, không còn có khác ảnh hưởng. Thậm chí liền Trương Huyền hô hấp, đều ảnh hưởng không đến. Khí ở một mức độ nào đó đối nhân thể thay đổi, đã làm người thoát ly nguyên bản phạm trù. Leng keng, một tiếng, phòng điều khiển môn bị người đẩy ra. Tấn Hằng vẻ mặt khó chịu từ ngoài cửa đi đến, hắn hôm nay vốn là tưởng ở bệnh viện nhìn Lâm Chính Nam đi tìm chết, kết quả bởi vì bạch bào khách đã đến, không có nhìn đến, Tấn Hằng thậm chí đều suy nghĩ, nếu kia lão Đông Tây đã chết, họ Trương sẽ là cái gì biểu tình.
Đương Tấn Hàng đi vào phòng điều khiển, nhìn đến giam giữ Trương Huyền phòng như cũ liên tục 6 đương khi, sắc mặt biến đổi, quát hỏi nói, như thế nào còn mở ra đâu. Thao tác viên vừa thấy đến Tấn Hàng, kia biểu tình đều mau khóc ta. Mau đóng, Tấn Hàng vội vàng hét lớn một tiếng, theo sau xoay người, nhanh chóng chiều giam giữ Trương Huyền phòng chạy tới. Tấn Hàng tuy rằng dám ở bệnh viện đối Lâm Chính Nam xuống tay, nhưng hắn tuyệt đối không dám ở cửu cục bên trong làm xảy ra chuyện gì tới. 6 đương cực nóng liên tục 1 giờ, nếu Trương Huyền thực sự có chuyện gì, hắn Tấn Hàng tuyệt đối trốn không thoát can hệ. Đương Tấn Hàng đi vào giam giữ Trương Huyền phòng, mở ra đại môn khi, một cổ cực nóng ập vào trước mặt, cái này làm cho Tấn Hàng có một loại hô hấp đều khó khăn cảm giác. Tấn Hàng ngừng thở, có chút run sợ, nếu trong phòng người kia thật sự xảy ra chuyện gì, kia hắn trách nhiệm, có thể to lắm. Tấn Hàng tuy rằng ngoài miệng nói kiêu ngạo, nhưng hắn nhiều lắm cũng chỉ dám cấp Trương Huyền tìm điểm đau khổ nếm thử. Tấn Hàng theo bản năng dùng tay ở trước mắt phẩy phẩy, đi vào phòng trong, đương hắn nhìn đến ngồi ở phòng chỗ ngoặt, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích Trương Huyền khi, tim đập đều ở gia tốc. Tấn Hàng chậm rãi chiều Trương Huyền đi qua, tuy là hiện tại tăng nhiệt độ đã đóng cửa, cửa phòng cũng đã mở rộng ra thông gió dưới tình huống, bên trong độ ấm, vẫn là làm Tấn Hàng có loại khó có thể chịu đựng cảm giác. Đi đến Trương Huyền trước mặt, Tấn Hàng nhìn Trương Huyền vài giây, phát hiện Trương Huyền như cũ vẫn không nhúc nhích. Tấn Hàng chậm rãi nâng lên cánh tay, phóng tới Trương Huyền trước mũi, có thể nhìn đến, Tấn Hàng cánh tay, đang ở run run phát run, hắn là thật sự sợ hãi gánh vác cái gì trách nhiệm. Tấn Hàng tay phóng tới Trương Huyền hơi thở trước, cảm ứng mấy giây, đều không có bất luận cái gì phản ứng, lần này, làm Tấn Hàng tâm nháy mắt liền trầm đến đáy cốc. A ha! Trương Huyền đột nhiên mở hai mắt, phát ra một tiếng quái kêu, đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Này đột nhiên biến cố, sợ tới mức Tấn Hàng hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền ngồi đến trên mặt đất đi. Trương Huyền hung hăng duỗi người, nhìn trước mặt còn không có hồi quá mức tới Tấn Hàng, vui cười nói, như thế nào? Cho rằng ta đã chết. Tấn Hàng có thể rõ ràng cảm nhận được Trương Huyền phát ra kia cổ trào phúng ý tứ, cái này làm cho hắn cảm giác phá lệ mất mặt, rõ ràng hắn mới là tù nhân. Tấn Hàng hừ lạnh một tiếng, thiếu cho ta vô nghĩa, ta hỏi ngươi, các ngươi vì sao phải đi Tần gia giết người? Trương Huyền nghe được lời này, lộ ra một bộ khinh thường bộ dáng, một lần nữa ngồi xuống, nếu là ngươi mặt trên người yêu cầu ngươi làm như vậy, vậy nói cho hắn, nhân lúc còn sớm đổi cái có kinh nghiệm người tới, nếu này hết thảy đều là chính ngươi làm, liền tranh thủ làm chính mình trở nên thành thục điểm đi, ta nếu là ngươi, liền sấn thời gian này, nhiều đi chế tạo một chút chứng cứ tới hãm hại ta, đương nhiên. Ngươi khả năng đã làm như vậy, nhưng nhớ rõ, phải làm thích thủy bất lậu a, bằng không hậu quả. Chính là phi thường nghiêm trọng. Trương Huyền nói xong, đôi tay sau này não một ôm, nhắm hai mắt, tiếp tục chợp mắt. Tấn Hàng nhìn trước mắt người, khí cả người phát run, thân mình vừa chuyển, bước nhanh đi ra này líu lo áp thất, đồng thời hét lớn một tiếng, độ ấm cho ta thêm cao. Thêm đến lớn nhất. Bành. Một tiếng trọng vang, cửa phòng bị hoàn toàn phong kín. Trương Huyền thở ra một hơi, trong miệng lẩm bẩm nói, tắm bá lại muốn khai sao. Thời gian chậm rãi qua đi. Lâm thị mọi người, cũng đều bị đơn độc nhốt lại. Tấn Hàng đi ra giam giữ thất sau, lại thẳng đến Tần gia trang viên mà đi. Cho ta liên hệ cái kia Tần gia cái kia bảo mẫu. Hai cái giờ sau, Tấn Hàng một lần nữa trở lại cửu cục tổng bộ, có thể thấy được, hắn có vẻ phi thường vui vẻ. Lúc này đây... Trương Huyền sở đãi này gian trong phòng không có liên tục lâu lắm cực nóng, phía trước kia một giờ đã cấp Tấn Hàng sợ hãi. Đương Tấn Hàng trở lại cửu cục tổng bộ thời điểm, thấy bạch bào khách mang theo mấy người, đã tới rồi nơi này. Tấn Hàng, thả người đi. Bạch bào khách đi đến Tấn Hàng trước mặt, không có dư thừa vô nghĩa, trực tiếp quăng một phong văn kiện đến Tấn Hàng trước mặt. Tấn Hàng chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có mở ra văn kiện xem, liền đoán được bên trong nội dung sẽ là cái gì. Tấn Hàng cười lạnh một tiếng, bạch bào khách, ta phát hiện ngươi thật đúng là đương cẩu đương quán A. Thân là cửu cục trưởng kiếm sử, thế nhưng buông trong tay nhiệm vụ, chuyên môn tới cấp một cái ngoại cảnh tổ chức cầu tình. Bạch bào khách không có cùng Tấn Hàng cãi nhau, vẫn như cũ nói, thả người. Phóng không thả người, chờ ta trước nhìn văn kiện lại nói, vạn nhất là ai làm phản, lấy ra tới giả đồ vật gạt ta đâu. Tấn Hàng cầm lấy bạch bào khách vừa mới ném đến trên bàn văn kiện. Tấn Hàng. Người nói chuyện chú ý điểm, bạch bào khách phía sau một người hô, huấn luyện viên không phải ngươi có thể chửi bới. Tấn Hàng sắc mặt biến đổi, khẩn nhìn chằm chằm người nói chuyện, ngươi là thứ gì?
dám cùng ta nói như vậy. Ngươi, hảo, bạch bào khách phất tay, ngăn lại phía sau còn muốn mở miệng người nói chuyện, theo sau hướng Tấn Tuyến đường, xem xong liền thả người đi. Đừng nóng vội a, này văn kiện, ta nhưng đến hảo hảo xem đâu. Tấn Hàng cầm văn kiện, khoan thai ngồi vào một chương trên sofa, cố ý tìm một cái thoải mái tư thế, nhấc lên chân bắt chéo, lại phất phất tay, kêu người cho hắn pha một ly trà, lúc này mới chậm gì gì mở ra văn kiện, nhìn lên. Ai nha, gần nhất thật là hoa mắt, tự đều thấy không rõ, cái kia ai, đi giúp ta xứng một bộ mắt kính. Tấn Hàng đem văn kiện ném đến một bên, nâng chung trà lên tới, nhẹ nhàng thổi khí, theo sau nhấp thượng một ngụm, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Chương 973 Lâm Chính Nam đã chết. Tấn Hàng làm người đi lấy mắt kính, hắn bản nhân tắc liền ngồi ở trên sofa, nhàn nhã uống trà, lấy ra di động, chơi chơi trò chơi. Hơn một giờ sau, một người mang tới mắt kính, đưa tới Tấn Hàng trước mặt. Lấy sai rồi, cái này mắt kính là ta thứ hai mang, hôm nay không mang, một lần nữa lấy. Tấn Hàng phất phất tay, đem người đuổi đi. Đi lấy mắt kính, cũng là Tấn Hàng người, nghe được Tấn Hàng nói như vậy, gì lời nói đều không có, lộ ra một bộ ta minh bạch bộ dáng, xoay người ra cửa cục tổng bộ. Tấn Hàng, ta xem ngươi chính là cố ý. Bạch bào khách phía sau một người chấp kiếm người nhìn không được mở miệng. Tấn Hàng ngó người nói chuyện liếc mắt một cái, làm người cho chính mình tục thượng một chén trà nóng sau, mở miệng nói, không tồi, ta chính là cố ý, ngươi có thể lấy ta thế nào. Bạch bào khách phía sau người nọ khí cả người phát run, rồi lại nói không nên lời nói cái gì tới. Tấn Hàng bày cái nhàn nhã tư thế, nằm ở trên sofa, lại là hơn một giờ sau, vừa mới người nọ lại lần nữa lấy tới một bộ mắt kính. Tấn Hàng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, ân, này mắt kính là ta hôm nay mang. Tấn Hàng tiếp nhận mắt kính sau, chậm gì gì sát nổi lên thấu kính, chỉ là một mảnh thấu kính, Tấn Hàng liền phải trà lau 5 phút trở lên, chờ sự tình toàn làm xong, Tấn Hàng mới chậm gì gì một lần nữa cầm lấy kia phân văn kiện, cúi đầu nhìn lên. Một phần không đến 50 tự văn kiện, Tấn Hàng ước chừng nhìn hơn 20 phút, lúc này mới đem văn kiện buông, ra tiếng nói, bạch bào khách, người này cậu đương có thể a, thế nhưng có thể làm nhất ca chuyên môn phê hạ cái này văn kiện. Bạch bào khách đứng ở nơi đó, vẫn luôn trầm mặc, không để ý tới Tấn Hàng. Bạch bào khách phía sau chấp kiếm mọi người, toàn lộ vẻ mặt phẫn nộ, làm trưởng kiếm sử, bạch bào khách ở chấp kiếm người giữa có được uy vọng cực cao, giờ phút này lại bị Tấn Hàng một ngụm một cái cầu kêu. Tấn Hàng thấy bạch bào khách không để ý tới chính mình, cái này làm cho hắn có loại một quyền đánh tới bông thượng cảm giác vô lực, bản thân Tấn Hàng còn chuẩn bị nguyên bộ lý do thoái thác, chuẩn bị công kích bạch bào khách, hiện tại này nguyên bộ lý do thoái thác, kia đều không dùng được. Tấn Hàng hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, cho chính mình người phân phó nói, đi đem đám kia họ Lâm thả. Đang xem áp bên ngoài mặt, Trương Huyền nhìn thấy Lâm Thanh Hạm đám người, Lâm Thanh Hạm các nàng trừ bỏ sắc mặt nhìn qua có chút tiểu tụy bên ngoài, cũng chưa đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn. Tự Huyền vừa thấy đến chính mình mẫu thân, đương trường oa một tiếng liền khóc ra tới, bị nhốt ở như vậy trong phòng, đừng nói nàng một cái nữ hài, chính là bình thường nam nhân, đều sẽ cảm thấy có chút tinh thần hỏng mất. Tự Huyền mẫu thân ôm Tự Huyền bả vai, tuy rằng nàng cũng thực sợ hãi, nhưng như cũng cực lực trấn an chính mình nữ nhi. Lão bà, không chịu cái gì thương đi, Trương Huyền bước đi đến Lâm Thanh Hạm trước mặt. Lâm Thanh Hạm hơi hơi lắc lắc đầu, theo sau có chút lo lắng nhìn trong nhà còn lại người, Lâm Thanh Hạm nói như thế nào cũng là gặp qua không ít đại trường hợp, nhưng còn lại người, vẫn là lần đầu tiên trải qua như vậy sự, chỉ sợ hôm nay sự, sẽ ở bọn họ trong lòng lưu lại rất dài một đoạn thời gian bóng ma. Khóc cái gì khóc, ai cho các ngươi tại đây khóc, cho ta đem miệng nhắm lại. Một bên truyền đến một đạo quát lớn thanh âm, là Tấn Hàng thủ hạ. Này một đạo quát lớn thanh, đem Tự Huyền hoảng sợ. Kia khóc lớn thanh âm bỗng nhiên ngừng. Trương Huyền đột nhiên quay đầu, một đôi mắt chiều vừa mới phát ra quát lớn tiếng động người nọ nhìn lại. Phát ra quát lớn tiếng động người kia, đồng dạng cũng chiều Trương Huyền xem ra, hai người ánh mắt đối diện, hắn trong ánh mắt, tràn ngập một loại khiêu khích, một loại ngạo mạn, phảng phất đang nói người có thể đem ta thế nào giống nhau. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, về phía trước bán ra một bước, liền này một bước, làm nhìn thẳng hắn kia một người, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Trong mắt khiêu khích cùng ngạo mạn cũng vào giờ phút này tất cả biến mất, tại đây một khắc, cùng Trương Huyền đối diện người này cảm giác, chính mình phảng phất là bị một con rừng cây mãnh thú sở theo dõi, này chỉ mãnh thú, khả năng tùy thời sẽ mở ra bồn máu mồm to, đem chính mình cắn nuốt. Chúng ta đi,
Trương Huyền kéo Lâm Thanh Hạm nhu đề, chiều xuất khẩu chỗ đi đến. Bạch bào khách sớm đã chờ ở nơi đó. Lâm gia mọi người, sôi nổi đi theo Trương Huyền phía sau. Đường đi mau đến xuất khẩu khi, Trương Huyền thấy Tấn Hàng đi tới. Tấn Hàng nhìn Trương Huyền, chậm rãi nâng lên chính mình tay phải, ở cổ chỗ dùng sức một hoa. Trương Huyền không để ý đến, mang theo Lâm gia người, trước rời đi cửu cục căn cứ, bọn họ cưỡi một bộ thang máy bay lên, đường cửa thang máy mở ra khi, bọn họ phát hiện, chính mình thế nhưng là xuất hiện ở một cái kho hàng giữa. Bạch bào khách đi cùng Trương Huyền đám người cùng nhau ra tới, nhìn đến Lâm Thanh Hạm trên mặt có chút ngoài ý muốn biểu tình, giải thích nói, cửu cục bên trong tổng cộng có không dưới 10 cái xuất khẩu, này đó xuất khẩu có thể đi thông đô thành các vị trí, đến nỗi nhập khẩu địa phương, xen vào điều lệ, ta vô pháp để lộ, xe đã chuẩn bị tốt, các vị trước lên xe đi. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu. Lâm gia mọi người ngồi trên một chiếc bạch bào khách chuyên môn chuẩn bị tốt thương vụ, lên xe sau, Trương Huyền phát hiện, Lâm Kiến Vũ đám người thần sắc, đều còn có chút chất phác, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi phát sinh sự tình chung phục hồi tinh thần lại. Ai, Trương Huyền thở dài, cũng chưa ăn cơm, đi trước đem cơm ăn đi, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hôm nay liền nào đều đừng đi. Cửu cục bên trong, Tấn Hàng ngồi ở một gian văn phòng chung, ánh mắt âm ngoan, không biết suy nghĩ cái gì. Đương đương đương, Tấn Hàng văn phòng cửa phòng bị gõ vang. Tiến, Tấn Hàng phát ra âm thanh. Ngay sau đó, văn phòng cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, một người 30 tả hữu trung niên nữ nhân đi đến. Chuyện gì? Vừa mới thu được bệnh viện phát tới tin tức, Tần gia kia sự kiện hiểm nghi người, cái kia họ Lâm, đã chết. Cái gì, đã chết? Tấn Hàng sắc mặt kinh hãi, đột nhiên từ chính mình làm công ghế ngồi dậy, chuyện khi nào? Nữ nhân trả lời, liền ở 2 phút trước, hẳn là bệnh viện dụng cụ xuất hiện vấn đề, cung oxy không đủ, dẫn tới tim đập đình chỉ. Mau mang ta đi, Tấn Hàng thần sắc vội vàng, đi nhanh chiều văn phòng ngoài cửa đi đến, hắn tuy là một bộ hoảng loạn bộ dáng, nhưng nội tâm lại ở mừng như điên, duy nhất tiếc nuối, khả năng chính là không thấy được lão gia hỏa kia chết khi bộ dáng đi. Đô thành nhân dân bệnh viện, Lâm gia mọi người, đã khóc thành hỏng bét, bọn họ nguyên bản đang ở đi ăn cơm trên đường. Lại đột nhiên nghe được tin dữ truyền đến. Ra ra, ra ra hắn đi đâu? Lâm Thanh Hạm nhìn không có một bóng người phòng bệnh, sắc mặt trắng bệch. Lâm Kiến Vũ càng là trực tiếp tài qua đi, nguyên bản liền chịu đựng ban ngày tra tấn, giờ phút này lại nghe thế sao một phen tin dữ, làm hắn tinh thần hoàn toàn hỏng mất. Nức nở gào khóc tiếng động, không ngừng từ bệnh viện giữa vang lên, Tự Uyển hai mắt đã khóc đến sưng đỏ, Lâm Xuyên quỳ gối phòng bệnh trước cửa, chỉ có Lâm Thanh Hạm đại cô không có phát ra khóc thút thít, mà là một người súc ở góc tường, lẩm nhẩm không biết nói cái gì đó. Bạch bào khách thở dài, sư mẫu, lão gia tử quán thượng việc này, hiện tại Tấn Hàng chuyên môn xử lý việc này, ta sợ lão gia tử di thể bị người quấy rầy, khiến cho người trước tiễn đi, sư mẫu, nén bi thương. Trương Huyền đứng ở một bên, phát sinh như vậy sự, hắn cũng không biết nên như thế nào đi khuyên, việc này phát sinh, thật sự là quá đột nhiên. Chương 974 hung thủ điều tra ra. Trương Huyền hỏi bạch bào khách, đại khái là cái gì thời gian xác nhận tử vong? Bạch bào khách duỗi ra tay, hắn người bên cạnh liền đưa cho hắn một phần báo biểu, bạch bào khách nhìn thoáng qua nói, chuẩn xác thời gian là giữa trưa một chút 43 phân, hộ sĩ phát hiện dưỡng khí cơ chảy xuống, cung cấp nuôi dưỡng không đủ. Trương Huyền hỏi lại, pháp y nghiệm chứng qua sao? Ân, bạch bào khách gật gật đầu, xác định qua. Thật là bởi vì đại não cung oxy không đủ, không có ngoại giới nhân tố, trong khoảng thời gian này, bên ngoài cũng đều có y phục thường tuần bộ trông coi, không có người xuất nhập quá phòng bệnh. Trương Huyền vỗ vỗ bạch bào khách bả vai, mang ta đi nhìn xem thi thể. Bạch bào khách gật gật đầu, mang theo Trương Huyền chiều một bên đi đến. Hơn 10 phút sau, Trương Huyền cùng bạch bào khách một lần nữa trở lại cửa phòng bệnh, Lâm Thanh Hạm đôi mắt đỏ bừng đã đi tới, vừa muốn há mồm ra tiếng. Đã bị một trận khua chiêng gõ trống thanh sở đánh gãy. Này khua chiêng gõ trống tiếng vang lên nháy mắt, Lâm gia mọi người, đều là vẻ mặt tức giận chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Liền thấy Tấn Hàng từ nơi không xa thông đạo chỗ đi tới, ở Tấn Hàng di động, còn truyền đến chói tai ca từ thanh. Hôm nay là cái ngày lành. Ta hắn sao đánh chết ngươi? Lâm Xuyên hét lớn một tiếng, từ trên mặt đất bò dậy, hồng mắt liền chiều Tấn Hàng phóng đi. Trương Huyền một phen giữ chặt táo bạo Lâm Xuyên, đem Lâm Xuyên gắt gao ấn ở chính mình phía sau, Trương Huyền đều có thể nghĩ đến, nếu làm Lâm Xuyên đối Tấn Hàng động thủ,
Tấn Hàng khẳng định sẽ không đánh trả, thậm chí liền trốn đều sẽ không trốn. Hôm nay nếu là Lâm thị người thường đem Tấn Hàng đánh, kia mặt sau sự, có thể to lắm. Bạch bào khách nhíu mày, chiều Tấn Hàng nhìn lại, Tấn Hàng, người quá mức. Ta quá mức, quá cái gì phân? Tấn Hàng vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào, bệnh viện không thể nghe ca. Nga đối. Tấn Hàng đột nhiên lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhìn về phía Lâm Xuyên, ra tiếng nói, ta nói ngươi như thế nào kích động như vậy đâu, nguyên lai là nhà ngươi hôm nay chết người a, ha ha ha. Lâm Xuyên vừa nghe lời này, lập tức lại muốn chiều Tấn Hàng phóng đi. Tấn Hàng nhìn Lâm Xuyên bạo nộ bộ dáng, trên mặt toàn là cười lạnh, hắn chính là muốn chọc giận người này, một khi bọn họ làm ra cái gì chuyện khác người, chẳng sợ cái này địa ngục quân vương, cũng bảo không được bọn họ. Bệnh viện hành lang chung, kia đầu ngày lành ca từ như cũ vang cái không ngừng, này ca từ thanh, liền giống như căn căn cương châm, chui vào Lâm gia mọi người trong lòng. Ngươi đủ rồi, bạch bào khách hét lớn một tiếng, nơi này là bệnh viện, không phải ngươi ầm ĩ địa phương. Hành đi, Tấn Hàng nhún vai, ta là có tố chất người, không giống nào đó người như vậy không giáo dưỡng. Tấn Hàng nói xong, là đem kia vang vọng toàn bộ bệnh viện hành lang âm nhạc đóng. Nhưng trong miệng như cũ lo chính mình hừ ca từ. Bạch bào khách như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tấn Hàng. Tấn Hàng lộ ra một bộ ngoài ý muốn bộ dáng, như thế nào, nhà hắn chết người, lại không phải nhà ta người chết, sướng hai câu ca ngươi trưởng kiếm sử đại nhân cũng muốn quản. Bạch bào khách còn muốn nói lời nói, Trương Huyền vỗ vỗ bạch bào khách bả vai, ý bảo bạch bào khách không cần để ý tới. Bạch bào khách trừng mắt nhìn Tấn Hàng liếc mắt một cái, đem đầu chuyển qua đi, hắn cũng biết. Chính mình hiện tại biểu hiện càng kích động, này Tấn Hàng liền sẽ càng vui vẻ, nhưng bạch bào khách chính là khống chế không được chính mình. Tấn Hàng phất phất tay, gọi tới một người bác sĩ, cái kia người chết hiện tại ở đâu đâu. Lôi ra tới chúng ta phải làm kiểm tra, chớ quên, hắn chính là một cái giết người phạm. Tấn Hàng cố ý đem giết người phạm ba chữ cắn thực trọng. Ngươi đủ rồi, Lâm Thanh Hạm hét lên một tiếng, hiện tại ông nội của ta đã đi rồi. Ngươi có thể hay không không cần hướng trên người hắn bát nước bẩn, Tần gia sự còn không có điều tra rõ, ngươi dựa vào cái gì nói ông nội của ta là giết người phạm. Ta tự nhiên là có nhất định chứng cứ, Tấn Hàng đôi tay ôm ngực, bác sĩ, người đâu? Người đã bị người nhà mang đi, vừa mới hỏa táng chàng xe lại đây, đã hướng bên kia tặng. Cái gì, Tấn Hàng sắc mặt biến đổi, chừng hướng Lâm Thanh Hạm đám người, hiểu hay không quy củ? Ai cho các ngươi đem người mang đi? Lâm Thanh Hạm đám người vừa nghe lời này, toàn qua lại đối diện, hai mặt nhìn nhau. Người là ta làm tiễn đi. Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm nhỏ giọng nói, những người này người tới không có ý tốt, đem ra ra lưu lại nơi này, cũng là đồ tăng thị phi, vẫn là mau chóng xuống mổ vì an hảo. Nước mắt không chịu khống chế từ Lâm Thanh Hạm hốc mắt giữa phun trào mà ra, tuy rằng nàng biết, Trương Huyền làm như vậy, là vì ra ra hảo, cũng là vì đại gia hảo, nếu không xem người nọ bộ dáng. Thật muốn cấp ra ra khấu đỉnh đầu giết người phạm mũ mới bỏ qua, như vậy ra ra liền tính đến phía dưới, kia đều sẽ không nhắm mắt. Nhưng tưởng tượng liền ra ra cuối cùng một mặt đều không thấy được, cái loại này tiếc nuối cùng đau lòng, sẽ không tự chủ được hiện ra tới. Họ Trương, người có ý tứ gì? Tấn Hàng một bước vào tới Trương Huyền trước mặt, người làm như vậy, là cố ý tiêu hủy chứng cứ. Trương Huyền hơi hơi há mồm, nhẹ nhược thanh âm, từ hắn trong miệng truyền ra. Chỉ có Tấn Hàng một người có thể nghe được rõ ràng, tưởng thông qua lão gia tử di thể vu oan hãm hại chúng ta. Nhớ rõ lần sau, động tác muốn nhanh lên. Trương Huyền nói xong, chậm rãi về phía sau thối lui. Hảo, Tấn Hàng cắn răng, người thực hảo, cho rằng như vậy liền chuyện gì đều không có đúng không, chúng ta chờ xem. Tấn Hàng nói xong, trực tiếp quay người, đi nhanh chiều bệnh viện ngoại chạy tới, đồng thời quát, mau, làm người hiện tại chạy đến hỏa táng chàng. Lại gọi điện thoại thông chi, mới vừa vận quá khứ người, đừng cử động. Tấn Hàng mang theo một đám người vội vàng vội chạy ra bệnh viện, trực tiếp lên xe. Tấn Hàng lấy ra một cái bóp còi treo ở xe đỉnh, một đường bóp còi một khai, bằng mau tốc độ đuổi tới hỏa táng chàng, nhưng chờ hắn đã đến thời điểm, lại phát hiện hỏa táng chàng vừa mới vận tới người, đều không phải là Lâm Chính Nam. Khó thở Tấn Hàng một chiếc điện thoại đánh tới bệnh viện. Xin lỗi. Vừa mới vị kia Trương tiên sinh cho chúng ta điền đơn tử thược, về hỏa táng chàng tên điền sai rồi, ta hiện tại đem chính xác cho ngươi phát qua đi. Không cần, Tấn Hàng trực tiếp cắt đứt điện thoại, cắn chặt hàm răng, hảo ngươi cái họ Trương, cùng ta chơi đúng không? Chúng ta hảo hảo chơi, đi Tần gia.
Bệnh viện giữa, Lâm Kiến Vũ cố nén nội tâm bi thống, đi theo Bạch Bào Khách cùng nhau làm thủ tục. Đi thôi, hồi Ngân Châu đi. Lâm Kiến Vũ nhìn trong tay kia phân thông chi thư, tiếc nuối lắc lắc đầu, tới Đô Thành là bởi vì ba, hiện tại cũng không cần thiết đãi tại đây. Vị tiên sinh này, các ngươi nào đều không thể đi. Một người tấn hàng thủ hạ, mang theo mấy người đi đến Lâm Kiến Vũ trước mặt, đưa ra một chút chính mình giấy chứng nhận nói, hiện tại các ngươi mọi người, đều có muốn gồm thâu Tần gia tài sản động cơ, từ giờ trở đi, các ngươi cần thiết thành thành thật thật đãi ở Đô Thành, trừ phi sự tình kết thúc, nếu không ai đều không thể rời đi. Ta muốn mang ta ba về nhà, các ngươi cũng muốn quản sao. Lâm Kiến Vũ hồng con mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào. Các ngươi muốn làm cái gì, là các ngươi chính mình sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Đối phương lãnh khốc nói. Đối phương vừa dứt lời, liền thấy một người đi nhanh chạy tới, Tấn chủ nhiệm nói, làm đem bọn họ đưa tới Tần gia, hung thủ điều tra ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 975 đêm đó sự. Tần gia đại viện, trong ngoài, bị tuần bộ xe hoàn toàn vây quanh, cảnh giới tuyến suốt vòng Tần gia một vòng. Lâm gia mọi người, phân biệt cưỡi tam chiếc treo thẻ vàng nhã cát, đi vào Tần gia đại viện trước, bị người đưa tới cảnh giới tuyến nội. Bạch Bào Khách theo sát mà đến, vừa mới chuẩn bị đi vào cảnh giới tuyến nội, đã bị người ngăn cản xuống dưới. Tấn Hàng vẻ mặt tươi cười nhìn Bạch Bào Khách, ngượng ngùng A trưởng kiếm sử đại nhân, hiện tại bên trong phá án, người không liên quan không được đi vào, người nếu tưởng đi vào nói, phiền toái đi tổng bộ lại khai một phần văn kiện lại đây. Tấn Hàng nói xong, thân mình uốn éo, bước đi tiến Tần gia đại viện nội. Tần gia trong đại viện, Lâm Thanh Hạm đám người đứng ở chỗ này, bọn họ mỗi người phía sau, đều đứng hai gã cửu cục thành viên, lấy một bộ trông giữ phạm nhân bộ dáng, nhìn Lâm gia mọi người. Thực mau, Lâm Thanh Hạm nhìn đến, Tần gia người cũng đều đã đi tới, Tần gia người rất nhiều, lưu loát có hơn 20 hào, tất cả đều là trực hệ. Đường này đó Tần gia người nhìn thấy Lâm Thanh Hạm các nàng kia một khắc, tức khắc biểu hiện phá lệ kích động, các ngươi đám xúc sinh này, giết người phạm. Ta muốn các ngươi đền mạng. Bạch Nhãn Lang, uổng nhà của chúng ta lão gia tử lúc trước kéo các ngươi Lâm gia một phen, kết quả là, các ngươi lấy oán trả ơn, heo chó không bằng. Các ngươi Lâm gia, quả thực không xứng gọi là người. Tần gia người sôi nổi ra tiếng chức trách, cảm xúc ngẩng cao, thanh âm to lớn vang dội. Đủ rồi, Lâm Thanh Hạm phát ra một tiếng thét chói tai, lần này, đều không phải là quang các ngươi Tần gia xảy ra chuyện, chúng ta Lâm gia giống nhau đụng phải không muốn tiếp thu sự. A, à, một người Tần gia người cười lạnh, đó là kia Lâm Chính Nam ở ác gặp dữ, chết hảo. Đúng vậy, chết hảo. Ngươi hắn sao nói thêm câu nữa thử xem, Lâm Xuyên hét lớn một tiếng. Ta lại nói 10 lần, chết hảo, chết hảo, chết hảo, một người Tần gia người trẻ tuổi đứng ra. Ta mẹ nó lộng chết ngươi. Lâm Xuyên phát ra một tiếng gầm nhẹ, hồng mắt niết quyền hướng đối phương phóng đi. Liền ở Lâm Ngựa Tứ Xuyên thượng muốn vào tới đối phương trước mặt khi, một người tuần bộ đột nhiên vọt lại đây, trực tiếp đem Lâm Xuyên đè lại, lạnh lùng nói, các ngươi đều cho ta thành thật một chút, này không phải các ngươi dương oai địa phương. Lâm Xuyên bị ấn ở trên mặt đất, liều mạng dãy giụa, lại một chút dùng đều không có. Hảo hảo, tội nhân gia tộc, đâu ra lớn như vậy tính tình, một cái giết người hung thủ, đã chết thật là chuyện tốt, bằng không lưu tại trên đời, cũng là di họa tứ phương. Tấn Hàng từ một bên thong thả ung dung đi tới. Lâm Thanh Hạm cả giận nói, ta lặp lại lần nữa, ông nội của ta không có giết người, người không cần ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người, Tấn Hàng nhướng mày, nhìn dáng vẻ, các ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi à, cho rằng đem thi thể thiêu, ta liền tìm không đến chứng cứ. Người tới, đem cái kia bảo mẫu kêu lên tới. Tấn Hàng một tiếng phân phó đi xuống, thực mau, một người tuần bộ đem một người hơn 30 tuổi nữ nhân mang theo lại đây, nữ nhân này. Đúng là Lâm Chính Nam vừa đến Đô Thành ngày đó buổi tối, ở Tần gia đại viện cửa vì hắn dẫn đường người. Nữ nhân cúi đầu đi đến mọi người trung gian. Tấn Hàng búng tay một cái, tới, đem ngươi lúc ấy chỗ đã thấy, từng giọt, toàn bộ nói ra. Trung niên nữ nhân hoàn toàn không thấy lúc ấy mới gặp khi kia phó kiêu ngạo lạnh nhạt bộ dáng, nàng ngẩng đầu, có chút sợ hãi chiều Lâm gia mọi người bên kia nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, một chút khiến cho Lâm gia mọi người sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Không phải sợ, Tấn Hàng lại lần nữa ra tiếng, chúng ta sẽ cho ngươi làm chủ, đem chân tướng tất cả đều nói ra. Trung niên nữ nhân lúc này mới gật gật đầu, chậm rãi mở miệng, nghe nàng thanh âm giữa,
còn mang theo một loại sợ hãi. Đêm qua, Lục gia đi xem lão gia tử, họ Lâm lão nhân đi theo Lục gia cùng nhau lại đây, nói có chuyện quan trọng cùng lão gia tử giao đãi. Nói chuẩn xác điểm, Tấn Hàng mày nhăn lại, thời gian, rốt cuộc là khi nào? Trung niên nữ nhân sợ tới mức một run run, vội nói, đêm qua 8 giờ rưỡi tả hữu. Hảo, Tấn Hàng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục. Trung niên nữ nhân nuốt khẩu nước bọt, nói tiếp, tối hôm qua Lục gia cùng họ Lâm lão nhân cùng nhau vào lão gia tử phòng, trong lúc họ Lâm lão nhân chuyên môn đi ra, hỏi ta muốn một phen dao gọt hoa quả, nói lão gia tử muốn ăn quả táo, lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều, liền thanh đao cho hắn, kết quả hơn 10 phút sau, ta liền nghe được một cái tiếng kêu thảm thiết, lại qua nửa giờ, một cổ mùi máu tươi từ lão gia tử trong phòng truyền ra tới, ta có điểm lo lắng, một mở cửa, liền phát hiện họ Lâm lão nhân vựng trên mặt đất. Mặt đất còn có một bãi huyết, lão gia tử cùng Lục gia đều không biết tung tích. Từ từ, một người tuần bộ đột nhiên ra tiếng, người này là tuần bộ đội đội trưởng, chuyên môn phụ trách lần này Tần gia sự, hắn hỏi trung niên nữ nhân, người nói, họ Lâm muốn một phen dao gọt hoa quả. Chúng ta lúc ấy cũng không có ở trong phòng phát hiện có trái cây bị tước quá ra, cũng không có tìm được bất luận cái gì hột. Trung niên nữ nhân tức khắc sắc mặt trắng bệch, thấp hèn đầu, không dám làm thanh. Nói. Tuần bộ đội trưởng phát ra một tiếng quát chói tai, chúng ta ở kiểm tra hiện trường vụ án thời điểm, không riêng không có thấy vỏ trái cây tàn lưu, không có thấy hột, thậm chí liền kia đem dao gọt hoa quả, đều không có thấy. Ta, trung niên nữ nhân sợ tới mức run run rẩy rẩy, ngoài miệng không ngừng nói lắp. Mau nói, tuần bộ đội trưởng lại lần nữa quát. Trung niên nữ nhân sợ tới mức trực tiếp nằm liệt ngồi vào trên mặt đất ta, kia thanh đao, bị ta ẩn nấp rồi. Giấu đi, tuần bộ đội trưởng sắc mặt biến đổi, người đây là cố ý phá hư hiện trường vụ án, đao ở đâu đâu. Liền, trung niên nữ nhân run run rẩy rẩy vươn tay, chỉ vào biệt thự phương hướng, liền ở ta phòng ngủ giường phía dưới. Tuần bộ đội trưởng ra lệnh một tiếng, mau đi tìm đao. Hai gã tuần bộ bay nhanh chiều biệt thự phương hướng chạy tới, không đến một phút thời gian, liền thấy hai gã tuần bộ một lần nữa đi ra, hai người bọn họ phân biệt mang theo màu trắng bao tay. Ở bọn họ trên tay, chính cầm một phen dao gọt hoa quả. Ta hỏi ngươi vì cái gì đem đao giấu đi? Có thật giật mình, tuần bộ đội trưởng đi vào trung niên nữ nhân trước mặt, chất vấn nói. Không phải, trung niên nữ nhân vội vàng lắc đầu, ta là sợ hãi. Sợ cái gì? Trung niên nữ nhân liền nói, này đao là ta cấp cái kia họ Lâm lão nhân, nếu hắn dùng đao giết người, ta sợ ta bị định nghĩa vì đồng lõa. Tuần bộ đội trưởng vung tay lên, đi, cho ta cha này đao thượng vân tay. Hai gã tuần bộ theo tiếng, lập tức cầm đao chạy mau ra Tần gia đại viện. Tuần bộ đội trưởng nhìn chằm chằm trung niên nữ nhân, ta hỏi ngươi, trừ bỏ cây đao này bên ngoài, ngươi còn có cái gì gạt chúng ta? Không có, trung niên nữ nhân liên tục lắc đầu, ta biết đến đã toàn nói, ta này có tính không đồng lõa a? Tuần bộ đội trưởng lắc đầu nói. Ở ngươi không biết đối phương muốn bắt cây đao này làm gì đó dưới tình huống, vô pháp định nghĩa vì đồng lõa. Trung niên nữ nhân vừa nghe lời này, nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. 10 tới phút sau, vừa mới cầm đao đi xét nghiệm một người cảnh sát đi nhanh chạy tới, trong tay cầm một phần báo cáo, hô lớn, đội trưởng. Xét nghiệm kết quả ra tới, này đao thượng, gần nhất đích xác có cái này bảo mẫu cùng Lâm Chính Nam vân tay. Chương 976 nói kháng pháp. Tuần bộ viên lấy tới kiểm nghiệm báo cáo, làm Lâm gia mọi người trong lòng nhảy dựng. Tuần bộ viên nói tiếp, đội trưởng, vừa mới phân tích đến ra, này mặt trên không riêng có bảo mẫu cùng Lâm Chính Nam vân tay, còn xét nghiệm ra tới hai loại bất đồng vết máu, này hai loại vết máu, cùng chúng ta tại hiện trường vụ án nhìn thấy giống nhau như đúc. Đây là giết người sử dụng hung khí. Kẻ giết người, chính là dùng cây đao này. Đao thượng vân tay. Đã minh xác nói cho chúng ta, hung thủ rốt cuộc là ai? Tuần bộ đội trưởng ánh mắt, bay thẳng đến Lâm gia mọi người này xem ra. Không có khả năng, Lâm Thanh Hạm đương trường ra tiếng, không có khả năng là ra làm. Hắn nhất kính trọng Tần lão tiên sinh. Ha ha, bụng người cách một lớp da. Tấn Hàng cười lạnh một tiếng, vung tay lên, đi, đem họ Lâm tất cả đều cho ta bắt lại, một cái đều đừng buông tha. Chậm đã, Lâm Kiến Vũ lúc này ra tiếng. Hắn vần quanh bốn phía cửu cục người, mở miệng nói, các ngươi giống như cũng không có lý do bắt chúng ta. Tần lão gia tử vừa chết, Tần gia 800 triệu tài sản không cánh mà bay,
mà các ngươi Lâm thị, tài khoản thượng không duyên cớ thu được 800 triệu chuyển khoản, ta hiện tại hoài nghi các ngươi Lâm gia mọi người, cố ý gồm thâu Tần gia gia sản. Tấn Hàng lớn tiếng nói, đi, tất cả đều cho ta bắt đi. Trương Huyền đi phía trước bước ra một bước, ta xem các ngươi ai dám động. U, thật lớn uy thế a. Tấn Hàng bước ngả ngớn nện bước, đi đến Trương Huyền trước mặt, dùng chỉ có Trương Huyền có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói, ngươi cho rằng ngươi đem thi thể thiêu, ta liền không có biện pháp. Ta chuyên môn đi một chuyến hỏa táng tràng, bất quá là chạy cho ngươi xem mà thôi. Thế nào, hiện tại loại cảm giác này, có phải hay không phi thường khó chịu? Trương Huyền cắn răng, không có ra tiếng. Nga, đúng rồi, Tấn Hàng búng tay một cái, ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh địa ngục quân vương, nếu hôm nay ngươi muốn chạy, ta khả năng thật đúng là lưu không được ngươi, nhưng ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi lão bà, ngươi nhạc phụ, cùng với lão bà ngươi người nhà, nhưng đều chỉ là người thường, ngươi nếu chạy, ta đã có thể đến từ bọn họ trên người hỏi ra ngươi rơi xuống. Tấn Hàng nói đến chỗ này, cố ý nhìn mắt Lâm Thanh Hạm, tấm tắc, thật là một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân a, ta ngẫm lại, nếu cấp cái này đại mỹ nhân uống thượng 3 ngày mật ong, lại đem nàng trói đến một khối tấm ván gỗ thượng, phóng tới cống thoát nước xuống mương chung. Ta tưởng những cái đó lão thử, côn trùng có hại, sẽ phi thường thích như vậy hương vị, chúng nó sẽ bò lên trên cái này mỹ nhân thân thể, từ nàng khoang miệng, lỗ tai, lỗ mũi, thậm chí lỗ chân lông, chui vào nàng trong cơ thể, một chút như tẩm ăn lên rớt nàng nội tạng. Lúc này, lưu lại chỉ có thống khổ, thẳng đến ngươi chừng nào thì ngoan ngoãn trở về, nàng đã chịu tra tấn, mới có thể kết thúc, loại này trường hợp, ta ngẫm lại đều có chút tiểu hưng phấn đâu, khặc khặc. Trương Huyền bỗng nhiên duỗi tay, nắm Tấn Hàng cổ, đem này một tay giơ lên, làm này hai chân cách mặt đất, người dám động lão bà của ta một chút, người thử xem. Tấn Hàng bị Trương Huyền khóa trụ yết hầu, sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời, dùng xin giúp đỡ ánh mắt chiều một bên nhìn lại. Quang Minh đảo chủ, thật lớn uy thế a, nói đụng đến bọn ta cửu cục người, liền đụng đến bọn ta cửu cục người, người đây là tưởng cùng chúng ta cửu cục khai chiến sao. Một đạo thanh âm, từ một bên vang lên. Trương Huyền ánh mắt. Chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, một người gần 50 tuổi trung niên nam nhân thân ảnh, xuất hiện ở Trương Huyền tầm mắt giữa. Trương Huyền nhìn đến người tới, lộ ra một mặt ngoài ý muốn thần sắc, Tấn đại chủ quản, đã lâu không thấy a. Là thật lâu không thấy, người tới mỉm cười, bất quá này đã lâu mới thấy một mặt, người liền nhéo ta nhi tử yết hầu, chúng ta hè oi bức, chỉ sợ còn không có loại này lễ gặp mặt đi. Tấn Nguyên Uy mở miệng nói. Nga. Nguyên lai là lệnh công tử a, ta nói sao được sự phong cách như vậy kiêu ngạo đâu, phía trước không biết, thật là xin lỗi. Trương Huyền tuy rằng nói như vậy, nhưng như cũng nhéo Tấn Hàng yết hầu. Có thể nhìn đến, Tấn Hàng hai cái đùi đang ở không tự giác loạn đặng, giống như là bị treo lên tới ếch xanh giống nhau. Tấn Nguyên Uy sắc mặt dần dần thay đổi, họ Trương, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, buông ta nhi tử. Không cần, 1 giây là đủ rồi. Trương Huyền bắt lấy Tấn Hàng. Dùng sức chiều trên mặt đất một quăng ngã. Liền nghe phanh một tiếng trọng vang, Tấn Hàng toàn bộ phía sau lưng bị nện ở trên mặt đất, thân thể hướng về phía trước một cung, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới, sắc mặt cũng trắng bệch khó coi. Trương Huyền, người ở Đô Thành, công nhiên khiêu khích ta cửu cục. Đây là khiêu chiến hè oi bức phía chính phủ, chấp kiếm người ở đâu, bắt lấy hắn. Tấn Nguyên uy quát lên một tiếng lớn. Lấy ta xem ai có thể lấy ta. Trương Huyền hướng kia vừa đứng. Mắt nhìn bốn phía, lại là không một người dám lên trước. Trương Huyền, người đây là ở kháng pháp. Tấn Nguyên uy hét lớn một tiếng, bạch bào khách, tiến vào bắt lấy người này. Bạch bào khách từ Tần gia đại viện trước cửa đi đến, đứng ở nơi đó, cũng không có động. Bạch bào khách, ta làm người bắt lấy người này, người cũng tưởng kháng pháp không thành. Tấn Nguyên uy thấy bạch bào khách bất động, lại lần nữa ra tiếng. Kháng pháp, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười. Nếu Tấn đại chủ quản ngươi chủ động nhắc tới cái này đề tài, vậy để cho ta tới tâm sự về kháng pháp sự. Bạch bào khách, ta hỏi ngươi, các ngươi cửu cục cùng ta đạt thành hợp tác hiệp nghị, là ai hạ quyết định? Bạch bào khách há mồm, nhẹ giọng đáp lại nói, là Nhất ca. Hảo, Trương Huyền gật đầu, tiếp tục lớn tiếng hỏi, nếu là Nhất ca quyết định, kia cửu cục bên trong, có người công nhiên phá hư liên minh quan hệ, các ngươi pháp trị, nên như thế nào xử trí? Bạch bào khách mặt vô biểu tình. Phun ra một chữ, sát. Trương Huyền lại hỏi, người thân là trưởng kiếm sử, chức trách là cái gì? Trưởng cửu cục công chứng chi kiếm, giết hết hết thảy dung chuyển hạng người. Bạch bào khách đôi tay vung,
từ hắn tả cổ tay áo chỗ, xuất hiện nửa thanh ngân thương nắm đem, từ hắn hữu cổ tay áo chỗ, xuất hiện ngân thương mặt khác nửa thanh, bạch bào khách đôi tay cùng nhau, một cây màu bạc trường thương, ở này trong tay khép lại. Tấn Nguyên Uy nhìn bạch bào khách động tác, mày nhăn lại, bạch bào khách, ngươi là cửu cục người, vẫn là quang minh đảo người. Ta đương nhiên là vì cửu cục làm việc, dưới ánh mặt trời, bạch bào khách trong tay mũi thương, lập lòe hàn mang. Trương Huyền nhìn về phía Tấn Nguyên Uy, lắc lắc đầu, Tấn Đại chủ quản, ta thật sự rất muốn không rõ, ngươi là cố ý làm ngươi nhi tử làm bộ một bộ lăng đầu thanh bộ dáng, vẫn là hắn bản thân chính là như vậy một cái ngu xuẩn. Tấn Nguyên Uy sắc mặt đổi đổi, ngươi có ý tứ gì? Trương Huyền nhún vai, trấn cản thực nghiệp, cái kia đi theo Tôn Nghiêu cùng đi lão bà của ta công ty bí thư, hẳn là chính là ngươi người đi. Tấn Nguyên Uy nghe được lời này, thân thể theo bản năng run lên, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Không không không, Trương Huyền vươn một cái ngón tay lắc lắc, ngươi rất rõ ràng ta đang nói cái gì, ở cửu cục giữa, ngươi hẳn là cái thứ nhất biết ta muốn tới Đô Thành, bao gồm ta đi tìm Lữ Thần thanh toán, những việc này, ngươi người từ ta đến Đô Thành kia một khắc liền đi theo ta, hẳn là ở trước tiên cho ngươi hội báo mới đúng, làm ta ngẫm lại, là ai ngờ châm ngòi ta cùng cửu cục quan hệ, ngươi lại là ở vì ai bán mạng đâu. Chương 977 ngươi ở trong mắt ta, chính là rác rưởi. Ngươi thiếu ngậm máu phun người, Tấn Nguyên Uy hét lớn một tiếng. Trương Huyền không để ý đến Tấn Nguyên Uy theo như lời, tiếp tục ra tiếng nói, làm ta đoán xem, thần thánh thiên quốc, hẳn là không có khả năng, rốt cuộc bọn họ người đang ở cùng ta tiếp xúc, tưởng từ ta này tìm điểm đồ vật, tạm thời sẽ không làm ra châm ngòi ta cùng cửu cục chi gian quan hệ sự, rốt cuộc làm như vậy, đối bọn họ mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Bọn họ càng hy vọng ta ở hè oi bức nhiều đãi. Trương Huyền vươn đệ nhị căn ngón tay, thần ẩn hội, cũng không có khả năng, bọn họ nhiệm vụ, là giữ gìn khắp nơi thế lực chi gian hòa bình, khơi mào chiến tranh loại chuyện này, thần ẩn hội liền tính lại tưởng, cũng tuyệt không sẽ đi làm. Đến nỗi thị tộc, lấy thị tộc hiện giờ ngạo khí mà nói, bọn họ khinh thường đi châm ngòi hai cái căn bản là không bị bọn họ để vào mắt tổ chức. Trương Huyền duỗi người, bởi vậy, cũng chỉ thừa phản tổ minh, đúng không? Tấn Đại chủ quản. Tấn Nguyên Uy sắc mặt dần dần trở nên âm trầm đi xuống, cái gì phản tổ minh, ta trước nay đều không có nghe nói qua. Ta chỉ là hỏi ngươi một chút, cũng không để ý ngươi đáp án. Trương Huyền nhếch miệng, lộ ra một hàm răng trắng, ta đang nói cái gì, ngươi trong lòng thực minh bạch, chỉ sợ Lữ Thần, cũng là phản tổ minh tự nguyện từ bỏ một quả quân cờ, ngươi đã sớm biết ta tới rồi Đô Thành, cũng biết ta muốn đi tìm Lữ Thần thanh toán, cố ý để lại cho ta cơ hội. Làm ta làm thịt bọn họ mấy cái, như vậy mới có thể càng tốt từ cửu cục bên trong tiến hành châm ngòi, rốt cuộc dưới mặt đất thế giới, có cái bất thành văn quy định, ta không thể tùy ý tiến đều, mà hiện tại, ta không riêng tiến đều. Còn ở Đô Thành tùy tiện giết người. Đáng tiếc, năm đó Lữ Thần bán đứng chuyện của chúng ta làm đến quá lớn, liền tính cửu cục nhất ca lúc ấy ở đây, ta nói sát Lữ Thần, hắn cũng sẽ không ngăn trở, người muốn mượn một cái Lữ Thần tới đem ta xếp vào nguy hiểm cấp bậc. Hoàn toàn là không hiện thực sự, cho nên người phái ra người cái này ngu xuẩn nhi tử, bày ra một bộ ngạo nghễ bộ dáng, tưởng chọc giận ta, trùng hợp lúc này, Tần gia đã xảy ra chuyện, các ngươi liền thuận nước đẩy thuyền, muốn mượn việc này tới đối phó ta, hơn nữa các ngươi cũng xem rất rõ ràng. Muốn từ lão bà của ta nơi này xuống tay, bởi vì các ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ lão bà của ta đã chịu một chút ủy khuất. Nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch Tấn Hàng. Ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc cảm thán chi sắc, hắn không nghĩ tới, trước mặt người này, thế nhưng đem chính mình phụ thân kế hoạch toàn bộ nói ra. Tấn Nguyên Uy chú ý tới nhi tử thần sắc biến hóa, chiều quá chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Tấn Hàng lập tức ý thức được chính mình thất thố, vội vàng che giấu khởi trên mặt thần sắc. Ha ha, Tấn Nguyên Uy cười lạnh một tiếng, họ Trương, ngươi là phim truyền hình xem nhiều, có chút quá nhập diễn đi. Ngươi cho rằng ngươi thật là cái nhân vật. Có thể làm ta như vậy đi đối phó ngươi. Tuy rằng ta thực không nghĩ thừa nhận, Trương Huyền nâng lên đôi tay, nhưng đối với ngươi mà nói, ngươi trừ bỏ dùng một ít tiểu mưu kế có thể đối phó ta bên ngoài, không còn có còn lại biện pháp, bởi vì ở trong mắt ta, ngươi chính là một cái. Trương Huyền cố ý đem thanh âm kéo thật sự trường, lạp. Giác. Trương Huyền, ngươi đây là ở khiêu khích cửu cục, Tấn Nguyên Uy hét lớn một tiếng. Chuyện tới hiện giờ, còn nghĩ châm ngòi quan hệ sao? Không thể không nói, người này mười mấy năm chủ quản, thật là bạch đương a, Tấn Nguyên Uy. Trương Huyền hơi hơi khom lưng, bắt lấy Tấn Hàng đầu tóc, đem này nhắc tới, hơn nữa ta cũng rất thế phản tổ minh tiếc nuối,
bọn họ tìm hợp tác đồng bọn, lại là ngươi cái này không có quyết đoán nhân vật, ta uy hiếp ngươi nhi tử không biết có bao nhiêu thứ, ngươi lại ở cho rằng hết thảy trần ai lạc định thời điểm, mới dám lộ diện, ngươi thật liền cảm thấy, các ngươi này đối rác rưởi phụ tử, tùy tùy tiện tiện bày ra một đạo cục, là có thể đem ta Trương Huyền đánh vào vực sâu đáy cốc. Nếu thật là như vậy, thế giới này, nơi trốn đều là quang minh đảo. Trương Huyền dùng sức một xả Tấn Hàng Đầu tóc, Tấn Hàng Đầu không tự giác giơ lên, Trương Huyền cười nói, tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không cảm thấy chuyện này, ngươi làm tích thủy bất lậu. Ngươi tùy tiện mua được một cái Tần gia bảo mẫu, là có thể vu oan hãm hại Lâm lão gia tử. Loại này thủ đoạn, chỉ sợ nhiều xem hai tập Conan người, đều sẽ cảm thấy ấu trĩ đi. Tấn Hàng sắc mặt đại biến, cái gì vu oan hãm hại, ngươi không cần ngậm máu phun người. Ân, Trương Huyền trầm ngâm một phen, ta nên từ góc độ nào tới chọc thủng ngươi đâu, rốt cuộc ngươi lần này làm sự, lỗ hổng quá nhiều, như vậy, chúng ta trước nói lần này án kiện đi, ngươi nếu thật muốn tìm cá nhân tới bôi nhọ Lâm lão gia tử, ngươi hẳn là tìm cái chân chính gặp qua án phát đệ nhất hiện trường người tới mới đúng, nhưng ngươi cố tình, vòng qua cái này quan trọng nhân tố, đi tìm một cái ngươi cho rằng tốt nhất mua được bảo mẫu, nàng thật sự gặp qua đệ nhất hiện trường vụ án. Trương Huyền nói, ánh mắt chiều trung niên nữ nhân nhìn lại. Trung niên nữ nhân ánh mắt giữa lộ ra một mạt mịt mờ hoảng loạn, ngạnh cổ nói, ta đương nhiên là cái thứ nhất nhìn thấy hiện trường. Nga, kia vì cái gì báo nguy người không phải ngươi đâu, Trương Huyền nghiền ngẫm nói. Trung niên nữ nhân giải thích nói, đó là bởi vì ta sợ hãi, cho nên không có báo nguy. Ngươi nói dối, tuần bộ đội trưởng hét lớn một tiếng, ngươi căn bản, liền không có gặp qua đệ nhất hiện trường vụ án. Ngươi vừa mới giao cho chúng ta giao gọt hoa quả, cũng là chính ngươi chuẩn bị đi. Trung niên nữ nhân vừa nghe lời này, lập tức hoảng loạn nói, không. Không phải, là ta từ lão gia tử trong phòng nhặt được. Tuần bộ đội trưởng cười lạnh một tiếng, kỳ thật chúng ta, tại hiện trường vụ án, đã thấy được một phen giao gọt hoa quả, mà kia đem giao gọt hoa quả, liền nắm ở Lâm lão gia tử trong tay, ngươi nói ngươi đem giao gọt hoa quả ẩn nấp rồi. Ở sự phát đêm đó, Trương Huyền đã từng đêm nhập sự phát phòng, phòng nội nhân thể đồ án thượng, Lâm Chính Nam trong tay liền cầm một cây đao, bất quá kia thanh đao đồ án, ở Trương Huyền trước khi đi, cấp trừ đi, dẫn tới Tấn Hàng sau lại căn bản là không có nhìn đến kia phúc đồ án. Trung niên nữ nhân sắc mặt tức khắc trở nên hoảng loạn lên. Tấn Hàng ý thức được sự tình có chút không thích hợp, cái này tuần bộ đội trưởng cách làm, quá khác thường, hắn vội vàng nói, liền tính là cái này bảo mẫu nói dối. Cũng che giấu không được Lâm gia người giết người sự thật. Các ngươi cũng nói, họ Lâm lão nhân trong tay cầm một cây đao. Giết người, Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc, Tần gia chết người. Họ Trương, người đừng ở chỗ này cùng ta chơi này đó nhàm chán trò chơi, người nhà ngươi giết người việc đã chứng thực, có người nói dối tình huống lại phán, hiện tại nói chính là, người phía sau Lâm gia giết người sự. Tấn Nguyên uy hét lớn một tiếng. Ha ha, Trương Huyền phát ra một đạo khinh miệt tiếng cười. Tấn Nguyên Uy, người không hiểu biết vật lý sức chịu nén. Tấn Nguyên Uy sắc mặt âm trầm, ta không công phu cùng ngươi vô nghĩa. Vậy ngươi liền nghe ta nói hảo. Trương Huyền tùy tay buông ra Tấn Hàng Đầu tóc, xoay người mặt hướng Tần gia kia chàng tân kiểu Trung Quốc trang hoàng phong cách biệt thự. Đây là một cái sơ chung vật lý tri thức, vật thể sở chịu áp lực cùng chịu lực diện tích chi so gọi là sức chịu nén. Sức chịu nén dùng để tương đối áp lực sinh ra hiệu quả. Sức chịu nén càng lớn, áp lực tác dụng hiệu quả càng rõ ràng. Chương 978 tự đạo tự diễn. Họ Trương, người thiếu tại đây cho ta kéo ra đề tài. Tấn Nguyên uy hô. Đừng nóng vội, Trương Huyền vẫy vẫy tay, ta quan sát quá Tần gia phòng ốc, từ lầu 1 đi thông lầu 2 thang lầu, trình xoay tròn hình thức, tổng cộng 29 tầng cầu thang, mỗi một cái cầu thang chi gian khe hở, là 10 cm, nói cách khác, lầu 1 đến lầu 2 chi gian sở bay lên độ cao. Hơn nữa lầu 1 mặt đất mặt bằng, vừa vặn là 3 mét độ cao, mà lầu 2 khoảng cách nóc nhà độ cao, còn lại là 2m4, ta quan sát quá, này chàng biệt thự thực dụng độ cao là 6m5, nói cách khác, lầu 1 cùng lầu 2 chi gian, ít nhất tồn tại độ cao đạt tới 1 mét khe hở. Ngươi muốn nói cái gì? Một người Tần gia người mở miệng, này hai căn hộ, đều là chính chúng ta cái, vì cầu củng cố, trung gian lưu 1 mét không gian tới đáp xả ngang có vấn đề sao? Cho nên ta hỏi các ngươi, hiểu hay không cái gì kêu sức chịu nén. Trương Huyền ra tiếng, nếu là ước chừng 1 mét hậu thành thực mặt đất, đưa người dẫm lên đi khi, chỉ biết phát ra trầm đục, nhưng đêm qua, có hơn 10 người xông vào sự phát phòng, bước chân dồn dập, bọn họ tiếng bước chân, ở trong phòng, phát ra một loại giòn vang, này thuyết minh cái gì?
vẫn luôn đứng ở một bên, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Tự Huyền đột nhiên ra tiếng, là bởi vì kia phòng phía dưới là rỗng ruột. Trương Huyền búng tay một cái, chính xác, vẫn là sinh viên văn hóa bản lĩnh đủ ngạnh. Một cái chuyên môn an trí xà ngang địa phương, như thế nào sẽ là rỗng ruột đâu? Chẳng lẽ các ngươi Tần gia chính mình xây nhà thời điểm, vì tỉnh mấy ngàn đồng tiền mà ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu? Kỳ thật ta vẫn luôn suy nghĩ, đã có người ở Tần gia giết người, muốn gả hòa cấp gia gia, như vậy hắn không cần thiết phanh thây, đem thi thể lưu lại sẽ càng tốt một chút. Hơn nữa kia gian phòng, trừ bỏ bình thường xuất khẩu bên ngoài, địa phương còn lại căn bản là không có có thể trốn tránh rời đi dấu vết, làm sao nói phanh thây đâu. Ngươi muốn nói cái gì? Tuần bộ đội trưởng hỏi, về lần này giết người án, là điểm đáng ngờ thật mạnh. Rất đơn giản, Trương Huyền duỗi tay một lóng tay kia chàng biệt thự, chuyện này, từ đầu tới đuôi, căn bản là không có người chết, hoàn toàn chính là tự đạo tự diễn xuất tới, bạch bào khách, thương tới. Bạch bào khách vung cánh tay, trong tay ngân bạch trường thương hướng Trương Huyền vứt đi. Trương Huyền xoay người, một cái tiên chân rút ra, chuẩn chuẩn đá vào kia trường thương nắm đem đỉnh đầu, một cây ngân bạch trường thương, phát ra một trận hàn mang, thẳng đến Tần gia kia căn biệt thự mà đi, thật mạnh cắm ở biệt thự bên ngoài lầu một cùng lầu hai chi gian giao tiếp vách tường phía trên, vách tường chỗ, ra nẻ mở ra. Trương Huyền một cái vọt tới trước, ở vọt tới biệt thự phía trước khi, cả người hướng về phía trước nhảy lên 4 mét, một màn này, xem đông đảo tuần bộ còn có Tần gia cùng với Lâm gia người đều há to miệng. Bọn họ khi nào gặp qua như vậy một màn, một người nhảy lên 4 mét cao. Trương Huyền nhảy lên lúc sau, lòng bàn tay tụ khí, nắm lấy thương bính, theo sau dùng sức đảo qua. Kia từ bê tông xây mà thành phòng ốc tường ngoài, ở Trương Huyền này đảo qua hạ, giống như bã đậu giống nhau, hoàn toàn đứt gãy mở ra. Dưới ánh mặt trời, mọi người có thể rõ ràng nhìn đến, tại đây vách tường nội, đích đích xác xác, là rỗng ruột, thả ở vách tường tổn hại trong nháy mắt, bên trong có một bóng người. Cuống quyết trốn tránh lên. Trương Huyền cầm trong tay ngân bạch trường thương, hạ xuống mặt đất. Trước mặt phảng phất, giống như bị một phen cự kiếm chặn ngang chém ngang, một cái thật lớn chỗ hổng hiện ra ở mọi người trước mắt, biệt thự lầu 2, lung lay sắp đổ. Như vậy một màn, làm Tần gia mọi người trừng lớn đôi mắt, há to miệng, vốn dĩ trong nhà phòng ốc bị hủy, bọn họ là hẳn là ra tiếng quát lớn, nhưng hiện tại, ai đều không có cái này ý thức, trước mắt phát sinh sự. Đã vượt qua bọn họ nhận chi phạm vi. Tấn Nguyên Uy xem trong mắt kinh hãi, nhiều năm trước, hắn từng gặp qua Trương Huyền, nhưng khi đó Trương Huyền, tuy rằng cường đại, dưới mặt đất thế giới danh vọng cực cao, nhưng cũng tuyệt đối không có hôm nay biểu hiện ra như vậy khủng bố, chỉ là cầm trong tay một cây ngân thương, là có thể nhẹ nhàng phá hủy như vậy một tòa phòng ốc. Trước mắt phòng ốc lung lay sắp đổ, Trương Huyền nhẹ nhàng mở miệng, nếu không nghĩ thật sự chết, liền nhân lúc còn sớm bỏ ra tới, bằng không. Căng chết 10 phút, các ngươi liền sẽ bị chôn ở một mảnh phế tích phía dưới. Trương Huyền nói ra lời này sau, chung quanh một mảnh yên tĩnh, có thể nghe được, chỉ có kia xà ngang đã chịu áp bách phát ra ra kéo kẹt thanh. Trương Huyền cũng không nóng nảy, liền đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi. Thẳng đến, một khối rớt ở nóc nhà tảng đá lớn đột nhiên nện xuống, này khối tảng đá lớn, phảng phất là nào đó cơ hội, theo tảng đá lớn nện xuống, rất rất nhiều tiểu hòn đá bắt đầu không ngừng rơi xuống. Răng rác, một tiếng, một cây xà ngang đoạn rớt, từ bên ngoài xem, kia chỗ hổng chỗ phòng ốc một góc, đột nhiên về phía trước nghiêng một mảng lớn, hơn nữa nóc nhà đá vụn như cũ ở rơi xuống, càng ngày càng nhiều xà ngang bắt đầu phát ra táo vang, chứng minh chúng nó sở thừa nhận trọng lượng, như thế đi xuống, này phảng phất sập, đơn giản là vài phút trong vòng sự tình mà thôi. Trương Huyền đôi tay bối ở sau người, tiếp tục nhìn phía trên. Ầm vang, một trận trọng vang đánh úp lại. Trên nóc nhà phương lại lần nữa phát sinh sụp đổ, kéo kẹt thanh âm liên tiếp không ngừng, chứng minh phòng trong xà ngang đã tới rồi có thể chống đỡ cực hạn. Trương Huyền lại lần nữa ra tiếng, ấm áp nhắc nhở một tiếng, lại không ra, liền thật thành một cái chết người. Trương Huyền thanh âm vừa ra, liền nghe kia phòng ốc trung gian chỗ hổng chỗ, vang lên một đạo tràn ngập khẩn trương lại mang theo sợ hãi thanh âm, cứu. Cứu ta. Tại đây thanh âm vang lên nháy mắt, trong viện Tần gia mọi người. Sắc mặt mãnh biến, bọn họ nghe rành mạch, thanh âm này chủ nhân, đúng là hẳn là đã bị người phanh thây tử vong Tần gia lão Lục, Tần Phong. Tuần bộ đội trưởng vung tay lên, phát ra mệnh lệnh, mau, lấy cây thang tới, cứu người. Vài tên tuần bộ từ bên ngoài tuần bộ trên xe dỡ xuống tới một bộ chiến thuật co duỗi thang mây dựa nghiêng trên mặt tường, một người tuần bộ nhanh chóng bỏ đi lên. Tại đây danh tuần bộ dưới sự trợ giúp,
thực mau, liền nhìn đến Tần Phong bị tặng ra tới, run run rẩy rẩy bò hạ thang mây. Bên trong còn có một người, là Tần gia Tần lão gia tử, vừa mới đi vào tên kia tuần bộ truyền ra thanh âm. Nghe được lời này, Lâm gia mọi người, trong mắt đốn lộ tức giận, hiện tại, bọn họ chẳng sợ phản ứng lại chậm, cũng minh bạch là phát sinh cái gì, nhà mình lão gia tử hôn mê, Tần gia hai người không biết tung tích, còn chế tạo giết người hiện trường, kết quả là, lại là Tần gia hai người chuyên môn núp vào. Tần lão tiên sinh sắc mặt tái nhợt bị người đỡ ra tới, run run rẩy rẩy bước lên thang mây, ở người nâng hạ từ từ tới đến mặt đất, mà tên kia đi vào cứu viện tuần bộ, cũng nhanh chóng bỏ ra tới, ở bọn họ rơi xuống đất nháy mắt. Ầm vang, chỉnh gian phòng ốc đỉnh tầng, hoàn toàn sụp xuống, nếu lúc này còn có người tránh ở kia cách tầng trung, khẳng định sống không được. Hai vị, hai ngày này thật là vất vả các ngươi. Trương Huyền vẻ mặt ý cười, nhìn nhiều người như vậy hối hả ngược xuôi, ở trong mật thất nghe người khác phân tích giết người án hiện trường, làm phía sau màn làm chủ các ngươi, có thể hay không có một loại cảm giác thành tựu đâu. Tần gia người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng chưa làm minh bạch, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 979 chết mà sống lại. Tần Phong cùng Tần lão tiên sinh vừa rơi xuống đất, nháy mắt bị vài tên tuần bộ vây quanh. Tuần bộ đội trưởng sắc mặt khó coi đã đi tới, hai ngày này thời gian, bọn họ các loại phỏng đoán, các loại điều tra, tăng ca thêm giờ, lật xem vô số cùng Tần gia có quan hệ tư liệu, chính là vì đi tìm một chút manh mối, kết quả cuối cùng là, chính là này hai người tự đạo tự diễn một vở diễn. Tuần bộ đội trưởng sắc mặt khó coi mở miệng, Tần tiên sinh, ta hy vọng các ngươi có thể liền chuyện này, cấp ra một lời giải thích. Tần Phong cùng Tần lão tiên sinh liếc nhau, trong mắt đều mang theo hoảng loạn. Ai đều không biết nên như thế nào mở miệng. Mà Tấn Nguyên Uy cùng Tấn Hàng hai cha con, trong mắt tắc đều tràn ngập nghi hoặc, việc này, bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới, nguyên bản tưởng liền chuyện này tới vụ oan hãm hại Lâm gia, chọc giận Trương Huyền, lại không nghĩ rằng, lần này án mạng, thế nhưng là chết giả. Tấn Nguyên Uy hướng Tấn Hàng đánh cái thủ thế, Tấn Hàng hiểu ngầm gật gật đầu, chậm rãi chiều Tấn Nguyên Uy kia đi đến. Tấn Nguyên Uy ra tiếng nói, náo loạn nửa ngày. Việc này đều là hiểu lầm, ta này nhi tử cũng là phá án sốt ruột, Trương đảo chủ, lần này sự, tính chúng ta không đúng, tìm một cơ hội, nhất định hướng ngươi nhận lỗi. Tấn Nguyên Uy tuyệt đối xưng được với là có được giãn được, trước vài phút, còn cùng Trương Huyền gấp đến đỏ mắt tình, giờ phút này thấy tình thế không đúng, lập tức bồi thượng một bộ gương mặt tươi cười. Hiểu lầm, Trương Huyền nhướng mày. Tấn Nguyên Uy liền nói, đúng đúng đúng, là hiểu lầm, ha ha, Trương đảo chủ, lần này sự. Thật là lũ lụt vọt Long Vương miếu a. Tấn Nguyên Uy nói xong, mang theo Tấn Hàng, liền chiều Tần gia đại viện cửa đi đến. Đương hai người mới vừa đi đến Tần gia đại viện trước cửa, dục ra đại viện là lúc, một thanh màu bạc trường thương, mang theo một đạo hàn mang, từ Tấn Nguyên Uy phía sau đánh úp lại, tự hai người bả vai khe hở chi gian xuyên qua, thẳng tắp cắm ở Tần gia đại viện trước cửa, ngăn trở hai người đường đi. Tấn Hàng sợ tới mức đầy đầu mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới thân thể vạn nhất nghiêng một chút nói, này trường thương, chỉ sợ cũng muốn đem hắn chát cái đối xuyên. Tấn Nguyên Uy bất động thanh sắc lau đi cái trán toát ra mồ hôi mỏng, quay đầu quay người, nhíu mày hướng Trương Huyền nói, Trương đảo chủ, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ a. Trương Huyền đôi tay ôm ngực, vẻ mặt nhẹ nhàng nói, ta chỉ là cảm thấy, việc này hẳn là không phải hiểu lầm đơn giản như vậy. Không phải hiểu lầm, ngươi muốn nói cái gì? Tấn Nguyên Uy một bên hỏi. Một bên hướng Tấn Hàng không ngừng điệu bộ, Tấn Hàng trộm lấy ra di động, mở u bàn tay ở sau người, ở trên màn hình di động không ngừng điểm. Ha ha, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, cất bước chiều Tấn Nguyên Uy hai cha con đi đến, đồng thời trong miệng nói, người nhi tử vụ oan hãm hại ông nội của ta, các ngươi liền tính toán dễ dàng như vậy đi rồi. Vụ oan hãm hại, Tấn Hàng sắc mặt không khỏi biến đổi. Tấn Nguyên Uy ánh mắt lộ ra một mặt ngưng trọng, ta không rõ người đang nói cái gì. Tấn Nguyên Uy tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn tay, đã sờ hướng chính mình sau eo, ở kia treo một khẩu súng lục, Tấn Nguyên Uy đã làm tốt tùy thời trở mặt chuẩn bị. Trương Huyền ánh mắt nhìn về phía Tần gia ngoài đại viện, hướng một chiếc ngừng ở đại môn chỗ không xa xe thương vụ thượng hô to một tiếng, ra ra, xuất hiện đi. Trương Huyền thanh âm này vừa ra, Lâm Thanh Hạm mọi người, đồng thời thân thể chấn động. Cái gì, Tấn Hàng đương trường phát ra một tiếng kinh hô, đồng dạng chiều ngoài cửa lớn nhìn lại. Liền thấy, kia chiếc xe thương vụ cửa xe mở ra, Bạch Trì cùng Tương Lai từ bên trong xe chui ra tới, hai người xuống xe sau, đứng ở cửa xe trước,
đem bên trong xe một lão giả nâng ra tới, bị Bạch Trì cùng Tương Lai nâng ra tới người, đúng là Lâm Chính Nam. Nhìn thấy Lâm Chính Nam nháy mắt, Lâm Thanh Hạm hưng phấn phát ra một tiếng hô to, ra ra. Lâm Kiến Vũ đám người, cũng tất cả đều mặt lộ vẻ kích động thần sắc. Tại đây trong nháy mắt, Tấn Hàng thất thanh mà ra, không có khả năng. Như thế nào, thực kinh ngạc, Trương Huyền vẻ mặt tươi cười nhìn Tấn Hàng, rõ ràng là ngươi tự mình nhổ ống dưỡng khí, đúng không? Họ Trương, ngươi đừng ngậm máu phun người. Tấn Nguyên Uy đem Tấn Hàng hướng chính mình phía sau lôi kéo, hét lớn. Tấn Nguyên Uy giống xong, lôi kéo chính mình nhi tử, trốn giống nhau, liền tưởng hướng ngoài đại viện mặt chạy. Mà Bạch Bào khách lúc này, đã đổ ở đại viện trước cửa, một lần nữa nắm lên kia đem ngân thương, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tấn Nguyên Uy hai cha con. Trương Huyền thanh âm chậm gì gì vang lên, ta không mở miệng, hai người ai đều không chuẩn đi. Họ Trương, người đây là tưởng hạn chế cửu cục nhân viên công vụ tự do thân thể. Tấn Nguyên Uy trái lại chất vấn. Nhân viên công vụ, Trương Huyền trong miệng niệm ra này bốn chữ, lập tức liền không phải, Tương Lai, đem đồ vật phát một chút đi. Tần gia đại viện trước cửa, nâng Lâm Chính Nam đi tới Tương Lai gật gật đầu, lấy ra di động, liền thấy nàng ở trên di động liền điểm vài cái. Ngay sau đó, ở đây mọi người di động, đều ở cùng thời gian vang lên, bọn họ lẫn nhau liếc nhau, lấy ra chính mình di động vừa thấy, mỗi người, đều thu được một cái video liên tiếp. Cái này video này đây một cái góc chết chụp lén, video nội hoàn cảnh, chính là Lâm Chính Nam sở trụ phòng bệnh, video chung, Lâm Chính Nam còn nằm ở trên giường, lâm vào hôn mê giữa. Đường video mở ra không vài giây sau, liền nhìn đến, Tấn Hàng đi vào phòng bệnh giữa, tướng môn khóa chết, theo sau đem bàn tay đến Lâm Chính Nam trước mũi, nhẹ nhàng chạm vào rớt Lâm Chính Nam thua oxy quản, theo sau từ trong túi lấy ra một phen chủy thủ, nhét vào Lâm Chính Nam trong tay, trong miệng còn nhắc mãi, muốn trách, liền trách người Lâm ra cái kia con rể. Cái này video, ở đây toàn bộ viên, Lâm ra mọi người, Tần ra mọi người, bao gồm Tấn Hàng mang đến những cái đó cửu cục thành viên, tất cả đều xem rành mạch, đông đảo cửu cục thành viên, tất cả đều là một bộ không dám tin tưởng bộ dáng chiều Tấn Hàng nhìn lại. Hảo a, ngươi cái vương bát đản, là ngươi cố ý mưu hại ông nội của ta, ta hắn sao lộng chết ngươi. Vừa mới bị tuần bộ đội trưởng ấn đến trên mặt đất Lâm Xuyên, hét lớn một tiếng, nhéo nắm tay chiều Tấn Hàng phóng đi. Tấn Hàng sắc mặt, khó coi phảng phất có thể thích ra thủy tới giống nhau, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, chính mình sở làm hết thảy, thế nhưng bị người toàn bộ ký lục xuống dưới, cái này che giấu lên camera, khẳng định là sớm có chuẩn bị. Ta đã sớm nói cho ngươi, Trương Huyền cười ngâm ngâm nhìn Tấn Hàng, nếu muốn làm loại này hãm hại xiếc, ngươi nên đem sự tình làm được tích thủy bất lậu. Lâm Xuyên vò tới Tấn Hàng trước người, huy khởi một quyền, lại bỗng nhiên lăng ở nơi đó, tối om họng súng, nhắm ngay Lâm Xuyên đầu, phát ra một trận hàn ý. Tấn Nguyên Uy cầm trong tay súng lục, tay phải ngón trỏ đặt ở cò súng chỗ, người đụng đến ta nhi tử một chút ngươi thử xem. Một đạo mồ hôi lạnh theo Lâm Xuyên mặt sườn chảy xuống, Lâm Xuyên dùng sức nuốt khẩu nước bọt, vừa mới chuẩn bị ra tiếng, đã bị một trận đỏ tươi ấm áp tiệm vẻ mặt. Một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết truyền tiến Lâm Xuyên lỗ tai. Tấn Nguyên Uy lấy thương tay rớt ở một bên, mà hắn bản nhân, tắc liên tiếp lùi mấy bước, tay trái bắt lấy chính mình cánh tay phải, ở Tấn Nguyên Uy cánh tay phải cùng thủ đoạn liên tiếp địa phương, hoàn toàn tách ra, máu tươi không ngừng từ bên trong phun ra. Tay của ta, tay của ta, Tấn Nguyên Uy hít hà một hơi, sắc mặt trắng bệch. Chương 980 người lương thiện thân phận. Ở trước mặt ta, không cần lấy thương, đối với người nhà của ta. Trương Huyền thanh âm vang lên, thanh âm này giữa, mang theo một cổ hàn ý, làm người không cấm phát run. Bạch Bào khách hét lớn một tiếng, Tấn Nguyên Uy, Tấn Hàng. Người hai cha con cấu kết ngoại cảnh thế lực, phá hư cục nội liên minh quan hệ, phụ oan giá họa Ngân Châu Lâm Thị Lâm Chính Nam, hiện ta lấy cửu cục trưởng kiếm sử chi danh, từ bỏ các ngươi hai người bên trong chức vụ. Tấn Hàng sắc mặt đã như cho tàn giống nhau khó coi. Chấp kiếm người ở đâu? Bạch Bào khách hét lớn một tiếng. Những cái đó nguyên bản bị che ở Tần ra ngoài đại viện chấp kiếm người, tất cả đều vọt tiến vào. Bắt lấy Tấn Nguyên Uy hai cha con. Bạch Bào khách ra lệnh một tiếng, chấp kiếm người sôi nổi chiều Tấn Nguyên Uy hai cha con phóng đi, căn bản mặc kệ Tấn Nguyên Uy lúc này đã cụt tay, trực tiếp đem này bắt lấy. Những cái đó đi theo Tấn Hàng mà đến cửu cục thành viên, yên lặng nhìn này hết thảy, vẫn không nhúc nhích, Tấn Hàng cách làm, đã hoàn toàn trái với cửu cục quy củ, bọn họ là Tấn Hàng thủ hạ, nhưng sẽ không bởi vì Tấn Hàng,
đi phản loạn cửu cục. Lúc này, hết thảy sự tình, đã chân tướng đại bạch, Tần gia hai người, là giả chết, việc này căn bản là không có hung thủ. Lâm Chính Nam, cũng là bị người hãm hại. Tuần bộ đội trưởng đi nhanh chiều Trương Huyền đi tới, hướng Trương Huyền duỗi tay, Trương tiên sinh, hạnh ngộ. Trương Huyền cười lớn một tiếng, phản nắm lấy đối phương tay, lần này cũng là ít nhiều ngươi, bằng không như thế nào có thể làm họ Tấn dễ dàng như vậy thượng câu đâu. Kỳ thật, chuyện này, từ đầu tới đuôi, Tấn Hàng đều xem nhẹ một cái rất quan trọng vấn đề, đó chính là Trương Huyền địa vị. Lấy Trương Huyền thân phận mà nói, Lâm gia ở cùng Tần gia tiếp xúc lúc sau, ra như vậy sự, cái thứ nhất tìm tới Trương Huyền, đều không phải là Tấn Hàng mang đi phiền toái, mà là cửu cục cao tầng. Ở Tấn Hàng tới tìm phiền toái phía trước, Trương Huyền cũng đã cùng cửu cục cao tầng tiếp xúc, đồng thời lại cùng Đô Thành tuần bộ sinh ra liên hệ, Trương Huyền đêm đó đêm thăm Tần gia, cố ý hủy diệt tuần bộ trên mặt đất họa dấu vết, này đó, đều là cùng tuần bộ đội trước tiên giao thiệp quá. Vừa mới, tuần bộ đội trưởng cũng là phối hợp Trương Huyền ở diễn một vở diễn mà thôi. Đến nỗi Lâm Chính Nam chết giả, đồng dạng là Trương Huyền an bài, Trương Huyền đêm đó, đi thăm Lâm Chính Nam, hơn nữa Trương Huyền đã đoán được, sẽ có người từ Lâm Chính Nam bên này xuống tay, bao gồm bạch bào khách, đều là ở Trương Huyền an bài hạ chạy về Đô Thành. Chỉnh chuyện, từ đầu tới đuôi, Trương Huyền tuy rằng bị nhốt ở cửu cục phòng thẩm vấn nội cả ngày thời gian, nhưng bên ngoài phát sinh sở hữu sự tình, bao gồm Tấn Hàng động tác, đều ở Trương Huyền tính toán giữa. Trương Huyền vẫn luôn ẩn nhẫn, bất quá là tưởng chờ phía sau màn cá lớn lộ ra mặt nước, đương hết thảy trần ai lạc định, Tấn Hàng phải cho Lâm Thị định tội khi, Tấn Nguyên Uy liền ra tới. Lâm gia, Lâm Chính Nam chết mà sống lại, mỗi người đều hỉ cực mà khóc, ở biết Lâm Chính Nam chết đi kia trong nháy mắt, bọn họ thật sự đều cảm giác có chút tuyệt vọng. Lâm Chính Nam trấn an Lâm gia mọi người sau, đi nhanh chiều Tần gia bên kia đi đến. Tần lão tiên sinh, người với ta Lâm Chính Nam có ân, lần này sự, ta Lâm Chính Nam không truy cứu, liền tương đương với ân tình đã còn, từ nay về sau, ta Lâm Chính Nam lại không nợ Tần gia bất luận cái gì. Lâm Thanh Hạm hỏi ra trong lòng nghi hoặc, ra ra, công ty tài khoản thượng bị chuyển đi 800 triệu, cái này tài khoản chỉ có Lâm Thị chủ tịch có thể vận dụng, là ngươi làm sao? Đúng vậy, Lâm Chính Nam gật gật đầu, này bút khoản tiền, là ta thao tác, cụ thể tình huống, liền không cần nhiều lời nữa. Lâm Thanh Hạm nghe vậy, gật gật đầu, Lâm Chính Nam nếu đều nói như vậy, nàng cũng liền không cần thiết rối rắm những cái đó, dù sao Lâm Thị chướng thượng kim ngạch cũng không có thấy giảm bớt. Hiện tại chỉ là có 800 triệu bị đông lại mà thôi, chờ lần này sự tình giải trừ, này 800 triệu tự nhiên tuyết tan. Tần lão tiên sinh sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lâm Chính Nam, lần này sự, là hắn tỉ mỉ kế hoạch, Lâm Thị chướng thượng bị hoa đi kia 800 triệu, đã tới rồi hắn lén sáng lập quỹ hội giữa, đương 800 triệu đến chướng nháy mắt, cái kia quỹ hội liền toàn diện gạch bỏ, căn bản cha không đến kia 800 triệu đi đâu. Mà Tần lão tiên sinh chuyển cấp Lâm Thị 800 triệu, đem ở đông lại lúc sau, Lâm Thị sẽ tự giết người mưu tài tội danh, trả về cấp Tần gia. Kết quả là, Tần lão tiên sinh cùng Tần Phong chỉ cần một lần giả chết, là có thể thu lợi 800 triệu cách xù, chờ lần này xong việc, thay hình đổi dạng, lại là một cái có thể so với Tần gia ngón tay cái quật khởi. Nhưng hiện tại, sự tình bại lộ, Tần lão tiên sinh còn trên lưng như vậy một cái tội danh. Kết quả này, đối với nguyên bản đã kế hoạch tốt Tần lão tiên sinh mà nói, phi thường không hài lòng. Tần lão tiên sinh nhìn chằm chằm đứng ở cách đó không xa Trương Huyền, ánh mắt lộ ra hận ý, nếu không phải hắn, lần này sự tình, hẳn là đã mau kết thúc, bất quá cũng may, lúc này đây tuần bộ đội vô pháp cho chính mình định nghĩa bất luận cái gì tội danh, một cái giả chết, hướng lớn nói, tội danh gì đều có thể phán, hướng nhỏ giảng, bất quá là cùng bằng hữu chỉ đùa một chút, Tần lão tiên sinh có tự tin. Chính mình lúc này đây, có thể đem chuyện này nhỏ nhất hóa, kết quả là tổn thất, bất quá là một tràng biệt thự mà thôi. Điểm này tài sản đối với Tần gia loại này quái vật khổng lồ mà nói, cũng không tính cái gì. Sự tình đã giải quyết, Lâm gia mọi người cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu, bọn họ thực mau đính hảo hành trình, hôm nay liền chạy về Ngân Châu, nguyên bản tưởng lưu tại Đô Thành quá một cái năm, hiện tại bọn họ là một khắc đều không nghĩ tại đây nhiều đãi. Đông đảo tuần bộ chụp chút ảnh chụp sau, cũng sôi nổi rời đi. Đưa người đi xong, Tần lão tiên sinh lấy ra di động, bát thông cái dãy số, trầm giọng nói, đem chứng quay lại Tần gia hộ thượng đi. Trong điện thoại truyền đến một đạo nghi hoặc thanh âm, lão gia, kia bút chứng, ngày hôm nay buổi sáng không phải làm người toàn quyên sao. Tần lão tiên sinh trong lòng,
tức khắc lòe ra một tia dự cảm bất hảo, cái gì ta làm người toàn quyền? Hôm nay buổi sáng, ngài cho chúng ta phát tới tin tức, làm chúng ta toàn quyền à? Trong điện thoại lại lần nữa truyền ra đáp lời. Như vậy trả lời, làm Tần lão tiên sinh tâm một chút liền té ngã đáy cốc, ta vô tâm tình cùng ngươi nói giỡn. Lão gia, ta, trong điện thoại người nọ không biết như thế nào trả lời, cách điện thoại, đều có thể cảm giác được hắn có một cổ nghẹn khuất ở bên trong. Tần ra ngoài đại viện, Trương Huyền ngồi ở chạy tới sân bay trên xe, mặt lộ vẻ ý cười. Ngồi ở Trương Huyền bên cạnh Lâm Thanh Hạm giống như một cái tò mò bảo bảo nhìn Trương Huyền, lão công, ngươi trộm nhạc cái gì đâu a? Như vậy vui vẻ. Trương Huyền mặt mang tươi cười, tặng Tần ra một phần đại lễ. Lâm Thanh Hạm vẻ mặt nghi hoặc, đại lễ, cái gì đại lễ? Lâm Thanh Hạm là hiểu biết Trương Huyền, chọc tới Trương Huyền người, giống nhau kết cục đều sẽ thực thảm, Trương Huyền cũng sẽ không như vậy hảo tâm đưa cho Tần ra cái gì đại lễ. Trương Huyền vươn một ngón tay, một cái người lương thiện thân phận. Người lương thiện, Lâm Thanh Hạm lẩm bẩm này hai chữ. Tần ra đại viện trước, mười mấy chiếc xe tư gia chen chúc tới, đường xe còn không có đình ổn, cửa xe liền mở ra, có thể nhìn đến, rất nhiều phóng viên giả dạng người từ trên xe vọt xuống dưới, trong tay cầm microphone, vai kháng camera nhằm phía Tần ra đại viện nội. Tần lão tiên sinh, về ngài lần này không ràng buộc quyên ra Tần ra toàn bộ tài sản 800 triệu sự tình. Chương 981 chạy. Tần ra trong đại viện, ùa vào vô số phóng viên. Tất cả đều ở phỏng vấn dò hỏi về Tần gia không ràng buộc quyên ra 800 triệu sự. Tần gia mọi người nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, tất cả đều mắt choáng váng. Quyên ra 800 triệu, Tần gia tổng cộng tài sản, cũng bất quá 800 triệu mà thôi, này vẫn là tính thượng các loại bất động sản, cổ phiếu, nếu đem 800 triệu quyên, Tần gia còn thừa cái gì? Cái gì đều không dư thừa, thậm chí liền bọn họ hiện tại sở trụ cái này trang viên trước đỉnh siêu xe, đều lưu không được. Tần gia này cây đại thụ, sẽ ầm ầm sập, mà bọn họ sở có được hết thảy, siêu xe, nhà Tây, cũng tất cả đều sẽ biến mất, bọn họ sẽ từ một người hâm mộ hào môn, biến thành lại bình thường bất quá người thường, thậm chí đương Tần gia 800 triệu quyên ra sau, bọn họ ở Đô Thành, đều mua không nổi một bộ giống dạng phòng ở. Tần gia mọi người đem khó hiểu ánh mắt chiều Tần lão tiên sinh đầu đi, ở Tần gia, có thể làm ra lớn như vậy quyết định người. Chỉ có một. Giờ phút này, Tần lão tiên sinh sắc mặt trắng xanh, mồ hôi đã làm ướt hắn phía sau lưng, trước mắt phát sinh hết thảy, đã hoàn toàn vượt qua kế hoạch của hắn. Mấy chiếc phía chính phủ xe ở Tần gia đại viện trước cửa dừng lại. Phía chính phủ người cầm cờ thưởng, giờ thật lớn biểu ngữ đi đến, biểu ngữ thượng, thình lình viết về lần này Tần gia không ràng buộc quyên ra 800 triệu sự tình. Phía chính phủ người phụ trách cười miệng đều khép không được. Ở hắn quản hạt địa phương phát sinh loại này đủ để kinh động toàn cầu sự, đối hắn về sau con đường làm quan tới nói, kia chính là thật lớn trợ giúp a, Tần lão tiên sinh, ngài là cái vĩ nhân, xin nhận ta nhất bái. Vĩ nhân hai chữ, nghe vào Tần lão tiên sinh trong tai, là như vậy chói tai. Này hết thảy sự tình, đều là Trương Huyền tùy tay làm. Người ở bên ngoài trong mắt, Tần gia là quái vật khổng lồ, là một tôn cự phách, không thể lay động. Nhưng ở Trương Huyền trong mắt, muốn phá đổ một cái Tần gia, hắn có vô số loại phương pháp. Ở cùng Lâm Chính Nam nói chết giả kế hoạch thời điểm, Trương Huyền liền từ Lâm Chính Nam trong miệng biết được Tần lão tiên sinh làm Lâm Chính Nam bang vội. Trên thực tế, đây là một cái phi thường cấp thấp mánh khóe bịp người, nhưng vừa lúc, Lâm Chính Nam là một cái trọng tình nghĩa người, hắn lựa chọn tin tưởng Tần lão tiên sinh, nhưng Trương Huyền nhưng không như vậy tưởng, cho nên, Trương Huyền liền tới rồi cái thuận nước đẩy thuyền. Làm tương lai hắc tiến Tần gia bên trong hệ thống, dùng Tần lão tiên sinh danh nghĩa hạ đạt mệnh lệnh, đem kia nguyên bản dùng để vòng tiền quỹ hội, biến thành chân chính quỹ hội, 800 triệu, toàn bộ quyên ra. Một cái sừng sững nhiều năm thế gia, liền ở Trương Huyền này vô cùng đơn giản một câu chung, hoàn toàn rời khỏi Đô Thành sân khấu. Về Tần gia sự, Trương Huyền không có lại để ý tới, loại này tiểu nhân vật, căn bản không đáng hắn động cái gì tâm tư, Trương Huyền chân chính địch nhân. Là những cái đó giấu ở âm thầm, muốn quấy toàn bộ thế giới thay đổi bất ngờ đại cá sấu. Đô Thành sân bay, một chiếc xe dừng lại. Lâm gia mọi người từ trên xe xuống dưới. Lúc này đây Đô Thành hành trình, có hảo cũng có hư. Tần gia tính kế, làm Lâm Chính Nam trong lòng thực không thoải mái. Cho tới nay, Tần lão tiên sinh đều là hắn sở kính trọng người. Chỉ sợ lần này sự, có thể làm Lâm Chính Nam hoãn tốt nhất một trận. Mà Lâm Thanh Hạm,
lại là ở đô thành bên này tìm được rồi tốt hợp tác đồng bọn. Lâm tiến sân bay trước, Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm nói, lão bà, các ngươi trước thượng phi cơ đi, ta có chút việc xử lý, chờ hạ liền sẽ lại đây. Lâm Thanh Hạm há miệng thở dốc, cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu, không có ra tiếng, bởi vì nàng biết, Trương Huyền muốn đi làm sự, chính mình không thể giúp một chút vội, loại này cảm giác vô lực, làm Lâm Thanh Hạm phi thường không thoải mái, nàng không nghĩ mọi chuyện đều dựa vào Trương Huyền, lại ở Trương Huyền gặp được vấn đề thời điểm, chính mình từ đầu tới đuôi, chỉ có thể nói ra một câu chú ý an toàn. Trương Huyền như là nhìn ra nữ nhân ý nghĩ trong lòng, vỗ vỗ Lâm Thanh Hạm bả vai nói, lão bà, đừng nghĩ nhiều, nếu không có ngươi, liền không có hôm nay ta. Lâm Thanh Hạm nghe được lời này sửng sốt, lão công, ta không hiểu. Đúng lúc vào lúc này, Trương Huyền di động tiếng chuông vang lên, Trương Huyền vội vàng nói một câu về sau tự cấp ngươi giải thích, theo sau quay đầu liền đi. Nhìn Trương Huyền rời đi, Lâm Kiến Vũ đi đến Lâm Thanh Hạm bên người, ra tiếng hỏi, Thanh Hạm, tiểu Trương hắn rốt cuộc là người nào, hắn hôm nay biểu hiện. Hôm nay, Trương Huyền cầm trong tay ngân thương, nhảy 4 mét, lấy một mình chi lực, trực tiếp phá hủy một tràng biệt thự, như vậy năng lực, chẳng sợ điện ảnh, cũng chỉ có khoa học viễn tưởng điện ảnh dám như vậy diễn. Lâm Thanh Hạm che miệng cười, ba, cái này tới cửa con rể, chính là ngươi lúc ấy cho ta chiêu a, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, như thế nào liền đem hắn cấp chiêu thượng, chẳng lẽ lúc ấy ngươi cấp Lâm Thị chiêu tới cửa con rể thời điểm, liền hắn một người tới sao? Lâm Kiến Vũ nghe vậy sửng sốt, ánh mắt lộ ra suy tư bộ dáng, suy nghĩ nửa ngày mới ra tiếng, nghe ngươi như vậy vừa nói, hình như là như vậy, lúc ấy ta đem chiêu tế tin tức phát ra đi, là tới rất nhiều người, trong đó không thiếu có một ít ưu tú nhân tài, mà khi ta gọi điện thoại thông chi thời điểm, những cái đó phía trước rất có ý đồ người, tất cả đều cự tuyệt, đến cuối cùng chỉ còn tiểu Trương một cái, nguyên bản ta còn không có nghĩ lại, nhưng ngươi như vậy vừa hỏi, việc này giống như thực sự có chút cổ quái. Lâm Thanh Hạm nhìn về phía phương xa, Trương Huyền vừa mới đi xa phương hướng, trong miệng lẩm bẩm, ngươi nói không có ta, liền không có hiện tại ngươi, ngươi là chuyên môn tới tìm ta sao, ta Lâm Thanh Hạm rốt cuộc có tài đức gì, đáng giá ngươi không màng thân phận, ở rể Lâm gia, lúc trước nhận hết xem thường. Bên kia Trương Huyền, lấy ra vang cái không ngừng di động, trực tiếp tiếp khởi đặt ở bên tai, đối phương còn không có hé răng, hắn liền mở miệng hỏi nói, thế nào, cái kia họ Tấn chạy sao? Sư thúc, cùng ngươi đoán trước giống nhau như đúc. Bạch bào khách thanh âm từ điện thoại chung vang lên, ta làm người áp giải họ Tấn hai cha con hồi cửu cục, trên đường chuyên môn để lại một cơ hội, hai người bọn họ đã bị người cướp đi. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, các ngươi hiện tại không cần tiếp tục cùng đi xuống, ta sẽ làm tương lai đi tỏa định hai người bọn họ vị trí, ngươi hiện tại mau hồi cửu cục, cùng lão gia hỏa kia tâm sự đi, các ngươi cửu cục bên trong, chỉ sợ đã sớm không sạch sẽ lạc, kế tiếp, các ngươi nhưng có vội. Minh Bạch. Bạch bào khách đáp một tiếng, cắt đứt điện thoại. Điện thoại cắt đứt sau, Trương Huyền lại cùng tương lai sinh ra liên hệ, hắn ở Tần gia đại viện thời điểm, cũng đã cấp Tấn Nguyên Uy hai cha con thả nano truy tung nghi. Lão đại, bọn họ khoảng cách ngươi không xa, ở sân bay bên ga tàu cao tốc, định vị ta chia ngươi. Thời khắc nhìn chằm chằm hắn hai. Trương Huyền nói xong, ngắm mắt di động thượng định vị, nhích người chiều ga tàu cao tốc mà đi. Đô thành làm hè oi bức quan trọng nhất thành thị. Một thân lưu lượng đại đáng sợ, đặc biệt là tại đây cửa ải cuối năm, bên trong thành không bao nhiêu người, nhưng ga tàu cao tốc, so với tiết ngày nghỉ điểm du lịch còn muốn chỉ sợ, xếp hàng mua phiếu, đảo phiếu, đánh xe, nghỉ ngơi, chỗ nào cũng có. Vọt vào ga tàu cao tốc, liếc mắt một cái liền nhìn đến đếm không hết dòng người chen chúc xô đẩy. Một đạo thân ảnh từ Trương Huyền bên cạnh chợt lóe mà qua, lưu lại một câu, truyền tiến Trương Huyền trong tai, cùng ta tới. Chương 982 ngươi cho rằng ta dựa vào là cái gì? Trương Huyền liếc nói chuyện người liếc mắt một cái, chỉ nhìn đến đối phương bóng dáng, đi theo đối phương phía sau, tại đây dòng người chen chúc xô đẩy ga tàu cao tốc trung tế tới tế đi, trải qua một cái quẹo vào sau, đi vào một cái hút thuốc thính, hút thuốc đại sảnh mặt cũng là đứng đầy người. Lúc này, đi ở Trương Huyền trước người người dừng lại bước chân, xoay người lại, rõ ràng là cửu cục mặt khác một vị trưởng kiếm sử, cự kiếm. Cự kiếm hướng Trương Huyền cười cười, thấp giọng nói, về Tấn Nguyên Uy sự, ta đã được đến tin tức, Nhất Ca đã sớm phát hiện hắn có không thích hợp địa phương, lần này mượn cơ hội này, đem hắn đào ra tới, đối chuyện này, Nhất Ca làm ta cho ngươi nói tiếng xin lỗi, ta người vẫn luôn đều âm thầm đi theo hai người bọn họ. Ngươi đem ta mang đến nơi này mục đích là cái gì? Trương Huyền ra tiếng hỏi.
Tưởng cùng ngươi nói rõ, cùng lần trước các ngươi Quang Minh đảo xử lý ra sự giống nhau, lần này sự, cũng là chúng ta cửu cục bên trong sự tình, nhất ca ý tứ, hy vọng ngươi không cần lại ra tay, mặc kệ nói như thế nào, đương ngươi đem hai người bọn họ giao cho bạch bào khách thời điểm, chẳng khác nào đem hai người bọn họ giao cho cửu cục trên tay, ngươi nếu lại ra tay, việc này truyền ra đi nói, ngươi sẽ làm chúng ta thật không tốt làm. Trương Huyền cười cười, nói đến cùng, các ngươi là không nghĩ làm ta tham dự việc này lạc. Không tồi, cự kiếm không chút nào che giấu gật đầu, bất quá ngươi yên tâm, hai người bọn họ nếu làm ra như vậy sự, nhất ca cũng tuyệt đối sẽ không làm hai người bọn họ hảo quá. Lời nói ta liền nói đến nơi đây, hiện tại hai người bọn họ lập tức liền phải lên xe, nếu tới rồi trên xe lại động thủ, ảnh hưởng quá lớn, ngươi muốn thật sự không yên tâm, đại nhưng theo kịp. Cự kiếm nói xong này đó, quay đầu đẩy cửa đi ra gian hút thuốc. Trương Huyền nghiêng đầu suy nghĩ vài giây sau, bước nhanh đuổi kịp. Nhìn dáng vẻ, người vẫn là không tin chúng ta, cửu cục tuy rằng không bằng thần ẩn hội như vậy đem chính mình đặt ở chúa cứu thế vị trí thượng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bên trong người vi phạm pháp lệnh, rốt cuộc chúng ta là lệ thuộc với phía chính phủ. Cự kiếm quan tướng phương hai chữ cắn thực trọng. Trương Huyền nhún vai, Tấn Nguyên Uy phía trước, cũng là lệ thuộc với phía chính phủ. Người tùy tiện đi, cự kiếm nói một tiếng, không ở cùng Trương Huyền giải thích, đi nhanh chiều đài ngắm trăng đi đến. Trương Huyền bĩu môi, đi theo cự kiếm phía sau, theo cự kiếm đi nhanh mà đi. Trong lúc, tương lai không ngừng đem Tấn Nguyên Uy hai cha con mới nhất định vị chia Trương Huyền nhìn đến, cự kiếm muốn dẫn hắn đi địa phương, cùng Tấn Nguyên Uy hai cha con hiện tại định vị giống nhau như đúc. Vài phút sau, Trương Huyền đi theo cự kiếm đi lên đài ngắm trăng, trước mắt người dần dần trở nên thiếu lên, thậm chí đều bắt đầu trống trải, cửu cục ở nào đó phương diện, là có được nhất định đặc quyền. Lúc này lữ khách căn bản là không thể đi lên đài ngắm trăng. Từ một người đầu chen chúc địa phương, đột nhiên thấy trước mắt trở nên trống trải lên, sẽ cho người một loại nho nhỏ không thích ứng cảm giác. Thượng đài ngắm trăng, cự kiếm tốc độ đột nhiên bắt đầu trở nên nhanh lên. Đại nhân, hai người bọn họ liền ở phía trước, một người cửu cục thành viên chờ ở đài ngắm trăng thượng, thấy cự kiếm nhanh chóng chiều bên này mà đến, vội vàng hội báo. Các ngươi không cần vọng động, khẩn nhìn chằm chằm chung quanh. Đối phương dám ở chúng ta mí mắt phía dưới tiệt đi hai người bọn họ, khẳng định sẽ có tiếp ứng, bên kia sự giao cho ta. Cự kiếm mệnh lệnh một tiếng. Cửu cục người gật gật đầu, lại nhìn mắt Trương Huyền, đại nhân, hắn là. Làm hắn đi theo, cự kiếm không chút nghĩ ngợi liền nói một tiếng, theo sau không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục tăng tốc về phía trước. Đài ngắm trăng thực trống trải, Trương Huyền nhìn mắt di động, hắn nơi vị trí, đã cùng di động thượng định vị tương trùng hợp. Cự kiếm cũng vào lúc này dừng thân hình. Trương Huyền không nhanh không chậm đi theo cự kiếm phía sau. Người liền ở phía trước, đối phương nhân số còn không xác định, không biết âm thầm còn có bao nhiêu người. Cự kiếm ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm phía trước một cái chuyển biến chỗ, có thể nghĩ đến, Tấn Nguyên Uy hai cha con, tuyệt đối cũng phát hiện cự kiếm bọn họ. Cự kiếm tay đặt ở bên hông, dùng sức vừa kéo, một phen nhuyễn kiếm phát ra một tiếng, bị cự kiếm rút ra. Này nhuyễn kiếm giấu ở cự kiếm đai lưng giữa. Cự kiếm thủ đoạn run lên, trong tay nhuyễn kiếm đình chỉ, phát ra một trận hàn mang, hắn hít sâu một hơi, thủ đoạn lại phiên, theo sau bước chân vừa động, nhất kiếm đâm tới. Cự kiếm sở thứ phương hướng, lại là Trương Huyền sở chạm phương hướng. Trương Huyền mắt thấy cự kiếm chiều chính mình công tới, chẳng những không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại còn lộ ra một bộ đã sớm dự đoán được biểu tình. Cự kiếm nhất kiếm thứ hướng Trương Huyền giữa mày. Trương Huyền vươn hai chỉ, nhẹ nhàng một kẹp, vững vàng đem cự kiếm trong tay lưỡi dao sắc bén, cố định ở khoảng cách chính mình giữa mày không đến 2 cm vị trí. Cự kiếm lộ ra một mạt kinh sắc, ngươi như thế nào? Ta nói, ngươi tốt xấu cũng là cái trưởng kiếm sử, lấy ra loại đồ vật này liền tưởng tệ ta. Trương Huyền biểu lộ một bộ tức giận bộ dáng, mọi người đều là người trưởng thành rồi, trực tiếp điểm, làm tránh ở chỗ tối người, tất cả đều xuất hiện đi. Trương Huyền nói xong. Ánh mắt lộ ra một mặt hàn mang, ngay sau đó, này đem bị hắn kẹp lấy mũi kiếm nhuyễn kiếm, tấc đứt từng khúc vỡ ra tới, kia đứt gãy mảnh nhỏ, toàn bộ chiều cự kiếm đánh tới. Cự kiếm vội vàng buông ra chuôi kiếm, đồng thời lui về phía sau vài bước, nhìn kia đầy đất đoạn kiếm mảnh nhỏ, hít sâu một hơi, người sao có thể. A, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, ta tra xét Tấn Hàng cái kia ngu ngốc đế, hắn bản thân chính là một cái hành sự cao điệu người, nếu không phải Tấn Nguyên uy cấp bậc quá cao. Chỉ sợ đã sớm bị hắn này nhi tử hố đi xuống,
ngày đó chúng ta ở tứ hợp viện nội nướng BBQ, Tấn Hàng đột nhiên phái chiếc xe chở nước lại đây, tại đây phía trước, ngươi là cho quá hắn cái gì ám chỉ đi. Tỷ như, ngươi quản không được ta linh tinh nói. Cự kiếm thân thể chấn động, hắn lúc ấy, đích xác ở tứ hợp viện ngoại, cùng Tấn Hàng nói qua nói như vậy, mục đích chính là cấp Tấn Hàng ám chỉ, hiện tại bị Trương Huyền toàn đoán được. Trương Huyền lại nói, mặt sau, khi ta muốn cấp Tấn Hàng một chút giáo huấn thời điểm, ngươi lại xuất hiện, tuy rằng nói dễ nghe, nhưng ở ngươi lời nói làm thấp đi hắn nâng lên ta ý tứ, quá mức rõ ràng, lúc ấy ở đây lại như vậy nhiều người, lấy Tấn Hàng kia ngu xuẩn tính cách, khẳng định một điểm liền chúng, ngươi tưởng kích động hắn, còn không phải nhẹ nhàng. Cự kiếm thần sắc dần dần trở nên thoải mái, liền bởi vì này hai điểm, ngươi liền hoài nghi ta. Đương nhiên không phải, ngươi cho rằng ta Trương Huyền có thể sống tới ngày nay, dựa vào là cái gì? Trương Huyền đôi tay niết quyền, ở hắn quyền mặt, một cổ vô hình chi khí quanh quẩn. Trương Huyền chân bộ uốn lượn, eo lưng trước cung, giống như một con đang muốn đi săn mãnh hổ, ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên, ta vẫn luôn đều vâng chịu một cái nguyên tắc, dưới mặt đất thế giới, thà giết lầm, không buông tha. Từ ta làm bạch bào khách cấp Tấn Nguyên Uy hai cha con lưu cơ hội làm hai người bọn họ chạy kia một khắc bắt đầu, ta liền tưởng hảo, ai xuất hiện ở trước mặt ta, ta giết kẻ ấy. Cự kiếm phất phất tay, từ đài ngắm trăng góc giữa, một đạo lại một đạo thân ảnh đi ra, bao gồm vừa mới cùng cự kiếm hội báo tình huống người nọ. Tấn Nguyên Uy hai cha con từ một cái chỗ ngoặt chỗ đi ra, hai người toàn vẻ mặt hận ý nhìn chằm chằm Trương Huyền, Tấn Nguyên Uy hữu chén, bị một tầng thật dày băng gạc bao vây lại. Trương đảo chủ, chúng ta nhiều người như vậy, tất cả đều cản ngươi, ngươi muốn sát cái nào a? Cự kiếm cũng niết quyền. Trương Huyền nhẹ nhàng mở miệng, đều sát. Chương 983 xa lạ Trương Huyền. Xuất hiện ở Trương Huyền chung quanh, không dưới 40 người, có thể thấy được, này 40 cá nhân, mỗi một cái đều là hảo thủ, đặc biệt là Trương Huyền trước người cự kiếm, làm cựu cục trưởng kiếm sử, cự kiếm thực lực, cũng không so bạch bào khách muốn kém. Phải biết rằng, bạch bào khách, chính là có ngưng khí thực lực cao thủ đứng đầu, bực này thân thủ, đặt ở đương thời, xưng là đứng đầu. Cự kiếm cười lạnh một tiếng, chúng ta nơi này, tổng cộng 47 cá nhân, ngươi có thể sát mấy cái. Ta nói, toàn sát, Trương Huyền ánh mắt một lăng, xông thẳng cự kiếm phóng đi. Làm thịt hắn, cự kiếm hét lớn một tiếng, còn lại mọi người, sôi nổi tự bên hông rút ra binh khí, hướng Trương Huyền sát đi. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, Trương Huyền một người. Độc chiến 47 danh cao thủ, trong đó còn có một người ngưng khí cảnh cường giả, liếc mắt một cái nhìn lại, Trương Huyền một người, tứ phương toàn địch, làm người tuyệt vọng. Bất quá như vậy chiến đấu, ở Trương Huyền mấy năm nay trải qua giữa, thật sự là quá nhiều quá nhiều. Đài ngắm trăng phía trên, không có người ngoài, đây cũng là cự kiếm chuyên môn tuyển tốt địa phương, tính toán ở chỗ này, đem thế giới ngầm truyền kỳ hoàn toàn mai táng. Đoạn cổ tay Tấn Nguyên Uy, tay trái móc ra một khẩu súng lục. Không có lúc nào là nhắm chuẩn Trương Huyền, một khi có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự khấu hạ cò súng. Ha ha, Trương Huyền một quyền oanh lui một người, phát ra một tiếng cười to, từ Côn Luân Sơn trở về lúc sau, hắn còn không có toàn lực ra tay quá, hôm nay chiến đấu, làm hắn cảm giác phá lệ vui sướng, đồng thời, kia vẫn luôn áp lực dưới đáy lòng đồ vật, giống như được đến nào đó trình độ phóng thích. Cự kiếm trực diện Trương Huyền, là càng đánh càng kinh hãi. Hắn biết được địa ngục quân vương thực lực mạnh mẽ, cũng biết được ngày đó Trúc Thị phát sinh sự, địa ngục quân vương cường thế trở về, quét ngang tam đại thị tộc, làm tam đại thị tộc bất đắc dĩ nhận chủ, nhưng ở cự kiếm xem ra, kia tam đại thị tộc còn tồn lưu mạnh nhất cao thủ, cũng bất quá là hóa hình cảnh, chính mình thân là ngưng khí, giống nhau có thể nghiền áp, địa ngục quân vương liền tính mạnh mẽ, lại có thể mạnh mẽ đến nơi nào. Nhưng hôm nay một trận chiến, làm cự kiếm hoàn toàn nhận rõ, địa ngục quân vương, so trong truyền thuyết còn muốn khủng bố. Thả để cho cự kiếm kinh hãi chính là, trước mặt đối thủ này tuổi, bất quá hơn 20 tuổi. Đối với bình thường quyền tay hoặc là võ giả mà nói, hơn 20 tuổi có thể là bọn họ thân thể cơ năng mạnh nhất thời điểm, nhưng đối với nắm giữ khí cao thủ mà nói, hơn 20 tuổi, chỉ có thể nói là người mới học, khí sẽ thay đổi người thân thể cơ năng, tăng cường người thân thể cường độ, nếu hai người có được đồng dạng thiên phú, ở cùng tuổi luyện khí, nhiều luyện khí 10 năm người. Tuyệt đối có thể treo lên đánh vãn luyện khí 10 năm người, nhưng hiện tại, hiển nhiên không phải như vậy. Cự kiếm biết chính mình ở tuổi thượng so địa ngục quân vương muốn lớn mười mấy tuổi, đối phương hiện tại mới hơn 20 tuổi, liền có bực này thực lực, nếu làm hắn lại nhiều luyện mấy năm, sẽ trưởng thành đến tình trạng gì? Nghĩ vậy,
cự kiếm có loại bối sống nguội hắn cảm giác, thật tới rồi lúc ấy, này địa ngục quân vương, nói không chừng ở tổ chức bên trong, đều có thể bài tiến lên mấy, có thể so với 12 sao trời. Người này tuyệt đối không thể lưu, càng là nghĩ đến Trương Huyền khủng bố, cự kiếm trong lòng sát ý liền càng dày đặc, ra tay cũng càng thêm mãnh liệt. Ga tàu cao tốc nội, mọi người như cũ ở bôn ba bận rộn, ai cũng không biết, ở bọn họ lập tức liền phải bước lên đài ngắm trăng, chính tiến hành một hồi sinh tử chi chiến. Một tháng, thiên lãnh, đô thành gió lạnh gào thét. Một chiếc lại một chiếc treo thẻ vàng nhã các ngừng ở ga tàu cao tốc ngoại, đường xe mới vừa đình ổn, cửa xe liền bị nhanh chóng mở ra, vô số cửu cục thành viên từ bên trong xe vụt ra, nhanh chóng vào tới ga tàu cao tốc nội. Ga tàu cao tốc nội người, chỉ nhìn đến một đám thân xuyên chế phục người vọt vào, biểu tình ngưng trọng nhằm phía đài ngắm trăng, căn bản không biết phát sinh sự tình gì. Lên làm trăm tên cửu cục thành viên xông lên đài ngắm trăng khi, một cổ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí, bọn họ thầm kêu một tiếng không tốt, hướng về phía mùi máu tươi truyền đến địa phương phóng đi. Khi bọn hắn vào tới giờ địa phương, tuy là này đó trải qua đặc thù huấn luyện cửu cục thành viên, cũng là sắc mặt khó coi vô cùng. Hơn 40 dòng người ra máu, đã hoàn toàn nhiễm hồng mặt đất. Có thi thể ngang dọc trên mặt đất, cũng có bị lưỡi dao sắc bén đinh tới rồi trên tường. Một người đứng ở này huyết tinh giữa, chỉ là nhìn đến bóng dáng, khiến cho này tới rồi thượng trăm tên cửu cục thành viên tâm sinh hàn ý, trường hợp như vậy, là người có thể chế tạo ra tới sao? Không, không phải, là ma quỷ. Đừng nói là hơn 40 danh cao thủ, chẳng sợ chính là 40 đầu heo, 40 chỉ gà, liên tục sát đi xuống, cũng sẽ làm người buồn nôn, làm người ghê tởm. Tránh ra, đều tránh ra, một đạo giống to thanh từ phía sau truyền đến. Bạch bào khách đẩy ra mọi người, từ phía sau vọt lại đây, đường hắn nhìn đến này trước mắt vết thương khi, cũng là lăng ở nơi đó. Một cây thừa trọng trụ trước, cự kiếm bị vô số lưỡi dao sắc bén mảnh nhỏ đinh ở mặt trên, máu tươi không ngừng từ hắn trong miệng toát ra, hắn đồng tử, lỗ tai, lỗ mũi, toàn bộ đều hướng ra chảy máu tươi, mở hai mắt màu đỏ tươi, giống như địa ngục lệ quỷ giống nhau, phá lệ dọa người, hắn còn không có hoàn toàn chết, còn có ý thức. Nhưng xem hắn trái tim chỗ cắm những cái đó rậm rạp đoạn nhận, chẳng sợ hoa đà trên đời, cũng cứu không sống hắn. Hiện tại chờ đợi cự kiếm, chính là tử vong, hắn sẽ cảm nhận được chính mình sinh mệnh chậm rãi mất đi, cảm nhận được chính mình đem dần dần rời xa thế giới này, ở hắn đồng tử giữa, còn tản ra một loại không cam lòng, thân là ngưng khí cao thủ, trên thế giới này có quá thật tốt đẹp đồ vật chờ hắn đi hưởng thụ, hắn không muốn liền như vậy rời đi. Bạch bào khách thở dài một hơi. Vùng cánh tay phải, một đoạn ngân thương từ bạch bào khách cổ tay áo bắn nhanh mà ra, thẳng đến cự kiếm ngực trái mà đi. Phụt một tiếng trầm vang, ngân thương đầu xuyên thủng cự kiếm ngực, mà cự kiếm cũng vào lúc này, đầu một oai, tứ chi vô lực rũ xuống. Bạch bào khách cùng cự kiếm, đều là trưởng kiếm sử, đồng liêu lâu như vậy, hắn không đành lòng nhìn cự kiếm tại đây loại tra tấn hạ chết đi. Trương Huyền lẳng lặng đứng ở một bên, đưa lưng về phía mọi người, cái gì động tác đều không có. Sư thúc, bạch bào khách nhẹ nhàng kêu Trương Huyền một tiếng, chiều Trương Huyền trước mặt đi đến, đương bạch bào khách đi đến Trương Huyền trước mặt nháy mắt, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bạch bào khách lúc này mới thấy rõ, Trương Huyền đều không phải là đứng ở chỗ này, cái gì cũng chưa làm, ở Trương Huyền trước người, Tấn Hàng chính quỳ gối nơi này, không, chuẩn xác tới nói, Tấn Hàng hai chân, tự đầu gối dưới, đều toàn bộ bị chạm rớt, bởi vì Trương Huyền thân hình ngăn trở, mới làm còn lại người không có nhìn đến Tấn Hàng. Lúc này Tấn Hàng, há to miệng, máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn phun trào mà ra, còn bốc lên huyết phao, đầu lưỡi của hắn, bị hoàn toàn cắt rớt, hắn trên mặt, không có một khối hảo thịt. Ở Trương Huyền trong tay, chính cầm một tiểu tiết lưỡi dao sắc bén mảnh nhỏ, giống như lưỡi dao giống nhau, một chút, từ Tấn Hàng trên người cắt lấy từng khối huyết nhục. Như vậy một màn, làm bạch bào khách đột nhiên thấy một trận buồn nôn, thiếu chút nữa liền nôn mửa ra tới. Trương Huyền nghe được bạch bào khách kêu chính mình thanh âm, hắn không có ngừng tay chung động tác, như cũ từ Tấn Hàng trên người chậm rãi cắt lấy huyết nhục, chỉ là hơi hơi quay đầu, nhìn bạch bào khách liếc mắt một cái, nhẹ giọng mở miệng, có chuyện gì sao? Bạch bào khách thề, hắn chưa bao giờ có gặp qua như vậy Trương Huyền, cho hắn cảm giác, như thế xa lạ, ở bị Trương Huyền ánh mắt chăm chú nhìn nháy mắt, bạch bào khách cảm giác, chính mình phảng phất đi tới địa ngục. Chương 984 cửa ải cuối năm. Bạch bào khách nhẫn không cấm đánh cái dùng mình, sư thúc, sự tình đã kết thúc, dừng tay đi. Trương Huyền gắt gao nhìn chằm chằm bạch bào khách. Tại đây một khắc,
Bạch Bào khách thế nhưng từ Trương Huyền trong mắt, thấy được một mặt sát ý. Cũng may Trương Huyền ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, ở Tấn Hàng run rẩy hoảng sợ trong ánh mắt, Trương Huyền ném tới trong tay toái nhận, lẩm bẩm nói, nhanh như vậy liền kết thúc sao? Nghe Trương Huyền ngữ khí, giống như còn có một loại chưa đã thèm cảm giác ở bên trong. Bạch Bào khách nhìn về phía Tấn Hàng, trùng hợp Tấn Hàng ánh mắt cũng chiều hắn xem ra, ở Tấn Hàng trong mắt, Bạch Bào khách thấy được một loại xa cầu, một loại đối tử vong xa cầu. Bạch Bào khách từ cự kiếm thân nửa thanh ngân thương nhổ xuống, theo sau cánh tay vung, ngân thương chát xuyên Tấn Hàng trái tim. Lão đại! Một trận dày đặc tiếng bước chân vang lên, thanh âm phi thường nhanh chóng, là không ít người bước nhanh chiều bên này chạy tới. Bạch Chỉ đám người đẩy ra cửu cục đám người, vọt lại đây, đương nhìn đến này đầy đất bầm thây khi, Bạch Chỉ đám người biểu tình tức khắc ngưng trọng lên, bọn họ thấy Trương Huyền cùng Tấn Nguyên Uy mấy người định vị trọng điệp ở bên nhau hồi lâu, không yên tâm liền lại đây nhìn xem. Bạch Chỉ cấp Tương Lai đưa mắt ra hiệu. Tương Lai gật gật đầu, lấy ra di động không ngừng điểm, thực mau, Tương Lai trên màn hình di động liền xuất hiện một bức giống như điện tâm đồ giống nhau đồ án. Cảm xúc dao động còn tính bình thường. Tương Lai nhìn thoáng qua sau, nhẹ nhàng thở ra. Còn lại người cũng yên lòng, bọn họ không để bụng đối phương đã chết bao nhiêu người, để ý, chỉ là Trương Huyền có hay không cái gì vấn đề. Bạch Bào khách hướng phía sau phất phất tay, một chúng cửu cục thành viên chạy đi lên, bắt đầu thu thập hiện trường tàn cục, nguyên bản muốn ở nửa giờ sau tiến trạm đoàn tàu, cũng thay đổi tuyến đường tới rồi một cái khác đài ngắm trăng, nơi này lấy thi công danh nghĩa bị tạm thời phong tỏa. Cửu cục người động tác thực mau. Gần không đến 3 phút thời gian, đầy đất thi thể liền biến mất vô tung, mấy chục người đi lên rửa sạch mặt đất vết máu, thực mau mặt đất liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có nồng đậm mùi máu tươi còn ở trong không khí phát ra, chứng minh nơi này vừa mới phát sinh những cái đó cũng không bình tĩnh sự. Đô thành sân bay, Lâm Thị Tư Nhân trên phi cơ, Lâm Thanh Hạ ngồi ở cửa sổ bên, dùng tay chống cằm, ngây người nhìn ngoài cửa sổ. Lão bà, nhìn cái gì đâu? Một đạo tràn ngập nhu hòa thanh âm ở Lâm Thanh Hạm phía sau vang lên. Nha, Lâm Thanh Hạm tựa như chỉ chấn kinh mèo con giống nhau, quay người lại, phát hiện Trương Huyền ở chính mình phía sau, nhìn thấy Trương Huyền nháy mắt, Lâm Thanh Hạm ánh mắt lộ ra một đạo kinh hỉ thần sắc, loại cảm giác này, thật giống như hồi lâu không thấy người yêu đột nhiên gặp mặt giống nhau, nhưng nàng hai thực tế tách ra, cũng liền một giờ, lão công, ngươi chừng nào thì trở về, ngươi như thế nào còn thay đổi thân quần áo. Trương Huyền nhún vai, tùy tiện tìm cái lấy cớ, mới vừa đi ngang qua thời điểm, có cái thi công đội, xi măng làm trên người. Hắn đương nhiên không nghĩ nói cho Lâm Thanh Hạm là quần áo trên người thượng đã dính đầy máu tươi. Tiểu Trương, người đã trở lại, chúng ta đây hiện tại xuất phát. Lâm Kiến Vũ đã đi tới, dò hỏi Trương Huyền ý tứ. Đại gia muốn cũng chưa chuyện gì liền đi thôi, đô thành tuy đại, nhưng nhà của chúng ta ở Ngân Châu A. Một trận phi cơ, từ đô thành cất cánh. Thẳng đến Ngân Châu mà đi. Tháng 1, ở cửa ải cuối năm trước, Ngân Châu nghênh đón năm nay trận đầu tuyết. Ở cái này thời gian điểm, Ngân Châu trên đường lượng người cùng dòng xe cộ đột nhiên lớn lên, cửa ải cuối năm trước, rất nhiều ra ngoài dốc sức làm người, về tới Ngân Châu này tòa tiểu thành thị. Khoảng cách ăn Tết, chỉ còn mấy ngày thời gian, trận này tuyết, cấp Ngân Châu tăng thêm không ít năm vị. Hai đồng nhóm ăn mặc thật dày áo bông, ở nhà mình trước cửa chơi tuyết đùa giỡn. Đi lên mấy chục mét, là có thể thấy một cái người tuyết đứng ở ven đường, nhìn phá lệ vui mừng. Hiện tại trên đường, đã không có luyện quán bán pháo trúc, chỉ có số rất ít quỹ đạo mặt tiền cửa hàng mới cho phép bán chút pháo gì. Buổi sáng 9 giờ, thành thị siêu thị lớn, tiếng người ồn ào, thật náo nhiệt, mọi người đều ở tranh mua hàng Tết. Lão công, lấy cái này cùng cái kia đều là một cái đồ vật, tiện nghi tam đồng tiền. Lâm Thanh Hạm từ bán chàng này đầu chạy đến kia đầu. Cầm lấy một hai kiện hàng hóa tới không ngừng đối lập. Trương Huyền đi theo Lâm Thanh Hạm phía sau, đẩy cái mua sắm xe vẻ mặt tươi cười, ai có thể nghĩ đến, cái này tính toán chi ly tam đồng tiền nữ nhân, là hiện tại hẻ oi bức thương giới đệ nhất nhà giàu số một đâu. 5.000 triệu tài sản, vượt qua đệ nhị danh tướng gần gấp đôi. Lão bà, người vừa mới buông cái kia càng tiện nghi, hơn nữa ta mới vừa đăng ký siêu thị lớn hội viên, đánh giảm giá 5%, lấy vừa rồi cái kia a. Trương Huyền cười nói, nha, Lâm Thanh Hạm che cái miệng nhỏ, vội vàng buông trong tay đồ vật, chiều chính mình vừa mới đảo qua kia một quán hóa phóng đi. Trương Huyền nhìn nữ nhân bộ dáng, trong lòng toàn là ngọt ngào, đây là hắn muốn sinh hoạt, chỉ tiếc, như vậy sinh hoạt, không dư thừa mấy ngày rồi.
chờ cái này qua tuổi xong, Trương Huyền cũng nên nhích người, đi trước thần ẩn hội. Từ siêu thị lớn ra tới, Trương Huyền bao lớn bao nhỏ xách một đống đồ vật, tay trái tay phải để tràn đầy, cũng chính là Trương Huyền thể trạng cường đại, một cây đầu ngón tay câu lấy một cái bao ni lông, đổi cái bình thường thành niên nam nhân, kia tuyệt đối là đề không dưới. Lão bà, muốn hay không mua nhiều như vậy à? Trương Huyền khóc tăng một khuôn mặt, đường, trái cây, này tiểu khu cửa không đều có bán sao? Hắc hắc, Lâm Thanh Hạm giảo hoạt cười, lão công, ta vừa mới nhìn một chút cái kia thẻ hội viên, bên trong có thể thích phân đâu, ở tiểu khu cửa mua đồ vật lại thích không được phân, cho nên liền vất vả ngươi lạp, tích phân đến 2000, có thể đổi một cái nồi đâu. Trương Huyền biểu tình sửng sốt, này đó thương trường, cũng quá hiểu biết nữ nhân tâm tư đi. Đi đến bãi đỗ xe, Trương Huyền đem trong tay đồ vật hướng trên xe một ném, lái xe chiều ra chạy tới. Lái xe Trương Huyền nhìn mắt phó tòa Lâm Thanh Hạm, hỏi, lão bà, hôm nay có nhà ai cửa hàng khai trương muốn đi cắt băng a? Hôm nay liền một nhà tiệm cơm, đuổi trong đó ngọ đi là được. Lâm Thanh Hạm nhìn hạ cổ tay trắng nõn thượng đồng hồ, trả lời nói. Từ Lâm Thị bán ra miếng đất kia sau, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, ở Ngân Châu thu mua không ít xí nghiệp, liền hiện tại Ngân Châu, không chút nào khoa trương nói, có 30% xí nghiệp, đều có Lâm Thị cổ phần. Hơn nữa này đó cổ phần chiếm so, không có nhỏ hơn 10%, hiện tại Lâm Thị, có thể nói là hoàn toàn đem Ngân Châu thương giới, biến thành chính mình thiên hạ. Ở Ngân Châu, Lâm Thị có thể tùy thời phá đổ bất luận cái gì một cái xí nghiệp, cũng có thể tùy thời nâng đỡ lên một cái xí nghiệp. Lâm Thị ở Ngân Châu địa vị, không người có thể lay động, thậm chí liền Ngân Châu giá đất, hiện tại đều theo Lâm Thị phát triển mà đi. Lâm Thị tưởng ở đâu khai phá, nơi nào giá đất, liền sẽ bạo trướng, có người nói. Lâm Thị ở Ngân Châu kiếm tiền, liền giống như ấn tiền giống nhau dễ dàng. Từ Đô Thành trở về mấy ngày nay, Lâm Thanh Hạm mỗi ngày đều vội vàng các mặt tiền cửa hàng công ty cắt băng cùng khai trương nghi thức, nhưng thật ra Lâm Thị tập đoàn bên trong công tác, không có trước kia bận rộn như vậy. Chương 985 khách sạn khai trương. Trương Huyền lái xe mang Lâm Thanh Hạm về nhà đem đồ vật buông sau, hai người thẳng đến Lục Hà khách sạn mà đi. Lục Hà khách sạn. Là Ngân Châu thị chỉ ở sau Tân Khải khách sạn 4 sao cấp khách sạn, ở đấu giá hội kết thúc ngày hôm sau, Lâm Thanh Hạm liền cố ý thu mua Ngân Châu này hai đại khách sạn, nhưng vô luận Lâm Thanh Hạm khai ra bao lớn lợi thế, Tân Khải khách sạn người phụ trách, cũng chỉ có một câu, chẳng sợ giá trên trời, này khách sạn đều sẽ không chuyển nhượng, cái này làm cho Lâm Thanh Hạm cảm thấy phá lệ hoang mang, kết quả là chỉ thu mua Lục Hà. Lâm Thanh Hạm tự nhiên không biết, này Tân Khải khách sạn sau lưng lão bản, chính là Trương Huyền. Mà Trương Huyền cũng không biết Lâm Thanh Hạm tính toán thu mua Tân Khải sự, như vậy một chút việc nhỏ, Tân Khải Tân người phụ trách căn bản là chưa cho phí lôi tư hội báo. Ở thu mua hạ Lục Hà ngày hôm sau, Lâm Thanh Hạm liền sai người tu sửa, hơn nữa là thỉnh mấy cái thi công đội, tăng ca thêm giờ, như vậy một đoạn thời gian xuống dưới, Lục Hà khách sạn, có thể nói là hoàn toàn đại biến dạng. Đầu tiên là giao thông tiện lợi, Lục Hà khách sạn bãi đỗ xe, ước chừng mở rộng gấp đôi có thừa. Chỉ là này một cái, liền cũng đủ hấp dẫn rất nhiều phía trước Tân Khải lão khách hàng. Tiếp theo, Lục Hà khách sạn môn đầu, khách sạn bên trong phương tiện, toàn bộ đổi mới, chiều khách sạn 5 sao phương hướng phát triển, hiện tại bình xét cấp bậc còn không có xuống dưới. Nếu xuống dưới, Lục Hà sẽ trở thành Tây Hạ tỉnh duy nhất một cái khách sạn 5 sao, bao gồm đầu bếp, cũng là Lâm Thanh Hạm một lần nữa đổi. Lâm Thanh Hạm tuy rằng không có thể thu mua Tân Khải, nhưng nàng lại là đem Lục Hà chế tạo trở thành một cái hoàn toàn siêu việt Tân Khải khách sạn. Đương nhiên, đối với Tân Khải khách nguồn nước và dòng sông thất loại chuyện này, Trương Huyền cùng Phí Lôi Tư đều sẽ không để trong lòng, không chút nào khoa trương nói, Phí Lôi Tư có nhọc lòng đem Tân Khải may lại thời gian, đều đủ lại kiếm mấy cái Tân Khải khách sạn đã trở lại. Lục Hà ở vào Ngân Châu trung tâm vị trí, hôm nay ngày đầu tiên khai trương, dẫn tới vô số tân lão khách hàng tiến đến. Trương Huyền nhìn trước mắt cao tới 28 lâu kiến trúc, tân sửa môn đầu, ở Ngân Châu thực sự xưng được với là khí phái. Nạm vàng biên đại môn hướng hai sườn rộng mở, xinh đẹp môn nghênh các cô nương ở trước cửa chạm thành hai bài, phục vụ sinh tất cả đều là tuấn nam mỹ nhân, chỉ là ở thị giác thượng, liền cho người ta một loại phá lệ thoải mái cảm giác. Lục Hà khách sạn trước cửa, một cái biểu ngữ từ Tây kéo đến phía Đông, cửa lãng hoa đã nhiều thành một cái vườn hoa, đều là Ngân Châu khắp nơi xí nghiệp đưa tới. Vô số siêu xe, ngay ngắn trật tự ngừng ở bãi đỗ xe nội, Lâm Thị ở Ngân Châu địa vị, tuyệt đối không có người lại nhưng lay động, cho dù là Tần Nhu Hằng Viễn, cũng trực tiếp bị Lâm Thị ném ra một mảng lớn.
Đến nỗi nửa năm trước đại gia cho rằng có thể cùng Lâm thị sánh vai Chu thị, hôm nay liền đảm đương tiểu đệ nhân vật, bận trước bận sau. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm mới vừa đi xuống xe, liền có không ít người dũng lại đây, ra tiếng cùng Lâm Thanh Hạm chào hỏi, báo ra bản thân danh hào, chỉ hy vọng Lâm Thanh Hạm có thể nhớ kỹ chính mình. Lâm Thanh Hạm đi nhanh đi vào khách sạn trước cửa. Ngân Châu thị phía chính phủ người phụ trách cũng ra mặt, đối phía chính phủ người phụ trách tới nói, Lâm thị, chính là hắn chiến tích, Lâm thị sản nghiệp đầu tư, trực tiếp kéo Ngân Châu thị kinh tế tiêu phí, như vậy xí nghiệp, đặt ở cái nào thành thị tới nói, kia đều là hương bánh trái. Một trận bùm bùm pháo vang lên, cấp lần này tân niên lại trước tiên tăng thêm một tia năm vị, Lâm Thanh Hạm đi nhanh đi vào khách sạn trước cửa, khách sạn người phụ trách bưng tới một cái màu đỏ khay, trên khay che lại một tầng màu đỏ giải lụa. Mười mấy tên phóng viên tới rồi nơi này, tiếng chụp hình không ngừng vang lên. Ngân Châu thị người phụ trách cùng Lâm Thanh Hạm đứng chung một chỗ, ở bọn họ trước mặt có một cái màu đỏ lụa mang, hai người cộng đồng xốc lên trên khay màu đỏ giải lụa, lộ ra một phen vàng dòng chế tạo mà thành kéo, hai người một người cầm lấy kéo một bên nắm đem, nhìn về phía màn ảnh, theo sau cắt tiết diện trước tờ lụa, cắt băng nghi thức, liền như vậy qua đi. Pháo tiếng vang lên, tiếng vỗ tay vang lên. Lâm Thanh Hạm nói chút lời khách sáo sau, cắt băng nghi thức liền kết thúc. Từ Đô Thành trở về mấy ngày nay, Lâm Thanh Hạm sở tham gia cắt băng nghi thức thật sự là quá nhiều quá nhiều, cái này đặt ở người khác trên người khẳng định hảo hảo lăn lộn một phen cắt băng nghi thức, đặt ở Lâm Thanh Hạm nơi này, xưng được với là qua loa kết thúc. Cắt băng nghi thức một xong, sở hữu khách, đều bị thỉnh đến khách sạn nội dùng cơm. Lâm Thanh Hạm kéo Trương Huyền cánh tay, lão công, muốn hay không tham quan một chút chúng ta sau bếp a? Đều là ta chuyên môn mời đến đầu bếp Nga, thuận tiện lại chỉ đạo công tác. Hai người vừa nói vừa cười, chiều sau bếp đi đến. Sau bếp là Lâm Thanh Hạm bao bên ngoài lại đây, đầu bếp toàn bộ mang theo một cái đoàn đội. Trương Huyền đi theo Lâm Thanh Hạm đi vào sau bếp, đập vào mắt nhìn đến, tất cả đều là mới nhất nấu nướng thiết bị, thủy đài, đánh hà, cũng tất cả đều là kinh nghiệm phong phú tay già đời, 16 cái bệ bếp đồng thời khởi công, hương khí lan tràn. Đầu đội kim đỉnh cao mũ chủ bếp ở phía sau bếp nội qua lại tuần tra. Lão công, thế nào, không tồi đi. Lâm Thanh Hạm híp mắt, nhìn Trương Huyền hỏi. Là có thể, Trương Huyền gật gật đầu, bọn họ thuộc về món ăn Quảng Đông, lại dung hợp chúng ta này khẩu vị, đồ ăn tăng thêm liêu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, này đó đồ ăn phẩm hương vị, tuyệt đối là nhất trí khen ngợi. Một người đi theo hai người bên người khách sạn giám đốc nói, Trương Tiên Sinh, chúng ta trong khoảng thời gian này, tổng cộng mời quá 500 danh bản địa thị dân miễn phí thí đồ ăn, chẳng những làm được đem hai mà đồ ăn phẩm ưu thế tổng hợp, càng là đem này đó ưu thế phát huy tới rồi cực hạn. Trương Huyền gật gật đầu, tổng hợp khắp nơi ưu thế là tốt. Trương Huyền vừa dứt lời, một bên chủ bếp bước đi tới, Lâm Tổng đại giá quang lâm, thật là làm chúng ta sau bếp bồng tất sinh huy a, đúng rồi Lâm Tổng, hôm nay vừa vặn còn có việc tìm ngươi. Ngô bếp ngươi nói, Lâm Tổng, chúng ta phía trước định ra phí dụng. Đến đề cao một chút a. Ngô bếp ánh mắt mịt mờ nhìn Lâm Thanh Hạm liếc mắt một cái. Lâm Thanh Hạm mày liễu hơi hơi vừa nhíu, phí dụng đề cao. Ngô bếp, chúng ta lúc ấy chính là nói tốt, một tháng 100 vạn, đem toàn bộ sau bếp nhận thầu cho các ngươi, chẳng lẽ ngô bếp ngươi cảm thấy cái này đãi ngộ không tốt? Một tháng 100 vạn phí dụng, nhận thầu toàn bộ sau bếp, nơi này đầu bếp, tổng cộng có 18 danh, hơn nữa đánh hà, thủy đài, xứng đồ ăn. Này đãi ngộ tuyệt đối là tương đương cao. Ngô bếp liên tục xua tay, Lâm Tổng, không phải nói đãi ngộ không tốt, mà là này phí tổn vấn đề, cái kia Tiểu Tôn A, người đem hôm nay hóa đơn lấy tới cấp Lâm Tổng xem một chút. Tiểu Tôn chính là sau bếp mua sắm, vừa nghe lời này, lập tức lấy ra một sấp thật dày hóa đơn, phóng tới Lâm Thanh Hạm trước mặt. Ngô Tổng mở miệng nói, Lâm Tổng, người khả năng không hiểu biết, món ăn Quảng Đông cách làm cùng các ngươi này nấu nướng thủ pháp hoàn toàn bất đồng. Nguyên liệu nấu ăn phần lớn đều yêu cầu mới mẻ, mới đầu mỗi ngày 1.5 vạn nguyên liệu nấu ăn phí, hoàn toàn không đủ, chiếu tình huống hiện tại tới xem, mỗi ngày phí dụng, ít nhất cũng muốn tăng tới 2.5 vạn A. Lâm Thanh Hạm nhìn Tiểu Tôn truyền đạt hóa đơn, gật gật đầu, nếu là phí tổn nói, Ngô Tổng ngươi. Lâm Thanh Hạm câu nói kế tiếp còn không có xuất khẩu, liền bị Trương Huyền dẫn đầu ra tiếng đánh gãy. Ngươi không khỏi cũng có chút công phu sư tử ngoạm đi. Trương Huyền nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm trong tay hóa đơn, cái này hướng dương thủy sản, hẳn là mấy ngày hôm trước mới khai trương, này sống tiên giá cả, so thủy sản bán xỉ thị trường, ít nhất muốn cao tam thành.
Chương 986 hiện tại lăn. Ngô Bếp lần đầu tiên thấy Trương Huyền, hắn híp mắt hỏi, vị này chính là. Đây là ta trượng phu, Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm ra tiếng nói. Nga, nguyên lai là Trương tiên sinh. Ngô Bếp gật gật đầu, Trương tiên sinh, ta nghe ngươi theo như lời, người đối này thị trường giá cả còn tương đối hiểu biết. Chưa nói tới hiểu biết đi, Trương Huyền nhún vai, ta trước kia đã làm một đoạn thời gian đầu bếp, cho nên sẽ theo bản năng đi chú ý một ít nguyên liệu nấu ăn giá cả. Trên thực tế, Trương Huyền đi đến nơi nào, đều sẽ ở trước tiên quan sát chung quanh hết thảy, thủy sản giá cả, ven đường tiểu quán thượng tiểu vật phẩm trang sức giá cả. Đây là Trương Huyền nhiều năm trước tới nay dưỡng thành thói quen, đã thành hắn theo bản năng hành vi. Thường thường một ít dấu vết để lại, liền sẽ bại lộ ra tới rất nhiều tiềm tàng vấn đề. Ngô Bếp nghe được Trương Huyền cũng làm quá đầu bếp, hồ nghi một tiếng, nga. Không biết Trương tiên sinh làm chính là nhà ai đồ ăn. Trương Huyền cười cười nói, liền làm một ít bản địa. Ha ha, Ngô Bếp cười lạnh một tiếng, Trương tiên sinh, bản địa đồ ăn cách làm, cùng chúng ta cách làm, là hoàn toàn bất đồng, chúng ta yêu cầu sống tiên, cần thiết đến thỏa mãn mấy cái tiêu chuẩn, mà ngươi nói những cái đó căn cứ vào thị trường giới tể bình sống tiên, cũng không đạt được như vậy tiêu chuẩn. Có ý tứ, Trương Huyền nhìn chằm chằm Ngô Bếp, không biết ngươi nói tiêu chuẩn, là cái dạng gì. Này liền không cần thiết cho ngươi giải thích, Ngô Bếp vừa quay người, mỗi người đều có mỗi người nấu nướng thủ pháp, ta nấu nướng thủ pháp, là ta ăn cơm căn bản, ta tưởng Trương tiên sinh ngươi cũng làm quá đầu bếp, hẳn là không có như vậy không hiểu quy củ, muốn dò hỏi tới cùng đi. Làm sao bếp tổng bếp, Ngô Bếp đối Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền, là có khách khí, nhưng lại không có nhiều ít tôn kính. Đã làm khách sạn người đều biết, giống nhau loại này khách sạn lớn, sau bếp cùng sảnh ngoài đều thuộc về hai cái hệ thống, ở phía sau bếp, tổng bếp chính là lớn nhất, chẳng sợ khách sạn lão bản đều không thể quản quá nhiều, thật muốn làm đến tổng bếp không cao hứng, mang theo chính mình người quay đầu liền đi, khách sạn đều không có biện pháp. Ngô Bếp, ta xem, không hiểu quy củ chính là ngươi đi. Trương Huyền đôi tay bối ở sau người, nhìn chung quanh sau bếp một vòng, theo ta kinh nghiệm. Nơi này mỗi ngày nguyên liệu nấu ăn phí tổn giới, hẳn là có thể khống chế ở 1 vạn tả hữu, người muốn 1 vạn 5 không đủ, hiện tại còn muốn lại thêm 1 vạn, rốt cuộc là cái dạng gì sống tiên, mới xứng đôi người Ngô Bếp chủ nghệ đâu. Ngô Bếp ánh mắt một hoành, này sau bếp là ta tới quản, ta yêu cầu cái dạng gì nguyên liệu nấu ăn, các ngươi không có quyền lợi hỏi đến, nếu ngươi không tín nhiệm ta, đại nhưng tùy tiện thay đổi người. Hảo a, vậy thay đổi người, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười. Ngô Bếp sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới, này họ Trương, thật dám đuổi đi chính mình đi. Ngô Bếp vừa mới nếu dám nói ra kia lời nói, liền đại biểu cho hắn có tuyệt đối tin tưởng, Lâm thị người không dám lấy chính mình thế nào, rốt cuộc hôm nay là khách sạn ngày đầu tiên khai trương, vô số khách khứa cùng tân lão khách hàng tiến đến, hắn hiện tại đem chính mình đuổi đi đi, hắn hôm nay lấy cái gì xong việc. Bao gồm mặt sau, Ngô Bếp cũng có tự tin, lại đến một cái đầu bếp đoàn đội. Tuyệt đối không có chính mình tay nghề hảo, trừ phi Lâm thị chịu dùng nhiều tiền. Còn thất thần làm gì? Trương Huyền khóe miệng ngậm một mạt ý cười, duỗi tay chỉ về phía sau bếp đại môn vị trí, hiện tại không lăn, chờ ta đi thỉnh ngươi sao? Làm trò nhiều người như vậy mặt, bị người lớn tiếng quát lớn lăn, Ngô Bếp sắc mặt khó coi, khí cả người phát run. Ngô Bếp nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, Lâm Tổng, ngươi tiên sinh thật sự có thể làm chủ. Lâm Thanh Hạm tuy rằng không rõ Trương Huyền vì sao đột nhiên như vậy nhằm vào Ngô Bếp, nhưng nàng đối Trương Huyền quyết định, là 100% không có dị nghị. Lâm Thanh Hạm gật đầu nói, ta tiên sinh nói, ta cũng muốn nghe, hắn nói thế nào, liền thế nào lạc. Hảo, thực hảo, Ngô Bếp ánh mắt âm ngoan gật gật đầu, ta đảo muốn nhìn, hôm nay chúng ta đi rồi, các ngươi này khách sạn, lấy cái gì khai. Ngô Bếp nói xong, bàn tay vung lên, quát to, đều cho ta ngừng tay chung sự. Hiện tại toàn bộ thu thập đồ vật, theo ta đi. Ở phía sau bếp, tổng bếp chính là nói lời nói cao nhất dùng người, Ngô Bếp lời nói vừa ra, vô luận là những cái đó đang ở xứng đồ ăn, vẫn là đánh hà, hoặc là thủy đài, toàn bộ đều ngừng lại, đang ở xào rau đầu bếp, cũng buông trong tay xào gáo, cao hỏa tăng nhiệt độ hạ, chỉ là vài giây, sau bếp liền truyền ra từng trận hồ vị. Lâm Thanh Hạm phất phất tay, đi theo nàng bên cạnh giám đốc lập tức chạy tới đem bệ bếp hỏa toàn đóng. Tiếp tục thiêu đi xuống, khiến cho hỏa hoạn liền không hảo. Đi, Ngô Bếp lại lần nữa hét lớn một tiếng, khi trước chiều sau bếp cửa đi đến. Đông đảo phòng bếp người, tất cả đều đi theo Ngô Bếp phía sau. Đi đến sau bếp cửa, Ngô Bếp đột nhiên định trụ bước chân,
quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, họ Lâm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tới cầu ta. Yên tâm đi, lão bà của ta không như vậy nhàn. Trương Huyền không thèm để ý vẫy vẫy tay, chậm lăn không tiến a. Ngô bếp sắc mặt lại khó coi một phân, phất tay áo đi nhanh rời đi. Chờ sau bếp người toàn bộ đi xong, toàn bộ sau bếp trở nên trống rỗng, những cái đó không có cắt xong rồi đồ ăn, những cái đó hồ ở trong nồi bán thành phẩm, cho người ta một loại hỗn độn một mảnh cảm giác. Lâm Thanh Hạm lúc này mới khó hiểu hỏi hướng Trương Huyền, lão công, kỳ thật bọn họ sẽ đột nhiên gia tăng nguyên liệu nấu ăn phí tổn chi tiêu sự, ta đã nghĩ tới, ta cho rằng có thể đem giá cả áp xuống một nửa, liền có thể tiếp thu. Không phải vấn đề này, Trương Huyền lắc lắc đầu, duỗi tay một lóng tay bên cạnh trong nồi, người xem kia, loại này nguyên liệu nấu ăn, chỉ có 3 phần thục, căn bản không có khả năng biến sắc, bọn họ dùng nguyên liệu nấu ăn có rất lớn vấn đề, bao gồm ta mới vừa quan sát một chút. Đánh hà nhân viên, hai người móng tay rất dài, hơn nữa không có rửa sạch sẽ, cá nhân vệ sinh căn bản là không quá quan, thủy đài thượng tuy rằng phóng không ít sống tiên, nhưng ném đến một bên nội tạng, hiển nhiên đã khô quắt đi xuống, chứng minh bọn họ dùng không phải sống tiên. Bãi ở kia chỉ là cho chúng ta xem, bọn họ nói dung hợp chúng ta bản địa đồ ăn phương pháp, làm đồ ăn càng phù hợp bản địa khẩu vị, lão bà, người biết chúng ta người địa phương nấu ăn thích nhất dùng cái gì phương pháp sao? Lâm Thanh Hạm bị Trương Huyền hỏi sửng sốt, nàng ở Ngân Châu sinh hoạt nhiều năm như vậy, còn thật không rõ ràng lắm Ngân Châu bản địa mỹ thực đặc sắc là cái gì, tỉ như món cay Tứ Xuyên chính là chua cay, món ăn Hồ Nam chính là hương cay, Ngân Châu lại là cái gì? Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu. Nạp liệu, Trương Huyền nói, chúng ta bản địa đồ ăn, giống nhau thói quen dùng phối liệu mùi hương, che giấu nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi hương, liền bởi vì như vậy, này đó đầu bếp. Lựa chọn dùng chết hải sản tới thay thế sống tiên, lấy cầu càng nhiều tiết kiệm phí tổn, dù sao bọn họ chỉ cần thêm lưu nhiều, người ngoài nghề cũng ăn không ra rốt cuộc là chết tiên vẫn là sống tiên, nhưng ôm như vậy tâm lý đầu bếp, tuyệt đối không thể dùng. Trước không nói bọn họ chức nghiệp đạo đức vấn đề, chết tiên giữa sẽ sinh ra đại lượng tổ án, thực dễ dàng sẽ tạo thành ngộ độc thức ăn, người nói loại người này, ta không cho hắn cút đi, còn giữ hắn tại đây ăn Tết sao? Một đám ngành sản xuất giữa rác rưởi. Trương Huyền còn nhớ rõ trước kia cái kia dạy hắn nấu cơm người, cho hắn nói qua như vậy một câu. Thực khách ăn chúng ta làm gì đó, đó chính là đối chúng ta một loại tín nhiệm, chúng ta cũng không thể đem nhân ra cho tín nhiệm, đi đổi thành huân tâm ích lợi a. Chương 987 vạn nhất là chết liền không hảo. Trương Huyền trên mặt tràn ngập chán ghét chi sắc. Lâm Thanh Hạm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Huyền lộ ra như thế chán ghét biểu tình. Lâm Thanh Hạm chu lên cái miệng nhỏ. Ủy khuất nói, lão công, ta cũng không rõ ràng lắm này trong đó môn đạo, lần sau ta sẽ chú ý. Việc này cùng ngươi không quan hệ, Trương Huyền lắc lắc đầu, chỉ do cá nhân chức nghiệp tu dưỡng vấn đề, loại người này, ta nhìn không tới còn không sao cả, nếu thấy được, khẳng định đến làm cho bọn họ cút đi, thế giới này đại bộ phận người, đều là có lương tri, nhưng luôn có như vậy mấy cái con sâu làm dầu nồi canh làm người buồn nôn. Lão công, ta đây trước làm người thông chi bên ngoài khách khứa đi. Đại gia còn ở kia ngồi chờ dùng cơm đâu. Thông chi cái gì, Trương Huyền nghi hoặc một tiếng. Làm cho bọn họ trước rời đi a. Lần này tìm sau bếp đoàn đội, ta phải hảo hảo xem nhìn. Không cần, ta tìm vài người tới là được. Trương Huyền một chiếc điện thoại, trực tiếp đánh tới Phí Lôi Tư kia, làm Phí Lôi Tư an bài Tân Khải khách sạn sau bếp đoàn đội lại đây. Tân Khải khách sạn từ bị Phí Lôi Tư thu mua sau, tuy rằng bên trong phần cứng phương tiện không sửa. Nhưng phần mềm lại là từ trong ra ngoài toàn bộ may lại, từ cơ bản nhất môn nghênh, đến sau bếp đầu bếp. Không chút nào khoa trương nói, Tân Khải khách sạn hiện tại tùy tiện lấy ra một cái nhân viên tạp vụ, kia đều là chịu quá hoàng gia lễ nghi huấn luyện, sau bếp người, trong đó có hơn phân nửa, đều đã từng phục vụ với các quốc gia tối cao hệ thống, dư lại hơn một nửa, cũng đều là từ Michelin tam tinh nhà ăn lui ra tới, tuy rằng thực lực không bằng đỉnh thời kỳ, nhưng so Ngô bếp bọn họ, không biết hiếu thắng nhiều ít. Khách sạn trong đại sảnh. Ngô bếp đám người từ sau bếp đi ra, thay cho đầu bếp phục, trực tiếp liền ngồi đến đại sảnh giữa. Tới tới tới, đều tìm cái bàn ngồi xuống. Ngô bếp phất tay tiếp đón. Một người khách sạn giám đốc đi rồi đi lên, vừa mới sau bếp phát sinh sự, ở quá ngắn thời gian nội, đã thông chi đến khách sạn lãnh đạo tầng. Ngô bếp, người đừng làm cho chúng ta khó làm a, Lâm Tổng đều đã lên tiếng, chúng ta cũng chỉ là hỗn khẩu cơm ăn. Giám đốc vẻ mặt nan kham. Khó làm cái gì, chúng ta tới ăn một bữa cơm mà thôi,
như thế nào, các ngươi ăn cơm cửa hàng, còn không cho chúng ta tới ăn cơm. Có phải hay không các ngươi này tiệm cơm không đầu bếp à? Ngô bếp đứng dậy, cố ý nói rất lớn thanh. Sau bếp người, phát ra một trận cười vang. Còn lại khách khứa nghe kỳ quái, Lục Hà sao có thể không có đầu bếp, vị này bằng hữu ngươi đừng nói cười. Nga, có đầu bếp liền hảo. Ngô bếp cười lạnh một tiếng, tới, đã có đầu bếp, liền đem thực đơn lấy lại đây, chúng ta nếm thử các ngươi này trình độ, rốt cuộc thế nào. Lại một người khách khứa mở miệng, vị này bằng hữu ngươi yên tâm đi, lần này Lâm Tổng chuyên môn từ bên ngoài mời tới đầu bếp, nghe nói là đem vài loại đồ ăn cách làm dung hợp tới rồi cùng nhau, hương vị khẳng định sẽ không kém. Vậy là tốt rồi, Ngô bếp nói, ta cùng ta các huynh đệ, miệng chính là thực điêu, làm được đồ vật, nhưng ngàn vạn không cần quá khó ăn a. Còn lại những cái đó đầu bếp, tất cả đều lộ ra tươi cười, vừa mới ở phía sau bếp, bọn họ bị không lưu tình chút nào đuổi ra tới, hiện tại không tới tìm Lâm thị phiền toái kia đều quỷ, đến nỗi hương vị, bọn họ này đó đầu bếp, thiếu làm 7-8 năm, nhiều hành nghề hơn 20 năm, này hương vị thiếu gì, nếm một chút liền rành mạch, tưởng chọn cái tật xấu, kia còn không phải nhẹ nhàng. Bởi vì Lục Hà khách sạn đầu bếp đoàn đội đột nhiên đổi mới nguyên nhân, thượng đồ ăn tốc độ, kéo dài thời gian rất lâu, bất quá cũng may hôm nay tới, đều là tới cổ động, cũng không ai thúc giục, tương phản trình diện đều là Ngân Châu thương giới người, đại gia mượn cơ hội này, lẫn nhau trao đổi danh thiếp. Chỉ có Ngô bếp đám người, không ngừng vỗ cái bàn, lớn tiếng quát hỏi đồ ăn như thế nào còn không có thượng bàn. Rốt cuộc có hay không người nấu ăn à? Ta nói các ngươi này khách sạn trực tiếp đóng cửa được. Khai trương ngày đầu tiên đồ ăn liền thượng không tới. Chính là, đóng cửa đi. Khai cái giám khách sạn đâu còn. Ngô bếp cho hắn thủ hạ người đưa mắt ra hiệu, mọi người không ngừng ồn ào. Đang ở ngô bếp người kêu chính hoan khi, một đạo thanh âm vang lên, Lâm Thanh Hạm đi vào đại sảnh. Chư vị, vừa mới sau bếp ra điểm trạng huống, làm các vị đợi lâu, Lâm Thanh Hạm ở chỗ này cấp các vị nói tiếng xin lỗi. Những cái đó tới cổ động khách khứa lập tức trả lời. Lâm Tổng nói quá lời, chúng ta ngày thường ăn cơm, cũng đều vãn, không lâu chờ, không lâu chờ. Đúng vậy Lâm Tổng, người này nước trà lại hảo, hoàn cảnh lại hảo, chỉ là ngồi ở chỗ này, đều là một loại hưởng thụ. Chúng ta tại đây chờ thực thích ý à. Hôm nay trình diện khách khứa, nói trắng ra là, tất cả đều là tới cấp Lâm thị kỳ hảo, ai lại sẽ biểu hiện ra cái gì bất mãn tới đâu. Còn nữa nói, chờ đợi trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng kết bạn không ít tân bằng hữu. Ở sinh ý trong sân, nhiều bằng hữu, vậy nhiều con đường có thể đi. Ở Lâm Thanh Hạm lộ diện sau, truyền đồ ăn viên đem từng đạo mỹ thực, từ sau bếp bưng ra tới đưa đến nhân viên tạp vụ trong tay, từ nhân viên tạp vụ phụ trách đưa cho hôm nay sở tiến đến khách khứa. Ngô bếp đám người trên bàn, thực mau liền bãi đầy bọn họ vừa mới sở điểm mỹ thực. Qua, Lâm Tổng, người đây là từ nào mời đến đầu bếp a? Chỉ là này mỹ thực bán tướng, khiến cho ta không ngừng chảy nước miếng. Mùi hương bốn phía, này cũng quá thơm đi. Không tồi, tuy rằng không ăn, nhưng quang xem này bán tướng, nghe này hương vị, ta đều có thể nghĩ đến trong đó mỹ vị. Hôm nay tới này, thật là ta nhân sinh một đại hỷ sự a, cảnh mỹ, đồ ăn mỹ, Lâm Tổng người càng mỹ. Đạo đạo tiếng ca ngợi vang lên, này không phải tiến đến khách khứa ở cố tình khen tặng, mà là này bưng lên mỹ thực, đích xác bán tương thật tốt, thả mùi hương bốn phía. Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười. Đối với hiện tại trình lên tới đồ ăn phẩm, nàng là phá lệ có tin tưởng, sau bếp nấu ăn những cái đó đầu bếp, vừa mới cấp Lâm Thanh Hạm lượng ra bọn họ đã từng ở Mỹ thực giới thu hoạch đến giải thưởng sau, đều cấp Lâm Thanh Hạm hoảng sợ, mỗi người thành tựu, đều so ngô bếp muốn cao thượng không biết nhiều ít. Huống hồ, không nói những cái đó đầu bếp bản thân thành tựu, chỉ là Trương Huyền ở phía sau bếp tự mình trông coi này hạng nhất, này đó đồ ăn phẩm hương vị, liền tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng. Ngô bếp đám người nhìn bãi ở trước mặt mỹ thực, tuy rằng bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng này mỹ thực bán tương cùng tản mát ra mùi hương, đích xác so với bọn họ tay nghề, phải mạnh hơn quá nhiều. Ngô bếp hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng mở miệng, này ăn đồ vật, chủ yếu xem vẫn là vị cùng hương vị, bằng không bề ngoài làm lại hảo thì thế nào. Giống như là này chỉ tôm hùm, lại đẹp, nếu là một con chết lâu ngày, kia giống nhau sẽ làm người ghê tởm. Ngô bếp này một câu. Ở đông đảo tiếng ca ngợi chung, có vẻ phá lệ đột ngột, rất nhiều ánh mắt đều chiều ngô bếp xem ra. Ngô bếp lại nói một câu, các vị, từ từ ăn thời điểm, nhất định phải tinh tế đi phẩm, nếu gia vị lưu phóng quá nhiều, các người muốn những cái đó hải sản hay không mới mẻ,
nhưng đến cẩn thận phân rõ a. Vạn nhất này Lục Hà khách sạn lấy chết hải sản tới lừa gạt chúng ta, kia đã có thể không hảo, phải biết rằng, hải sản chết thời gian dài, ăn xong đi, rất có thể sẽ trúng độc. Chương 988 đều là đại lão. Ngô bếp lời này vừa ra, lập tức khiến cho từng trận phụ họa thanh. Đúng vậy, chết đi lâu ngày hải sản lại lấy tới ăn, chính là sẽ ra vấn đề. Các ngươi Lục Hà khách sạn, nhưng ngàn vạn không cần lấy loại đồ vật này tới lừa gạt chúng ta a, bằng không cũng đừng trách chúng ta tạp ngươi này khối chiêu bài. Ra tiếng phụ họa, tất cả đều là Ngô bếp thủ hạ người. Lâm Thanh Hạm lạnh lùng nói, nếu chúng ta khách sạn dùng nguyên liệu nấu ăn có vấn đề, tùy thời hoan nghênh các vị khiếu nại, nhưng là, nếu có người cố ý hướng chúng ta khách sạn trên người bát nước bẩn, chúng ta đây Lâm thị, cũng tuyệt đối không phải dễ khi dễ. Ngô bếp ánh mắt âm ngoan, không ở nói chuyện, nhìn chằm chằm trên bàn mỹ thực, vươn chiếc đũa, bỏ thêm một miếng thịt bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt. Ngô bếp mày, cũng tùy theo nhíu lại. Ngô bếp, thế nào? Một đầu bếp ở ngô bếp bên cạnh hỏi. Ngô bếp không nói gì, lại gắp một đạo khác đồ ăn, tiếp tục phóng tới trong miệng nhấm nháp, theo ngô bếp động tác, hắn mày nhăn càng ngày càng gấp. Ngô bếp sở dĩ lộ ra dáng vẻ này, đều không phải là hắn ăn đến đồ ăn có cái gì vấn đề, hoàn toàn tương phản, ngô bếp hiện tại, chính là tới tìm cha, nhưng cố tình, hắn ở này đó đồ ăn phẩm bên trong, tìm không ra bất luận cái gì một chút khuyết tật. Mỗi một đạo đồ ăn phẩm hương vị, đều vừa mới phù hợp nhân thể nhũ đầu, không mặn không nhạt, hơn nữa đem đồ ăn nguyên bản hương vị cùng gia vị hương vị hoàn mỹ dung hợp tới rồi cùng nhau. Ngô bếp tự hỏi, chính mình nếu tỉ mỉ nấu nướng một đạo đồ ăn, cũng có thể đạt tới như vậy tiêu chuẩn, cùng cố tình, này một bàn đồ ăn, đều là như thế này a. Suốt một bàn đồ ăn đều như vậy cao tiêu chuẩn nấu nướng ra tới, thả màu sắc phối hợp cũng đều có thể nói là hoàn mỹ. Sao có thể, Lục Hà sao có thể có như vậy cao tiêu chuẩn đầu bếp? Ngô bếp không tin, nếu Lục Hà có như vậy cao tiêu chuẩn đầu bếp, căn bản là không cần thiết mướn chính mình, thả loại này đầu bếp, toàn bộ Tây Hạ tỉnh, đều khó tìm ra tới. Ngô bếp, này rốt cuộc thế nào a? Chúng ta trong lòng khẩu khí này nhưng nuốt không dưới, đến tìm bọn họ phiền toái mới được. Một đầu bếp sốt ruột nói. Chính ngươi nếm thử đi, ngô bếp ra tiếng. Đông đảo đầu bếp thấy ngô bếp mở miệng, sôi nổi vươn chiếc đũa, chờ bọn họ kẹp lên mỹ thực bỏ vào trong miệng sau. Sắc mặt có thể nói là dị thường xuất sắc, có kinh diễm, cũng có cùng ngô bếp giống nhau cau mày. Biểu hiện ra kinh diễm người, tự nhiên là bị này đồ ăn phẩm hương vị sở thuyết phục, bọn họ chính là đầu bếp, càng có thể phẩm vị ra giống nhau thực khách phẩm không ra đồ vật, mà nhíu mày, liền cùng ngô bếp ý tưởng là giống nhau, bọn họ hiện tại đãi tại đây, muốn bàn hảo đồ ăn, đơn giản chính là muốn tìm tra, kết quả hiện tại phát hiện, căn bản là không có thể làm cho bọn họ tìm tra địa phương. Wow. Này đồ ăn cũng quá ngon đi. Đích xác, này thật là ta ăn qua mỹ vị nhất đồ vật. Lâm Tổng, người này từ nào tìm tới đầu bếp a? Ngươi làm như vậy ta thực khó xử a. Về sau còn không được mỗi ngày tới các ngươi khách sạn sao? Quả thực quá mỹ vị a. Đạo đạo ca ngợi thanh âm vang lên, lần này này đó tới cổ động khách khứa, cũng không phải là khen tặng, mà là thiệt tình bị này đó đồ ăn phẩm hương vị sở bắt làm tù binh. Bọn họ biểu hiện, Lâm Thanh Hạm đã sớm liệu đến. Nhớ trước đây nàng lần đầu tiên ăn đến Trương Huyền làm ra mỹ thực khi, kia thật là liền hình tượng cũng không để ý. Người là vị giác động vật, đối với người tới nói, ăn cơm uống nước cùng với hô hấp, là trong cuộc đời quan trọng nhất tam sự kiện, một đạo tốt mỹ thực, tuyệt đối có thể bắt được một người. Trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng vang lên. Ngô bếp đám người sắc mặt càng thêm khó coi lên. Vị này bằng hữu, ta nói đi, Lâm Tổng bên này đồ ăn phẩm, hương vị tuyệt đối không có vấn đề. Có phải hay không bị kinh diễm tới rồi a? Ha ha ha. Một người chiều ngô bếp bọn họ bên này xem ra. Ngô bếp ánh mắt khói mù buông xuống trong tay chiếc đũa, hướng bên người người thấp giọng nói, đi, đi xem bọn họ sau bếp sốt cuộc làm đến cái gì miêu nị, ta cũng không tin bọn họ nhanh như vậy liền mời đến như vậy nhiều đỉnh cấp nấu nướng đại sư. Một người nhỏ giọng nói thầm, đi, kia này bàn đồ ăn không phải lãng phí sao, thật tốt ăn a. Này nói thầm thanh âm bị ngô bếp nghe được, ngô bếp hung tợn chiều phát ra nói thầm người chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đối phương vội vàng buông trong tay chiếc đũa, ngoan ngoãn đi theo ngô bếp. Ngô bếp cũng không có mang quá nhiều người, chỉ dẫn theo mấy cái đầu bếp, từ công nhân nhập khẩu đi vào sau bếp. Công nhân nhập khẩu bảo an cũng không biết sau bếp tất cả mọi người bị sa thải sự, nhìn thấy ngô bếp đám người cũng không có ngăn trở. Ngô bếp chạy chậm đến sau bếp nhập khẩu,
cũng không có đi vào đi, mà là ghé vào trước cửa, trộm hướng bên trong nhìn. Đường Ngô Bếp xem qua đi khi, đầu tiên là sửng sốt, theo sau lộ ra một trận suy tư, ngay sau đó, Ngô Bếp lấy ra di động, ở trên màn hình liền điểm vài cái, thực mau, Ngô Bếp trên màn hình di động xuất hiện một chương ảnh chụp. Ở nhìn đến này ảnh chụp nháy mắt, Ngô Bếp ánh mắt một ngưng. Ngô Bếp, làm sao vậy? Đi theo Ngô Bếp phía sau người nhìn mắt Ngô Bếp di động thượng ảnh chụp, gì, này không phải Tả Thị Kiệt Tả sư phó đâu, năm trước bình chọn bắt được hè oi bức kim bài đầu bếp, hè oi bức kim bài bếp chính quản lý sư, hè oi bức kim bài đồ ăn ba cái giải thưởng. Ngô Bếp duỗi tay một lóng tay phòng bếp nội, chính ngươi xem đi. Tên kia đầu bếp đem đầu tìm tòi, thình lình liền thấy, đầu bếp di động thượng kia bức ảnh chủ nhân, Tả Thị Kiệt, lúc này liền đứng ở trong phòng bếp, thả. Hắn chạm vị trí, còn không phải đầu bếp vị trí, đánh hà. Đầu bếp trợ thủ. Tên này đầu bếp tận mắt nhìn thấy đến, Tả Thị Kiệt đem từng đạo xứng đồ ăn đưa cho nồi trước đầu bếp, thả xem Tả Thị Kiệt trên mặt, không có một chút không vui biểu tình, giống như còn có vẻ phi thường cao hứng giống nhau. Này, đi theo Ngô Bếp người bên cạnh, cũng bởi vì một màn này có chút ngây người, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nếu liền Tả Thị Kiệt loại này đầu bếp, đều chỉ có thể đảm đương một cái đánh hà. Làm như vậy đồ ăn đầu bếp, lại là người nào? Trong lòng kinh hãi, làm Ngô Bếp đám người lại lần nữa chiều phòng bếp nội nhìn lại, đương nhìn đến Tả Thị Kiệt cấp đánh hà người kia khi, đôi mắt tất cả đều trừng đại đại. Ngô Bếp bên cạnh người nó hít hà một hơi, không thể nào, như thế nào là? Chính là hắn, Củng Thạc, trước đô thành Phương Đông khách sạn hành chính tổng bếp. Lại xem còn lại kia mấy cái, cuồn cuộn khách sạn hành chính chủ bếp, đan hành chính tổng bếp, quan hệ ngoại giao tổng bếp. Ngô Bếp bên cạnh người nhìn những cái đó bệ bếp trước đầu bếp, nghe Ngô Bếp nói ra bọn họ danh hào, những người này, mỗi một cái, kia đều là ngành sản xuất nội lừng lẫy nổi danh đại lão, tuy rằng đã về hưu, tay nghề không bằng từ trước, nhưng so với 99,9% đầu bếp mà nói, bọn họ đều là không thể vượt qua cột mốc lịch sử, giờ phút này, lại đều ở chỗ này đảm nhiệm một cái đầu bếp, khó trách. Khó trách vừa mới những cái đó đồ ăn như vậy mỹ vị, chọn không ra một chút tỉ vết. Chính là, này Lục Hà dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mời đến nhiều như vậy trong nghề đại lão? Vài vị, xem thế nào a? Trương Huyền thanh âm, đột nhiên ở mấy người trước mắt vang lên. Ngô Bếp đám người bị bất thình lình thanh âm hoảng sợ, ngẩng đầu vừa thấy, thấy Trương Huyền ở chính mình trước mắt. Thân là đầu bếp, các ngươi hẳn là biết, này sau bếp không phải mỗi người đều có thể tiến đi. Trương Huyền cười lạnh một tiếng. Chương 989. Chỉ cần ngươi hướng ta nhận sai. Ngô Bếp nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Trương Huyền, há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì. Làm một người chủ bếp, Ngô Bếp đương nhiên minh bạch, giống chính mình như vậy trộm lưu tiến nhân ra sau bếp, đối phương là tuyệt đối có thể truy cứu trách nhiệm. Trương Huyền ánh mắt một ngưng, sấn ta còn không có quyết định xử lý như thế nào các ngươi trước, tốt nhất nhân lúc còn sớm lăn. Ngô Bếp vừa nghe lời này, không có một tia do dự, quay đầu liền đi. Đi theo Ngô Bếp phía sau người, cũng đều xám xịt chạy mất. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, đối với loại này phá hư ngành sản xuất quy của người, hắn tự nhiên sẽ không lưu cái gì tình cảm, đến nỗi giáo huấn bọn họ, loại này nhảy nhót vai hề, còn không đáng Trương Huyền chuyên môn rút ra thời gian đi thế nào, bình đạm nhật tử không có mấy ngày rồi, Trương Huyền chỉ nghĩ nhiều bồi bồi bên người người. Buổi chiều 2 điểm, Trương Huyền cùng vẫn luôn ở khách sạn bận việc Lâm Thanh Hạm rời đi, này đã qua ăn cơm điểm. Nhưng Lục Hà khách sạn, như cũ là kín người hết chỗ, nơi này đồ ăn phẩm hương vị, trải qua này đó tới cổ động khách khứa tuyên truyền, lập tức liền lan truyền đi ra ngoài, rất nhiều người mộ danh mà đến. Lâm Thanh Hạm vẫn luôn đều ở trong đại sảnh, làm lão bản, Ngân Châu Đồng Liêu như vậy nể tình tới cổ động, nàng tự nhiên sẽ không nói cái gì đều không làm, cũng là từng cái kính rượu cảm tạ, cuối cùng vội chân đều không đứng được, mới bị Trương Huyền kéo ra tới. Được rồi lão bà, này đều đến cửa ải cuối năm. Ngươi cũng nên cho chính mình phóng mấy ngày giả, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ thêm xong năm, có ngươi vội. Trương Huyền lôi kéo Lâm Thanh Hạm đi hướng một cái pháo trúc cửa hàng, đi, cùng lão công chọn pháo hoa đi. Bình đạm nhật tử, Tổng hội ở Lặng Yên không một tiếng động giữ liền qua đi, đương thành trấn trung tâm gác chuông thanh bị gõ vang, pháo hoa phóng lên cao. Theo đếm ngược kết thúc, nghênh đón này nhất cử quốc chúc mừng thời điểm, ăn Tết lạp. Hai đồng nhóm thay quần áo mới. Quỳ gối trưởng bối trước mặt, muốn tiền mừng tuổi. Từng nhà tại đây đoàn viên hết sức, ngồi ở cùng nhau, hưởng thụ một bàn cơm tất niên. Lâm gia đại viện,
Lâm gia mọi người ngồi ở cùng nhau, Trương Huyền vây quanh tạp dề, thiêu đầy bàn hảo đồ ăn, rượu ngon mở ra số bình, thời gian này điểm, Lâm Thanh Hạm đã uống đến hơi say, Trương Huyền cùng Lâm Kiến Vũ còn ở đua rượu, còn báo đầu cũng khó được xuất hiện ở Lâm gia đại viện giữa. Tân niên hết sức, một mảnh tường hòa mỹ mãn. Lâm Thanh Hạm miệng cười xinh đẹp, nàng nhìn ngồi ở trên bàn cơm cùng chính mình phụ thân đua rượu nam nhân, nàng thật muốn có thể cùng hắn liền như vậy vẫn luôn đi xuống đi, vẫn luôn đãi ở hắn bên cạnh, nhưng hiện thực nói cho Lâm Thanh Hạm, người nam nhân này, cũng không thể vẫn luôn bồi ở chính mình bên người, hắn có càng chuyện quan trọng đi làm, hắn là kia thế giới ngầm quân vương. Tối nay Ngân Châu, phá lệ náo nhiệt, từng nhà, răng đèn kết hoa, những cái đó ra ngoài giao tranh người, cũng ở ngay lúc này trở về, cùng người nhà đoàn tụ. Liền tại đây chúc mừng thời gian chung, Ngân Châu một cái hắc ám góc, một người tướng mạo rảo hảo tuổi trẻ nữ nhân, ở trong gió lạnh run bần bật, nàng ăn mặc có chút đơn bạc áo trên, tại đây người nhà đoàn tụ là lúc, nàng lẻ loi bộ dáng, có vẻ phá lệ thê lương. Nhìn dáng vẻ, người cũng không có được đến người muốn đổ vật a, à, ta sớm nói, kia gì Minh Huy không phải cái gì thứ tốt, người một hai phải đi theo hắn. Một đạo thanh âm trong bóng đêm vang lên. Tổ Hiền thân ảnh xuất hiện ở nữ nhân trước người, hắn nhìn trước người nữ nhân, Chu Ninh, ngươi nói ngươi, kết quả là được đến cái gì? Bị dì Minh Huy lão bà tìm tới ngươi ra môn, mắng to ngươi là tiểu tam, cha mẹ ngươi nhân ngươi cảm thấy mất mặt, đem ngươi đuổi ra ra môn, chính ngươi một người xóa sạch trong bụng hài tử, kết quả là, liền ra cũng chưa, đây là ngươi lựa chọn. Này trong bóng đêm run bần bật nữ nhân, đúng là Tổ Hiền phía trước bạn gái, Chu Ninh. Chu Ninh mạnh mẽ lộ ra vẻ tươi cười, tận lực làm chính mình run đến không phải như vậy lợi hại, Tổ Hiền, ngươi điều tra ta. Điều tra ngươi, Tổ Hiền ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, ta yêu cầu điều tra ngươi. Chu Ninh, ngươi nhỏ yếu, cho nên ngươi vô tri, ta không trách ngươi, ta thân là Quang Minh đảo chủ, địa ngục lãnh tụ, ta muốn biết cái gì, căn bản không cần cố tình điều tra, tự nhiên sẽ có người đem ngươi hết thảy tin tức hội báo cho ta, bao gồm ngươi buổi sáng ra cửa khi. Là nào chỉ chân trước bán ra ra môn. Tổ Hiền đôi tay bối ở sau người, lúc trước, ngươi chướng mắt ta, ngươi cho rằng ta chỉ là một cái bình thường công ty trước đài, ngươi vì tiền, cùng dì Minh Huy đi đến cùng nhau, mà hiện tại đâu? Kia dì Minh Huy có thể cho ngươi cái gì? Cho ngươi một cái giáo huấn, thật là buồn cười đến cực điểm, tại đây tân niên hết sức, làm ngươi liền một chỗ an thân chỗ đều không có. Chu Ninh cúi đầu, không nói gì. Tổ Hiền dạo bước đến Chu Ninh trước người, trên cao nhìn xuống nhìn Chu Ninh, đừng nói gì Minh Huy đối với ngươi không có phụ trách, lui một vạn bước giảng, chính là hắn đem hắn sở có được đều cho ngươi, kia lại như thế nào? Lấy ta hiện tại thân phận, chỉ cần vẫy vẫy tay, là có thể làm vô số gì Minh Huy nháy mắt từ trên thế giới này biến mất, ngươi xem quá thiển, không hiểu thế giới ngầm có bao nhiêu đáng sợ, càng không hiểu ta dưới mặt đất thế giới, có được cái dạng gì địa vị. Những cái đó đã từng ngươi mộng tưởng có được. Đối hiện tại ta mà nói, dễ như trở bàn tay, những cái đó ngươi tưởng cũng không dám tưởng, với ta mà nói, cũng giống như rác rưởi. Tổ Hiền vươn tay, nắm Chu Ninh cầm, mạnh mẽ làm Chu Ninh đem đầu nâng lên. Tổ Hiền ánh mắt cùng Chu Ninh đối diện, hắn mở miệng nói, Chu Ninh, ta niệm ngươi không hiểu chuyện, ngươi làm ra những cái đó, ta không trách ngươi, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi hảo hảo cùng ta nhận cái sai, ta có thể không so đo hiềm khích trước đây. Một lần nữa cùng ngươi ở bên nhau, ngươi muốn hoa không xong tiền, ta tùy thời có thể cho ngươi, ngươi muốn siêu xe, ta cho ngươi một cái gara, ngươi muốn làm nhân thượng nhân, ta thỉnh 1000 cái hầu gái chiếu cố ngươi cuộc sống hàng ngày. Như thế nào? Tổ Hiền nói xong, búng tay một cái. Một đạo chùm tia sáng, nháy mắt từ không trung đánh xuống dưới, chiếu vào Tổ Hiền cùng Chu Ninh hai người trên người. Phi cơ trực thăng cánh quạt ở không trung bay phất phới. Một chiếc lại một chiếc đỉnh cấp siêu xe, cũng vào lúc này, từ nơi không xa mở ra, ngừng ở Chu Ninh trước mắt, từ Rolls Royce, đến Maybach, Bentley, Khani tắc cách, Ferrari. Cơ hồ mỗi một cái xa hoa nhãn hiệu, đều hiện ra ở Chu Ninh trước mắt. Tổ Hiền vung tay lên, xem, này hết thảy, chỉ cần ngươi hướng ta nhận cái sai, liền tất cả đều là của ngươi, ngươi sợ có được tiền, có thể cho ngươi dễ dàng phá hủy dì Minh Huy, ngươi muốn tìm dì Minh Huy lão bà báo thù. Ngươi có thể dùng bất luận cái gì thủ đoạn đối phó nàng, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, ta đều có thể giúp ngươi làm được, làm ngươi một tuyết trước nhục. Chu Ninh hơi hơi quay đầu, nhìn về phía những cái đó đỗ ở trước mắt siêu xe, mỗi một đài, đều là nàng chỉ ở trên mạng xem qua hình ảnh,
thậm chí liền ảo tưởng có được đều chưa từng có đỉnh cấp hàng xa xỉ, giờ phút này lại là nhậm nàng chọn lựa. Ngươi còn đang đợi cái gì? Ngươi sở mộng tưởng có được, liền bãi ở ngươi trước mắt. Tổ Hiền lại lần nữa ra tiếng. Chu Ninh nỗ lực làm chính mình ánh mắt từ siêu xe trên người rời đi, nàng một lần nữa nhìn về phía Tổ Hiền, trầm mặc vài giây sau, đột nhiên cười to ra tiếng. Chương 990, đi tìm chết đi. Ha ha ha, ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Tổ Hiền mày nhăn lại, ngươi cho rằng ta ở cùng ngươi nói giỡn. Không phải sao? Chu Ninh hỏi lại một tiếng. A, à, Tổ Hiền hừ lạnh một tiếng, ta là khai quá vui đùa, bất quá không phải cùng ngươi nói giỡn, mà là ở cùng vận mệnh nói giỡn. Ở hôm nay, ta mới phát hiện nhân sinh chân chính ý nghĩa, là Trương Tiên Sinh giao cho ta sinh mệnh, tại đây phía trước, ai đều có thể tùy tiện khi dễ ta, vũ nhục ta, ngẫm lại phía trước những năm đó, ta thậm chí sống được còn không bằng một cái cẩu. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại đâu? Chu Ninh nhướng mày, nhìn thẳng Tổ Hiền. Tuy rằng ta không rõ ngươi nói thế giới ngầm là có ý tứ gì, cũng không rõ ngươi cái gọi là quang minh đảo chủ, địa ngục lãnh tụ rốt cuộc là cái gì thân phận, ta chỉ biết, này hết thảy, đều là Lâm Thị bố thí cho ngươi mà thôi, biết cái gì kêu bố thí sao? Chỉ có người khác chướng mắt, mới kêu bố thí, người khác có thể dễ dàng cho ngươi, đồng dạng có thể dễ dàng lấy về đi, ngươi nói rất đúng, ngươi trước kia sống được, đích xác không bằng một con chó, nhưng hiện tại ngươi hảo không đến nào đi. Vừa mới đạt tới có thể làm một cái cầu tư cách mà thôi, ngươi chính là Lâm Thị dưỡng một con chó, bọn họ muốn cho ngươi làm gì, ngươi phải làm gì. Tiện nhân, Tổ Hiền trở tay một cái tát chịu đến Chu Ninh trên mặt, tiếng vang thanh thúy tại đây một khắc có vẻ đặc biệt chói tai. Chu Ninh duỗi tay che lại chính mình gương mặt, như cũ trừng mắt Tổ Hiền, nói, như thế nào, chọc đến ngươi chỗ đau. Ngươi nếu đều làm ra cho người ta đương cầu sự, sợ hãi ta nói ra. Đồ đê tiện, câm miệng. Tổ Hiền hét lớn một tiếng, lại lần nữa một cái tát chịu đến Chu Ninh trên người. Vốn là nhân mới vừa làm xong giải phẫu mà suy yếu Chu Ninh, bị Tổ Hiền này một cái tát trực tiếp đánh nghiêng trên mặt đất. Trong bóng đêm, dáng người nhỏ gầy Tổ Hiền, giống như ác quỷ giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm Chu Ninh, cắn răng nói, biết sao, người cùng ta so sánh với, chính là một cái rác rưởi. Người có cái gì tư cách đánh giá ta? Chu Ninh chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, có thể nhìn đến. Nàng một bên gương mặt đã hoàn toàn sưng to lên, Chu Ninh phát ra một tiếng cười thảm, Tổ Hiền, ta là rác rưởi, nhưng ta liền tính là cái rác rưởi, ta muốn đồ vật, cũng là chính mình đi tranh thủ tới, người nói ta câu nam nhân cũng hảo, người nói ta không từ thủ đoạn đương tiểu tam cũng thế, nhưng ta không cần dựa vào người khác bố thí, không giống ngươi, nếu không có Lâm Thị, không có cái kia họ Trương, ngươi chỉ có thể đứng ở tại chỗ, thẳng đến chết đi kia một ngày. Ngươi vẫn là tầm thường vô vi, ngươi hiểu sao? Ngươi chính là một cái không tư tiến thủ phế vật. Nói đến cùng, vẫn là một cái cẩu. Hiện tại chẳng qua là từ một cái dịu ngoan cẩu, biến thành một cái sẽ cắn người cẩu mà thôi. Ta hắn sao giết ngươi? Tổ Hiền hét lớn một tiếng, xông lên trước một chân đem Chu Ninh đá phiên trên mặt đất. Tổ Hiền này một chân thẳng tắp đá vào Chu Ninh bụng nhỏ chỗ, đau đớn làm bị đá phiên trên mặt đất Chu Ninh mặt bộ đều phát sinh vặn vẹo. Làm một cái mới vừa sinh non không lâu nữ nhân. Chu Ninh thân thể này đó bộ vị không thể nghi ngờ là phi thường yếu ớt. Nhìn mặt bộ đều phát sinh vặn vẹo Chu Ninh, Tổ Hiền không có biểu hiện một tia đau lòng, trong mắt hắn tràn ngập bạo ngược, bước đi tiến lên, một chân giẫm trụ Chu Ninh thủ đoạn, tiện nhân, ta cho ngươi một cơ hội, hướng ta nhận sai, bằng không ta làm thịt ngươi. Một hàng nước mắt theo Chu Ninh khóe mắt chảy xuống, Chu Ninh nhìn trước mặt cái này quen thuộc mà lại xa lạ nam nhân, Tổ Hiền, ngươi chính là một cái cẩu. Có loại ngươi liền giết ta à, ngươi chỉ biết gọi bậy. Tiện nhân, đây chính là ngươi tự tìm. Tổ Hiền trong mắt nhảy ra một mặt sát ý, hắn tay ở bên hông một hoa, một phen chủy thủ bị Tổ Hiền nắm trong tay, từ Đại Mạc trở về xuất viện lúc sau, Tổ Hiền vẫn luôn đều tùy thân mang theo vũ khí sắc bén. Nhìn đến Tổ Hiền trong tay chủy thủ sau, Chu Ninh không những không có lộ ra kinh hoàng thần sắc, ngược lại dần dần chấn định xuống dưới, trong mắt còn xuất hiện một mặt giải thoát thần sắc. Tổ Hiền. Ngươi không cần cùng ta giả ngu, ta và ngươi ở bên nhau như vậy nhiều năm, ta quá hiểu biết ngươi là cái dạng gì người, ngươi Tổ Hiền phàm là có một chút dám xuống tay dũng khí, cũng không đến mức hiện tại còn cho người ta đương cẩu. Chu Ninh nói xong, cố ý ngẩng phía dưới, lộ ra chính mình trắng nõn cổ. Tiện nhân, ngươi xem ta có dám hay không giết ngươi. Tổ Hiền nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay chủy thủ, thẳng tắp chiều Chu Ninh cổ chỗ đâm tới. Phốc! Một tiếng trầm vang. Chu Ninh đôi mắt trừng lớn,
theo sau đồng tử bắt đầu khuếch tán, nàng há mồm, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm, một phen sắc bén chủy thủ tự nàng yết hầu chỗ hoàn toàn đi vào bính đoan. Chu Ninh gian nan nâng lên mặt khác một bàn tay, bắt lấy Tổ Hiển quần áo, rồi lại chậm rãi buông ra. Máu tươi chậm rãi chảy xuôi tới rồi mặt đất, Chu Ninh sắc mặt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu trở nên tái nhợt. Tổ Hiển nhìn chính mình dưới thân nữ nhân, hắn thâm ái nhiều năm, lúc này trong lòng, lại là trừ bỏ bạo nộ bên ngoài, cái gì đều không có. Sát, sát, giết gì Minh Huy, Tổ Hiển rít gào một tiếng. Lĩnh mệnh, một người thân ở âm thầm địa ngục hành giả phát ra một đạo trầm thấp thanh âm. Hôm nay, là cử quốc chúc mừng một năm, nhưng trong bóng đêm, có vô số không muốn người biết sự tình phát sinh. Đại nhân, người này, xử lý như thế nào? Lại một người địa ngục hành giả xuất hiện ở Tổ Hiển trước người, chỉ trên mặt đất thi thể. Đem nàng lưu lại nơi này, ta muốn cho người khác biết, phản bội ta người, tuyệt đối không có kết cục tốt. Tổ Hiển rút ra Chu Ninh trên người chủy thủ, không màng chủy thủ thượng vết máu, một lần nữa thu được bên hông bên trong vỏ. Minh bạch, địa ngục hành giả đáp, lại nhìn mắt nằm trên mặt đất, thi thể đã tại đây gió lạnh hạ lạnh lẽo Chu Ninh, tuy rằng hắn minh bạch, đem thi thể lưu lại nơi này, rất có thể sẽ ra vấn đề, nhưng địa ngục quân vương mệnh lệnh, bọn họ sẽ không kháng cự. Ban đêm gió lạnh gào thét, Chu Ninh trong cơ thể chảy ra máu tươi, cũng đọng lại lên. Hôm sau sáng sớm, đương gia gia hộ hộ đều vội vàng lẫn nhau chúc Tết khi, Ngân Châu tuần bộ cục, lại là vội lên. Sáng nay tuần bộ tuần tra khi, phát hiện một khối nữ thi, hiển nhiên là bị người mưu sát, bị vũ khí sắc bén chát xuyên cổ, pháp y xác định tử vong thời gian, là ở đêm qua rạng sáng, trận này đến từ chính giao thừa giết người án, chú định làm Ngân Châu tuần bộ cục quá không được một cái an ổn năm. Lâm gia đại viện, Trương Huyền đánh ngáp, mở hai mắt, bên cạnh, một trận làn gió thơm đánh úp lại, Trương Huyền xoay đầu, liền thấy một khối mạn diệu thân thể mềm mại nằm ở chính mình bên người. Không phải Lâm Thanh Hạm lại là ai? Trương Huyền xoa xoa đầu mình, hắn phát hiện, chính mình cùng Lâm Thanh Hạm kết hôn thời gian dài như vậy, cũng ở thật lâu phía trước, hai người liền gắn bó keo sơn, nhưng như vậy cùng nhau rời giường nhật tử, thật đúng là không vài lần, mỗi ngày sự tình nhiều như lông châu. Đêm qua hai người thật vất vả ngủ chung, không có bị chuyện khác quấy rầy, nhưng Trương Huyền lại là uống lên cái năm mê ba đạo, liền khi nào nằm đến trên giường đều nhớ không rõ. Nguyên bản chỉ là Trương Huyền cùng Lâm Kiến Vũ hai người đua rượu, đến cuối cùng mọi người thấy Lâm Kiến Vũ không địch lại, còn báo đầu, Lâm Xuyên, bao gồm Lâm Chính Nam, đều gia nhập chiến cuộc, cùng nhau rót Trương Huyền, cuối cùng ngạnh sinh sinh vài người toàn bỏ cái bàn phía dưới đi.